Kháo, chuyến này phát tài rồi. Lục Lâm Thiên không chút khách khí, sau khi mỉm cười lập tức thu trên 100 bộ vũ kỹ thuộc tính hỏa huyền cấp sơ giai này vào trong nhẫn chữ vật. Khi mật thất trống không, ánh mắt Lục Lâm Thiên lại nhìn về phía một vách tường trong mật thất. Nơi này có một cỗ năng lượng nổi lên ba động như có như không. Chỉ là năng lượng ba động lúc này là thuộc tính phong. Phát tài rồi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, tuy rằng không biết đây là nơi nào, thế nhưng Lục Lâm Thiên xác định có lẽ đây là đại cơ duyên. Nếu như hắn đoán không sai, sau bức tường này là một đống lớn vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính phong. Trầm ngâm một lát, trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng có năng lượng thuộc tính phong ngưng tụ, nhanh chóng đánh vào trong đám bí văn trên bức tường. Tại một chỗ khác, chung quanh đều là tàn tích khổng lồ. Một cỗ khí tức mênh mông tràn ngập không gian, chung quanh vô cùng vắng vẻ. Lúc này Lục Tâm Đồng đang ở đó. Ca ca, Tiểu Long. Thanh âm quanh quẩn trong không gian vắng vẻ này. Lục Tâm Đồng không ngừng quan sát chung quanh. Nơi này không có lấy một bóng người, ca ca nàng không biết ở đâu. Sau khi hoảng hốt một lát, trong mắt Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên nghị, thân thể nho nhỏ bắt đầu đi về phía trước. Lục Tâm Đồng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào bốn phía. Nơi này dường như đã từng có một kiến trúc khổng lồ, bởi vì đại chiến mà bị phá hủy. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt Lục Tâm Đồng ngạc nhiên rồi chuyển thành nghi hoặc. Một lát sau, trong ánh mắt nghi hoặc kia hiện lên sự do dự. Cuối cùng Lục Tâm Đồng cắn răng, linh lực toàn thân bạo phát. Cuối cùng bắt đầu tiến về phía trước, thân thể nho nhỏ giống như một chú chim trong nháy mắt xuyên qua đống tàn tích. Trong một vực sâu nóng bỏng, dòng nham thạch chung quanh mang theo khí tức nóng cháy, màu đỏ hồng, khắp không gian tràn ngập khí tức nóng bỏng. Toàn bộ vực sâu giống như là một ngọn núi lửa vừa phun trào vậy. Khắp vực sâu là một mảnh nóng cháy, khí tức nóng bỏng tràn ngập, vạn vật không thể sinh trưởng. Trong hạp cốc to lớn như vậy lúc này cũng chỉ có thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long ở bên trong. Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ của Tiểu Long hiện lên một cỗ tinh quang. Sau đó hai mắt ngẩn ra, thân thể di chuyển hóa thành một đạo quang mang bắn về phía vực sâu. Phát tài rồi, quả thực là phát tài lớn rồi. Tại nơi có một đống ngọc giản tràn ra năng lượng thuộc tính thủy, Lục Lâm Thiên cười lớn. Đây là gian mật thất thứ 5 hắn mở ra, mà lúc này trong gian mật thất thứ 5 cũng có trên 100 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy. Năm gian mật thất thuộc tính, thổ, hỏa, phong, mộc, thủy. Trong mỗi gian đều có trên 100 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Lúc này Lục Lâm Thiên đã thu vào trong nhẫn chữ vật của mình hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Nghĩ tới hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này Lục Lâm Thiên không khỏi cười lớn. Đối với hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này trong mắt Lục Lâm Thiên cũng không quá quý trọng. Vũ khí huyền cấp sơ giai hắn đã tu luyện không ít, cũng đủ để dùng. Nếu như là vũ khí huyền cấp trung giai thì mới có lực hấp dẫn với hắn. Có hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, đối với Lục Lâm Thiên là vô dụng, thế nhưng đối với Phi Linh Môn mà nói chính là một bút tài phú lớn. Hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, loại thủ bút này quả thực vô cùng kinh khủng. Vũ khí huyền cấp sơ giai, đối với tam tông tứ môn mà nói đều cấm truyền ra ngoài. Trong sơn môn cũng là vật vô cùng trọng yếu. Những quái vật lớn như tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất trang mà nói, 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai tuyệt đối có. Thế nhưng có thể một lúc lấy ra 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai hay không lại là một chuyện khác. 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này khiến cho Lục Lâm Thiên mừng như điên. Phi Linh Môn vẫn thiếu vũ khí cao giai, vũ khí đề giai có thể cướp đoạt và mua. Lúc diệt đám Thiên Sơn Môn Phi Linh Môn cũng chiếm được không ít. Thế nhưng tất cả chỉ là vũ khí đề giai mà thôi, cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp. Lúc này có hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, mỗi một bộ đều là vô giá. Đến lúc đó Phi Linh Môn có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, bút tài phú này tới quá nhanh. Địa phương quỷ dị này không ngờ lại có nhiều vũ khí huyền cấp sơ giai tới như vậy, hẳn là cố ý đặt ở đây. Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian suy nghĩ, rốt cuộc đây là nơi nào, sao lại có nhiều vũ khí như vậy. Trong gian mật thất thứ 5 này vẫn không có thông đạo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quan sát bốn phía, lập tức chú ý tới một bức tường có bí văn như ẩn như hiện. Đây là ấn kỳ phong tỏa. Lục Lâm Thiên tiến lên nhìn bí văn này, vừa rồi năm loại bí văn đều có sự khác nhau cực lớn. Loại bí văn này dường như là để phong tỏa một vài thứ. Thân là linh giả, sau khi dò xét một lát,
Lục Lâm Thiên có thể xác định ra đây là ấn ký phong tỏa. Thế nhưng cũng không biết là người phương nào lưu lại ấn ký. Dường như phía sau phong ấn vài thứ, cũng có khả năng đây chính là thông đạo mà hắn muốn tìm. Loại ấn ký này Lục Lâm Thiên cũng không quá xa lạ. Ấn ký tuy rằng có vô số loại thế nhưng chung quy vẫn có điểm chung. Tác dụng của các loại ấn ký có thể khác nhau, thế nhưng bản chất lại như nhau. Loại ấn ký này chính hắn cũng có thể bố trí ra. Thế nhưng tác dụng thì không thể nói trước. Mà muốn cởi bỏ ấn ký này, Lục Lâm Thiên cũng không phải không biết. Đây giống như là bỏ ấn ký ở trên nhẫn chữ vật vậy. Chẳng lẽ muốn khảo nghiệm linh hồn lực và linh lực của ta? Lục Lâm Thiên nhướng mày, tới lúc này Lục Lâm Thiên mơ hồ nghĩ ra, tất cả chuyện này dường như có người cố ý khảo nghiệm mình. Cửa ải này không thể nghi ngờ chính là muốn xem linh lực và linh hồn lực của hắn. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Từ lúc mở năm cái mật thất ra cho tới bây giờ, Lục Lâm Thiên mơ hồ nghĩ dường như có người đang âm thầm quan sát hắn. Tất cả chuyện này dường như đang khảo nghiệm hắn. Mỗi một gian mật thất được mở ra là hắn có thể nhận được phần thưởng. Nếu như không mở ra được thì cũng chỉ có thể bị vây ở đây. Năm gian mật thất thuộc tính năng lượng khác nhau kia nhất định phải do vũ giả toàn hệ mở ra, đồng thời còn cần sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính tới mức độ nhất định mới làm được. Ấn ký trước mắt hắn có lẽ chính là khảo nghiệm linh lực và linh hồn lực. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi nghi hoặc, nếu như phía sau thực sự có người đang âm thầm khảo nghiệm mình, chẳng lẽ là người này biết hắn là linh vũ song tu sao? Bằng không sao lại khảo nghiệm hắn như vậy? Nếu như là người bình thường thì căn bản không có khả năng mở ra mật thất bằng các năng lượng thuộc tính khác nhau. Nghi hoặc một lát, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cưỡi khổ. Chuyện có người ở phía sau khảo nghiệm hắn là điều không có khả năng. Càng không ai biết hắn là linh vũ song tu. Có thể quy cho nơi này quá quỷ dị, khiến cho hắn vừa vặn tới đây mở ra mà thôi. Suy tư một lát, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn được kết, linh lực bạo phát ra. Lập tức trên tay xuất hiện một đạo linh hảo. Linh hỏa đánh vào ấn ký trên bức tường. Muốn cởi bỏ ấn ký trên bức tường này Lục Lâm Thiên cũng phải vô cùng cẩn thận, nếu như thất bại, nói không chừng hắn sẽ bị nhốt ở địa phương quỷ quái này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên bắt đầu ngưng thần phá giải ấn ký này. Trên một lầu các yên tĩnh, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện ở đó. Mà lầu các này không biết tài liệu gì tạo thành, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Lầu các cũng không hoàn chỉnh, dường như cũng bị đại chiến phá hủy, thậm chí thoạt nhìn có chút sứt mẻ, mà không gian bên trong lầu các này còn có khói độc tồn tại. Khói độc này dường như tồn tại đã lâu trong không gian, lơ lửng trong không trung, vô cùng bất định. Vẻ mặt Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn tất cả chuyện này, ánh mắt nhìn về một phía nơi có một cỗ khí tức đang hấp dẫn nàng, dẫn dắt nàng tới đây. Chỉ là lúc này khí tức này càng ngày càng đậm đặc. Tại một chỗ trên lầu các, khí tức tức trong một gian phòng truyền ra. Trong không gian vô hình truyền ra một cỗ uy áp lớn. Phảng phất như trên lầu các này có một tuyệt thế cường giả vậy. Do dự một chút, Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới gần. Vẻ mặt lúc này vô cùng ngưng trọng, nàng biết địa phương quỷ dị này tùy thời sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Khục khục, chu vi chung quanh vô cùng vắng vẻ, giống như đã vắng vẻ vạn năm, đột nhiên có người tới, Lục Tâm Đồng đi lên lầu. Bước chân tuy rằng cực nhẹ thế nhưng trong không gian vắng lặng này vẫn vang vọng thật xa. Ắt xì. Trên lầu các, Lục Tâm Đồng đẩy các cánh cửa ra. Kỳ thực các cánh cửa này không cần đẩy ra, bởi từ trên nhìn xuống lầu các này đỉnh đã biến mất. A, à, Lục Tâm Đồng nhìn vào bên trong rồi đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng lúc này trong phòng xuất hiện một bộ hài cốt. Trên hài cốt có mái tóc bạc dài tới thắt lưng. Thế nhưng lại không hư thối, y phục trên người đã sớm biến mất, thế nhưng bộ hài cốt này lại không tổn hao gì. Có thể nhìn ra được, chủ nhân của hài cốt này trước lúc ngã xuống đang khoanh chân ngồi, đồng thời có lẽ là một nữ nhân. Nhìn vào bộ hài cốt này, ánh mắt Lục Tâm Đồng có chút nghi hoặc. Bộ hài cốt này toàn thân màu đen, từ trên đó tràn ra uy áp khiến cho linh hồn nàng run rẩy. Mà khí tức từ trên đó khuếch tán mơ hồ có chút liên quan với độc công trên người nàng. Chống cự lại uy áp, Lục Tâm Đồng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đánh giá bộ hài cốt này, khí tức tràn ngập trên hài cốt khiến cho nàng run rẩy. Một lát sau, Lục Tâm Đồng có cảm giác uy áp đã yếu đi một chút. Do dự một lát, dựa theo sự hấp dẫn của khí tức Lục Tâm Đồng chậm rãi đi về phía hài cốt màu đen này.
Trên hài cốt màu đen lúc này có khói độc nhàn nhạt quanh quẩn. Mái tóc dài máu trắng che khuất bộ mặt cho nên không nhìn ra dáng dấp. Trên ngón trỏ của bộ hài cốt có một chiếc nhẫn chữ vật hấp dẫn ánh mắt của Lục Tâm Đồng. Bộ hài cốt này vốn là màu đen, cho nên Lục Tâm Đồng ban đầu cũng không chú ý tới nó, lúc này tới gần mới nhận ra sự tồn tại của nó. Cảm nhận khí tức trên hài cốt, Lục Tâm Đồng cũng có thể đoán ra được khi trước người này nhất định là một cường giả. Trong nhẫn chữ vật của cường giả nhất định có không ít thứ tốt. Tiền bối, nhẫn chữ vật người không dùng nữa vậy thì cho ta được không, đa tạ tiền bối. Cảm nhận bộ hài cốt không còn sinh cơ, Lục Tâm Đồng quỳ gối xuống mặt đất dập đầu ba cái rồi giơ tay định lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Nhưng vào lúc này trên hài cốt đột nhiên truyền đến năng lượng ba động. Trong lòng Lục Tâm Đồng không khỏi cả kinh, trong nháy mắt nhìn về phía hài cốt. Bộ tóc bạc trước mặt hài cốt đột nhiên thổi bay hiện ra xương sọ, hốc mắt có chút động đậy rồi đột nhiên có quang mang lóe lên. Siêu! Trong mi tâm của xương sọ có một đạo quang mang kim sắc bắn ra mang theo khí thế vô cùng cường hãn cùng với tốc độ khiến cho Lục Tâm Đồng không kịp phản ứng, nhanh chóng chui vào trong mi tâm của Lục Tâm Đồng. Trong nháy mắt, Lục Tâm Đồng mơ hồ thấy một cái bóng không rõ, dường như là một con nhện màu vàng. Trong nháy mắt, Lục Tâm Đồng bất động, hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người bắt đầu ngưng ba động. Thân thể nho nhỏ trước bộ hài cốt màu đen lập tức yên lặng. Trong mật thất nơi Lục Lâm Thiên đang ngồi, linh hỏa trong tay không ngừng đánh vào ấn ký trên tường. Độ khó khi phá giải ấn ký này so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn khó hơn một chút. Thế nhưng dưới linh lực trong tay Lục Lâm Thiên, ấn ký này đã bắt đầu buông lỏng, muốn phá bỏ nó cũng không bao lâu nữa. Cạch cạch. Một lát sau, tiếng ba động rất nhỏ đột nhiên vang lên, ấn ký bằng bí văn này bắt đầu buông lỏng. Ầm ầm. Ấn ký bằng bí văn buông lỏng, bức tường rung động. Ngay trên vách tường này đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn vào phía trong cánh cửa. Cánh cửa mở ra, một mật thất xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Mà trong mật thất này cũng giống như những mật thất khác có một đống ngọc giản, bất quá đống ngọc giản này không phải vũ kỹ mà là linh kỹ. Từ khí tức tràn ngập bên trên là Lục Lâm Thiên cũng có thể nhận ra đây là linh kỹ huyền cấp sơ giai. Trên trăm bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhiều linh kỹ như vậy hội tụ lại khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi ngẩn ra. Thực sự giàu to rồi. Lục Lâm Thiên nở nụ cười. Trên trăm bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, giá trị so với trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì số lượng linh giả so với vũ giả ít hơn nhiều, lại thêm tính chất đặc thù cho nên số lượng linh kỹ vô cùng ít ỏi. Nếu như so sánh một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai với một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai mà nói, hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng không nhất định có thể đổi được một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhiều linh kỹ huyền cấp sơ giai như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi líu lưỡi. Đám linh kỹ này hắn vô cùng coi trọng, dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ tu luyện một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai mà thôi. Bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai lấy từ trên người Triệu Kình Hải vẫn chưa tu luyện qua. Vui mừng qua đi, Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu linh kỹ vào trong nhẫn chữ vật, lập tức nhìn về phía trước. Mật thất này không bị phong bế, có một cánh cửa đá ở phía trước, dường như là đường ra. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, không biết lần này có thể rời khỏi chỗ này hay không. Lục Lâm Thiên lập tức đi về phía trước, khi chạm vào cánh cửa đá này chung quanh có không ít bụi, dường như đã lâu không có ai mở ra. Năng lượng quả thực vô cùng đậm đặc. Xuyên qua cửa đá, trong lòng Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức năng lượng vô cùng đậm đặc. Cỗ khí tứ này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút cảm giác quen thuộc. Nơi này chẳng nhẽ còn có thứ gì sao? Lục Lâm Thiên nao nao, thân thể chậm rãi tiến về phía trước. Do dự một chút rồi lập tức đẩy cánh cửa đá kia ra. Oanh! Thanh âm vang lên, cánh cửa đá bị đẩy ra. Tức thì một cỗ năng lượng tràn ngập xuất hiện, mà trình độ đậm đặc của năng lượng này khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được phải thối lui mấy bước. Trời! Khi Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước không nhịn được mà kêu lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Chỉ thấy lúc này bên ngoài cửa đá là hai ngọn núi khổng lồ. Hai ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cao vót, một cỗ khí tức mênh mông tràn ngập không gian. Chung quanh hai ngọn núi có không ít ngọn núi nhỏ vần quanh, mà ở giữa hai ngọn núi còn một hồ nước màu trắng, không gian vô cùng vắng vẻ. Giống như nghìn vạn năm qua ở đây không có người tới. Lúc này trên hai ngọn núi có một cái dây, cả vật thể tràn ngập lưu quang màu xanh, đường kính chừng trăm thước kéo dài.
cự ly chỉ sợ cũng trên vạn thước. Trên cái dây này tràn ngập khí tức cổ xưa, có không ít lá xanh chừng trăm thước chung quanh. Trên dây mây khổng lồ này, tại hồ nước màu trắng ở giữa có một trái cây nhỏ màu đỏ. Một cỗ năng lượng vô cùng đậm đặc từ trong trái cây kia truyền ra, khiến cho cả không gian tràn ngập trong năng lượng này. Mà thứ khiến cho không gian tràn ngập năng lượng không chỉ có trái cây màu đỏ kia mà còn từ hồ nước màu trắng ở giữa hai ngọn núi khổng lồ. Hồ nước màu trắng này cuồn cuộn, thế nhưng không phải là nước cuồn cuộn mà trình là năng lượng bàng bạc màu trắng. Từ trên mặt hồ tản ra khí tức vô cùng cường hãn. Siêu siêu! Ở giữa hồ nước lúc này không ngừng cuồn cuộn, dường như có một mạch nước phun trào, năng lượng từ trong hồ nước điên cuồng phun ra. Một cỗ khí tức cuồng bạo khuếch tán. Năng lượng bàng bạc tạo thành áp lực khiến cho tim Lục Lâm Thiên không khỏi đập nhanh hơn. Trời, tạo sao lại có nhiều vũ linh thánh quả như vậy, lại còn thánh chỉ khổng lồ. Lục Lâm Thiên há hốc mồm, thứ xuất hiện trước mặt hắn không phải thứ gì khác mà là vũ linh thánh quả, chính nó tỏa ra khí tức khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy quen thuộc. Trên dây mây kéo dài qua hai ngọn núi khổng lồ kia có rất nhiều trái cây màu đỏ, chính là vũ linh thánh quả còn chưa thành thục. Mà vũ linh thánh quả này chỉ sợ cũng có trên trăm khỏa, lần lượt ở giữa, năng lượng tràn ngập không gian khiến cho toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng đậm đặc khiến cho cơ thể Lục Lâm Thiên không khỏi thấy thoải mái. Mà hồ nước lớn kia chính là thánh chỉ giống như thánh chỉ ở trong mật địa Vân Dương Tông mà Bạch Linh từng nói. Bất quá hồ năng lượng này so với thánh chỉ kia thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực chính là sư phụ của thánh chỉ kia. Rốt cuộc có chuyện gì? Ở đây vì sao lại có nhiều vũ linh thánh như vậy? Lục Lâm Thiên triệt để kinh ngạc, một lúc lâu cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Trong mật địa của Vân Dương Tông, vũ linh thánh quả chính là vật quan trọng nhất, thế nhưng ở trong này lại có hơn trăm khỏa, quy mô này so với mật địa của Vân Dương Tông thì hơn gấp mấy lần. Nhìn tất cả chuyện này, Lục Lâm Thiên ngoài khiếp sợ ra vẫn không thể hiểu được. Vỗ gáy mình một cái, Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Vũ linh thánh quả cũng chỉ là một loại linh quả thì không chỉ có một địa phương nào đó mới có. Giống như dược liệu, coi như là dược liệu cao giai cực kỳ khó gặp cũng không chỉ một địa phương mới có. Lục Lâm Thiên nghĩ như vậy mới có thể giải thích được cảnh tượng trước mặt mình lúc này. Mãi lâu sau Lục Lâm Thiên mới bình tĩnh được, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc. Vũ linh thánh quả của Vân Dương Tông mỗi lần chỉ kết được 10 khỏa. Mà vũ linh thánh quả ở đây sau khi Lục Lâm Thiên cố đếm một chút cũng có tròn 90 khỏa, gấp 9 lần. Nhìn đám vũ linh thánh quả này Lục Lâm Thiên phỏng đoán, có lẽ chỉ cần nửa tháng nữa là thành thục, tới khi đó mới có thể ngắt lấy. 90 khỏa vũ linh thánh quả, hắn đã ăn một khỏa, dù cho bây giờ có dùng thêm cũng không có tác dụng. Coi như có thể tăng cường một chút thực lực, thế nhưng vẫn kém việc hắn thôn phệ linh giả và vũ giả. Thế nhưng nếu đám vũ linh thánh quả này đem về Phi Linh Môn, 90 khỏa vũ linh thánh quả, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sau này trong phương diện tu luyện đủ để bồi dưỡng ra không ít vũ vương và linh vương cho Phi Linh Môn. Tuy rằng không biết là ngày nào mới đạt được, thế nhưng đã có cơ sở như vậy thì sớm muộn cũng sẽ tới ngày đó. Mà tới lúc đó, thực lực của Phi Linh Môn sẽ lấy một phương thức cường hãn, đáng sợ mà quật khởi. Bằng vào tính cách của Lục Lâm Thiên, 90 khỏa vũ linh thánh quả thành thục, Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. 90 khỏa vũ linh thánh quả đối với Phi Linh Môn mà nói chính là thứ củng cố lực lượng trung kiên. Hơn nữa, Lục Lâm Thiên nhìn hồ nước màu trắng cuồn cuộn kia khóe miệng không khỏi mỉm cười. Năng lượng bên trong hồ nước này hoàn toàn giống như năng lượng trong mật địa của Vân Dương Tông. Cũng đại biểu cho việc hắn có thể hấp thu năng lượng trong hồ nước để đột phá. Loại năng lượng tinh thuần này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vũ linh thánh quả còn cần thời gian mới có thể thành thục, bản thân hắn lại cần năng lượng đột phá, lúc này, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi có chút tiêu ý. Thủ ấn trong tay đánh ra rồi vỗ vào thú nang dưới eo, tức thì mấy đạo lưu quang hiện lên. Chủ nhân, mấy đạo lưu quang thu liếm lại hiện lên thân ảnh mấy đạo yêu thú, chính là đám thiên sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ. Thủy hỏa yêu giao, huyết ngọc yêu hổ còn có huyết tích dịch và phi thiên ngô công của Lục Tâm Đồng. Ánh mắt đám yêu thú lập tức nhìn vào thánh quả, còn có hồ nước bằng năng lượng khổ lồ kia. Đặc biệt là nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ còn có thủy hỏa yêu giao, bốn đầu yêu thú này hiện tại há hốc mồm nhìn về phía trước. Chủ nhân, sao lại có nhiều thánh quả như vậy? Thánh chỉ thật lớn,
đây là địa phương gì? Trời, đây là đâu, sao lại có thánh chỉ và thánh quả? Bốn đầu yêu thú líu lưỡi, vô cùng kinh ngạc, tức thì thanh âm mang theo sự khiếp sợ hỏi Lục Lâm Thiên. Đi hấp thu năng lượng tu luyện đi, cố gắng đột phá. Lục Lâm Thiên khẽ cười rồi nói với chúng thú. Vâng, chủ nhân. Nghịch Lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giao đều biết chỗ tốt của năng lượng này nên nhanh chóng bắn về phía trước. Cả đám vô cùng hưng phấn nhảy xuống hồ nước. Thấy chúng thú Nghịch Lân yêu bằng nhảy vào trong hồ nước, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch, Phi Thiên Ngô Công cũng cảm giác được năng lượng bàng bạc trong hồ nước này, nếu như bọn nó hấp thu thì có thể nhận được chỗ tốt thật lớn. Vì vậy cả đám lập tức giống lên một tiếng rồi chui vào trong hồ nước bằng năng lượng kia. Nơi năng lượng thượng cổ hội tụ. Nhìn hồ nước bằng năng lượng này, Lục Lâm Thiên cảm thấy khiếp sợ trình độ năng lượng đậm đặc ở nơi này, giống như sương mù vậy. Lục Lâm Thiên từng nghe Độc Cô Cảnh Văn nói qua, thánh chỉ bên trong mật địa của Vân Dương Tông chính là nơi năng lượng thượng cổ hội tụ, không biết hồ nước bằng năng lượng này có phải cũng liên quan tới điều đó hay không. Đương nhiên, những thứ này Lục Lâm Thiên cũng không có hứng thú biết. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ biết là, sau khi hắn tiến vào trong hồ nước bằng năng lượng này là có thể thu được chỗ tốt không ít. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói thì hắn có thể thuận lợi đột phá vũ xuất và linh xuất. Tiến vào. Lục Lâm Thiên khẽ nói, quang mang quanh thân chợt lóe, vòng xoáy dưới chân bắn ra, thân thể nhanh chóng tiến vào trong hồ nước bằng năng lượng. Nhìn hồ nước này, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, đầu ngón chân khẽ điểm mặt đất một cái, lập tức nhảy vào trong hồ nước. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên còn chưa tiếp cận tới hồ nước, năng lượng trên hồ nước lúc này vô cùng cuồng bạo khiến cho không gian run động. Dưới cỗ năng lượng trùng kích này Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân đau nhức. Chân khí từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên khuếch tán ra. Quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một vòng quang cháo, lúc này mới chặn được đám năng lượng đang tàn sát bừa bãi bắn ra kình khí khiến hắn đau đớn. Siêu! Vừa mới tiến vào trong hồ nước, Lục Lâm Thiên có cảm giác có một cỗ năng lượng tinh thuần trong nháy mắt xoay quanh thân thể hắn. Thân thể càng đi xuống Lục Lâm Thiên càng cảm giác được cỗ năng lượng này càng nồng nặc. Có kinh nghiệm tu luyện trong thánh chỉ ở mật địa của Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên biết càng đi xuống năng lượng lại càng thêm tinh thuần và khổng lồ. Đối với việc tu luyện của hắn càng tốt, tuy rằng càng đi xuống, áp lực của năng lượng trong hồ càng lớn, đám kình phong xung quanh khiến cho Lục Lâm Thiên nhảy vào hồ nước chưa tới 50 tức mà cũng khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên có cảm giác đau đớn. Lục Lâm Thiên cắn răng chìm xuống phía dưới, mãi cho đến khi chìm xuống được trăm thước, dưới kình khí dọa người kia khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác hắn không thể đi vào được nữa. Được rồi, bắt đầu tu luyện. Cảm thấy khoảng cách đã ổn, Lục Lâm Thiên dưới năng lượng đầy rẫy trong hồ nước bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Quang cháo cắt ngang hồ nước, còn có năng lượng bàng bạc kia không thể thẩm thấu vào. Mà năng lượng bàng bạc này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng hưng phấn, đây không phải là ảo giác. Năng lượng này thực sự tồn tại, đang chờ hắn đi luyện hóa. Ngưng thần tĩnh khí, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết. Hai con mắt chậm rãi nhắm lại, âm dương linh vũ quyết được khởi động. Một cỗ hấp lực thật lớn từ trong cơ thể tuôn ra, quanh thân có một cỗ lực lượng thôn phệ, bắt đầu thôn phệ năng lượng chung quanh đang hội tụ tới. Theo luyện hóa, cỗ năng lượng bàng bạc này tiến vào trong cơ thể khiến cho cơ thể Lục Lâm Thiên run rẩy một chút. Cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ. Luyện hóa. Cỗ năng lượng khổng lồ này sau khi tiến vào trong cơ thể, dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết, sau khi vận chuyển một vòng trong kinh mạch lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể, được âm dương linh vũ quyết luyện hóa bằng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng hóa thành chân khí và linh lực. Lúc này, Lục Lâm Thiên phải mạnh mẽ chuyển hóa thành chân khí tiến vào trong đan điền. Tu vi linh lực của hắn sau khi dùng hồn quả đã là linh tướng cửu trọng đỉnh phong. Tu vi chân khí hiện tại chỉ mới là vũ tướng cửu trọng trung kỳ mà thôi, nếu như không thể đồng thời đột phá thì chính là phiền toái lớn. Vì vậy Lục Lâm Thiên phải làm như vậy, cũng may cỗ năng lượng này có thể áp chế. Nếu như đây là hồn quả chỉ có thể hóa thành linh lực mà nói thì hắn không có biện pháp thay đổi. Thế nhưng mặc dù như vậy cũng có không ít năng lượng hóa thành linh lực tiến vào trong đầu hắn. Dưới loại luyện hóa này, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Vũ đan ngũ sắc trong đan điều lúc này đang không ngừng xoay tròn tạo thành một dòng xoáy lớn, ngay cả huyết lục lúc này cũng hấp thu không ít chân khí từ trong vòng xoáy này để tầm bổ.
Mà lúc này, Lục Lâm Thiên phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng vui vẻ. Trong hồ nước bằng năng lượng này lại thêm bản thân là vũ giả ngũ hệ nên tốc độ thôn phệ của hắn vô cùng nhanh chóng. Trong thánh chỉ ở mật địa của Vân Dương Tông, tốc độ thôn phệ của hắn so với vũ giả đơn hệ bình thường mà nói thì tốc độ tu luyện nhanh hơn 75 lần. Thế nhưng trong hồ nước này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, tốc độ thôn phệ lúc này của hắn so với vũ giả đơn hệ bình thường thì đã tới hơn 100 lần. Bởi vì năng lượng bên trong hồ nước này rõ ràng còn đậm đặc hơn trong thánh chỉ nhiều. Mà năng lượng bên trong hồ nước và mật địa đều là một loại năng lượng giống nhau. Lục Lâm Thiên cảm giác mình không còn bị áp chế nữa. Dù sao khi đó hắn vẫn là vũ phách, mà lúc này đã là vũ tướng cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng áp lực từ năng lượng bàng bạc này đủ để chứng minh, năng lượng bên trong hồ nước này so với thánh chỉ của Vân Dương Tông còn lớn hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện so với vũ giả đơn hệ bình thường gấp 100 lần, đây là khái niệm gì? Đó chính là hắn chỉ cần tu luyện 3 ngày sẽ bằng người khác tu luyện 1 năm. Coi như là bản thân hắn có đan điền khổng lồ hơn vũ giả bình thường rất nhiều, thế nhưng loại tốc độ này cũng vô cùng kinh khủng. Một lát sau Lục Lâm Thiên chìm đắm ở trong tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang. Từng tia năng lượng nhanh chóng xuyên qua vòng quang mang này, cuối cùng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Trong trạng thái tu luyện này, Lục Lâm Thiên trực tiếp quên đi khái niệm thời gian. Khí tức trên người lúc này từ từ kéo lên, tốc độ như vậy nhìn qua tuy rằng chậm chạp, thế nhưng lại cực nhanh. Năng lượng chung quanh điên cuồng tiến vào trong thân thể Lục Lâm Thiên, tốc độ vô cùng nhanh chóng, dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết, nhanh chóng hóa thành chân khí cung cấp cho Lục Lâm Thiên đột phá. Trong bằng năng lượng lúc này cuồn cuộn, vô số năng lượng giống như tơ nhện lượn lờ quanh người Lục Lâm Thiên. Vũ tướng đột phá vũ xuất không phải là chuyện bình thường. Đây chính là một bước từ chuẩn cường giả đột phá lên cường giả, tới vũ xuất mới chân chính được coi là cường giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà từ vũ tướng đột phá tới vũ xuất, tới cấp bậc này, số năng lượng cần để đột phá cũng vô cùng khổng lồ. Mà năng lượng bàng bạc như vậy, coi như là Lục Lâm Thiên có âm dương linh vũ quyết cũng không có khả năng trong một ngày một đêm là có thể luyện hóa xong. Phải biết rằng, có một ít người thậm chí cả đời cũng không thể đột phá tới vũ xuất. Huống chi đan điều của Lục Lâm Thiên so với vũ giả đồng cấp thì lớn hơn gấp chục lần, số năng lượng cần cũng cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đột phá so với vũ giả bình thường khác thì bớt đi một bước. Đó chính là lĩnh ngộ, vũ giả bình thường muốn từ vũ tướng đột phá tới vũ xuất, tuy rằng không có yêu cầu quá lớn đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, thế nhưng cũng cần phải chạm tới cánh cửa lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Mà lúc này Lục Lâm Thiên ở phương diện lĩnh ngộ thuộc tính đã sớm vượt qua cánh cửa này rồi. Có thể nói ở trong phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, trải qua sự tìm tòi và khắc khổ của bản thân, còn có thiên phú tuyệt đối, Lục Lâm Thiên đã tiến dần từng bước. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên đã sớm có tư cách đột phá vũ xuất. Chỉ thiếu năng lượng để đột phá mà thôi. Có âm dương linh vũ quyết, khi năng lượng cần đột phá đầy đủ, thì việc đột phá vũ xuất chỉ là nước chảy thành sông. Lúc này tốc độ luyện hóa của Lục Lâm Thiên vô cùng nhanh chóng. Thậm chí có thể nói là đáng sợ. Thế nhưng muốn đột phá tới vũ xuất, số năng lượng cần quả thực quá khổng lồ. Vì vậy khí tức quanh người Lục Lâm Thiên không ngừng kéo lên, thế nhưng khoảng cách tới lúc đột phá vũ xuất còn chưa đủ. Khoanh chân ngồi xuống trong hồ nước bằng năng lượng, lúc này dưới sự luyện hóa của Lục Lâm Thiên, thân thể lại được rèn rũa không ít. Gân cốt trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng, huyết mạch đều được tẩm bổ. Trong hồ nước bằng năng lượng này vô cùng yên tĩnh, giống như thế giới yên tĩnh này vậy. Khí tức từ trên người Lục Lâm Thiên tràn ra lúc này từ từ kéo lên, thế nhưng khí tức lúc này cũng đang chậm rãi chạm tới biên giới đột phá vũ xuất. Tốc độ này nhìn qua thong thả, thế nhưng so với người khác mà nói có thể nói là một đường bay qua. Dựa theo tốc độ này có thể suy đoán, Lục Lâm Thiên đột phá vũ xuất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đợi sau khi số năng lượng cần đột phá vũ xuất trong cơ thể đủ thì cũng là lúc Lục Lâm Thiên đột phá vũ xuất và linh xuất. Trong một lầu các khí tức mênh mông tràn ngập, Lục Tâm Đồng không biết từ khi nào đã khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân được hắc phụ bao bọc, hắc phụ ngày càng đậm đặc. Dưới sự bao phủ của hắc phụ, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dùng thế trẻ che nhanh chóng tăng lên. Lúc này nếu như có người khác ở đây, cảm nhận khí tức đang tăng lên giống như thế trẻ che thì nhất định sẽ bị dọa cho há hốc mồm.
Tại một bức tường đổ, dưới sự bao phủ của khí tức Thế Lương Trường Tồn kia, trên bản thể khổng lồ của Bạch Linh, khí tức đang từng chút một kéo lên. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng bạch quang, bộ hài cốt cửu vĩ yêu hồ kia vẫn đứng trên bức tường đổ. Thế nhưng trong lúc vô hình lại tản ra một cỗ uy áp tuyệt đối. Tuy rằng chỉ là một bộ hài cốt, thế nhưng uy áp này chỉ sợ cũng khiến cho cường giả Vũ Vương tim phải đập nhanh. Tại một khe sâu giống như núi nửa, lúc này Tiểu Long đang xoay quanh một hang động rộng rãi. Hang động này vô cùng rộng lớn, chừng vạn thước, bốn phía hang động đều có nham thạch nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ ngay cả Vũ Xuất bình thường cũng tuyệt đối không dám đặt chân vào. Thân thể Tiểu Long lúc này tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dường như đang chống lại nhiệt độ nóng bỏng trong hang động này. Lúc này phía giữa hang động có một hố sâu khổng lồ chừng vạn thước. Nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn không ngớt, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho Tiểu Long phải phun ra hỏa diễm màu vàng chống lại. Thế nhưng nó vẫn cảm thấy e ngại một chút, bằng vào tính tình của Tiểu Long, thứ có thể khiến nó e ngại thì tuyệt đối khó có được. Thế nhưng lúc này hai mắt Tiểu Long nhìn về nham thạch nóng bỏng phía dưới. Dưới dòng nham thạch nóng bỏng kia có một cỗ khí tức quen thuộc đang triệu hoán nó. Nhìn vào nham thạch nóng bỏng đang cuồn cuộn, ánh mắt Tiểu Long hiện lên sự do dự. Sau đó miệng khẽ giống lên một tiếng, lưỡi phun ra nuốt vào một chút, ánh mắt trở nên kiên nghị. Hỏa diễm màu vàng trên thân thể tràn ngập, lập tức nhanh chóng nhảy xuống dòng nham thạch nóng bỏng kia rồi biến mất không thấy. Ngoài Vũ Tinh Hải, tại một ngọn núi khổng lồ cao ngất có mấy đạo thân ảnh đứng đó. Một người chắp tay đứng trước mặc một bộ y phục màu trắng, dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng trên người vô hình trung tỏa ra sát khí. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức, ở trong cảnh nội quỷ Vũ Tông phát hiện một chỗ có cấm chế. Cấm chế không nhỏ, chỉ sợ là do cường giả bố trí, không biết ở bên trong có vật gì. Một lão giả đi tới trước mặt thân ảnh này rồi nói. Lão giả này không phải là ai khác mà chính là trưởng lão Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông. Mà thân ảnh mặc áo bào trắng, toàn thân có sát khí tràn ngập chính là nhân vật phong vân trong cổ vực, chính là tông chủ Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông. Hà trưởng lão, có điều tra ra được là cường giả nào bố trí không? Công Tôn Hóa Nhai nói, dường như hắn có chút hứng thú với việc này. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được, có lẽ là do cường giả Linh Vương hoặc Vũ Vương bố trí, hẳn là từ thời viễn cổ, vô ý mới bị phát hiện ra. Hiện tại cấm chế còn chưa bị mở ra. Thế nhưng có lẽ cũng cần một đoạn thời gian nữa. Trong Quỷ Vũ Tông không có cường giả nào có thể mở được cấm chế kia. Hà Dược Đông chậm rãi nói. Công Tôn Hóa Nhai nhìn về màn xương trắng rồi nói. Phái người chú ý nhiều một chút, nếu không có gì phát hiện thì chúng ta không cần phải để ý tới. Dù sao hiện tại cổ vực cũng đủ rối loạn rồi, những việc nhỏ này tùy bọn hắn đi. Tông chủ, việc này quả thực là việc nhỏ. Thế nhưng có lẽ cũng tạo nên cơn sóng gió. Hà Dược Đông nói. Ồ, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai mang theo chút hiếu kỳ, những chuyện bình thường các trưởng lão sẽ tự mình xử lý, cũng không cần nói với hắn. Nơi Quỷ Vũ Tông phát hiện cấm chế trên thực tế chính là chỗ giao nhau giữa Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn, tuy rằng là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, thế nhưng Thanh Phong Môn kia luôn cho rằng đây là địa bàn của bọn hắn. Chỉ là địa phương kia vô cùng thưa thớt người, không có gì quan trọng. Cho nên từ trước tới nay không có nổ ra tranh chấp quá lớn. Thế nhưng hiện tại phát hiện ra cấm chế này, rất có khả năng sẽ có bảo vật tồn tại, vì vậy Thanh Phong Môn và Quỷ Vũ Tông nháo lên, hai sơn môn đều đang tranh đoạt cấm chế này. Hà Dược Đông nói, Phụng Thiên Hành của Thanh Phong Môn dường như đã cùng với những cường giả khác tiến vào Vũ Tinh Hải đúng không? Công Tôn Hóa Nhai khẽ nói, ánh mắt có chút thâm ý. Đúng vậy. Đới cương tử của Quỷ Vũ Tông bị cháu trai Đới Trường An giết chết, hiện tại Quỷ Vũ Tông do Đái Trường An làm chủ, trong tông căn bản không có cường giả vì vậy hiện tại Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn tương đương với nhau. Hà Dược Đông nói, lần trước thu được tin tức, Đới Trường An giết chết Đới cương tử, dường như là có Lữ Tiểu Linh ở trong đó đúng không? Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai nhíu lại nhìn về màn xương kia. Ngoại trừ Lữ Tiểu Linh ra, Phi Linh Môn cũng có mặt. Hai lần Quỷ Vũ Tông dung chuyển đều không thoát được quan hệ với Phi Linh Môn. Hà Dược Đông nói, vậy thì lần này có trò hay để nhìn rồi. Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Thanh Phong Môn, nói không chừng Lan Lăng Sơn Trang cũng sẽ tiến đến. Ha ha, náo nhiệt, không muốn náo nhiệt cũng phải náo nhiệt. Công Tôn Hóa Nhai cười ha hả,
lập tức nghiêm túc nói. Hà trưởng lão, thừa dịp bây giờ còn chưa náo nhiệt. Ngươi làm chút chuyện cho náo nhiệt đi, thế nhưng không nên để lại dấu vết, có lẽ sau khi đại điện vụ tinh đóng lại đến lúc đó náo nhiệt sẽ bắt đầu. Vâng, tông chủ yên tâm đi, ta biết làm như thế nào. Hà Dược Đông nói xong, lập tức lui xuống. Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn. Sau khi Hà Dược Đông lui ra, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai chợt lóe, lẩm bẩm nói. Phi Linh Môn, phía sau các người rốt cuộc là ai? Sớm muộn ta cũng đem ngươi lôi ra ngoài. Trong hồ nước bằng năng lượng, lúc này đã trải qua năm này, rốt cuộc cũng có chút ba động. Mà ba động này đến từ năng lượng bên trong hồ nước kia. Không biết từ bao giờ, theo sự ba động này, trong bầu trời bắt đầu có năng lượng trong thiên địa hội tụ lại khiến cho năng lượng trong không gian này càng đậm đặc. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong hồ nước bằng năng lượng ngày càng cuồn cuộn không ngớt. Bất chi bất giác lại trôi qua hai ngày. Trong bầu trời, năng lượng thiên địa vô hình càng lúc càng đậm. Năng lượng bàng bạc hội tụ lập tức hóa thành dòng xoáy giữa không trung rồi chậm rãi xoay tròn. Trong hồ nước bằng năng lượng kia lúc này có thêm một cỗ lực lượng cuồn cuộn không ngớt, bắt đầu dẫn dắt năng lượng thiên địa tiến vào trong hồ nước. Thế nên dòng xoáy trong bầu trời ngày càng xoay nhanh hơn. Siêu siêu. Sau một lát, trên hồ nước bằng năng lượng khổng lồ kia bắt đầu xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, giống như một cơn lốc đang gào thét trong không trung. Trong dòng xoáy này, năng lượng bàng bạc trong thiên địa không ngừng tiến vào. Dường như ở trong này có một đầu mãnh thú hồng hoang đang không ngừng thôn phệ năng lượng vậy. Một lát sau, trong dòng xoáy lớn này có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn. Khí tức này nhanh chóng kéo lên, dòng xoáy càng lúc xoay tròn càng nhanh. Siêu siêu. Khí tức kéo lên, một đường thế nhưng chẻ tre, bầu trời trong nháy mắt rung động, phong vân biến sắc. Mấy canh giờ sau có một cỗ khí tức bàng bạc từ trong dòng xoáy phóng lên cao. Khí tức này chấn động nhân tâm, người thực lực thấp cũng có cảm giác linh hồn rung động. Nếu như có người nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì dưới hồ nước không ngờ lại có người đột phá tới linh suất. Mà động tĩnh khi đột phá so với linh tướng cửu trọng đột phá linh suất bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Sau một lát, khí tức linh lực bàng bạc này mới ổn định lại. Ngay khí tức linh lực vừa mới ổn định thì đột nhiên có một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu kéo lên. Cỗ khí tức này so với khí tức linh lực vừa rồi mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ, giống như một cơn hồng thủy quét ngang bốn phía. Năng lượng bên trong bầu trời vừa mới bình tĩnh lúc này dường như bị dẫn dắt lại tiếp tục rung động. Rung động càng lúc càng kịch liệt, một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng hội tụ trong bầu trời. Sau đó năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong vòng xoáy dưới hồ nước. Năng lượng tiến vào càng lúc càng cuồng bạo, mang theo một cỗ uy áp khiến cho thiên địa biến sắc. Ngay cả ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Thời gian tiếp tục trôi qua, năng lượng cuồng bạo không ngừng ba động, thế nhưng dường như năng lượng cuồng bạo này còn chưa dừng lại, càng lúc càng đậm đặc. Tới cuối cùng, năng lượng bàng bạc trong bầu trời hầu như hóa thành từng đạo quang trụ như thực chất liên tục tiến vào trong vòng xoáy dưới hồ nước. Dòng xoáy kia lúc này bắt đầu cuồng bạo, giống như một đầu mãnh thú hồng hoang đang thôn phệ thiên địa, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong thiên địa tới cực hạn. Càng ngày càng có nhiều năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào trong vòng xoáy. Khí tức giống như là một đầu mãnh thú thức tỉnh tràn ngập chung quanh. Cỗ khí tức mạnh mẽ này nếu như có người khác ở đây tuyệt đối sẽ nhận định đây là chiến trường của cường giả vũ xuất ngũ trọng. Cảnh tượng như vậy cũng không duy trì bao lâu, lúc này, trong dòng xoáy có một cỗ khí tức mới tràn ra, lập tức nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt khí tức phóng lên cao, trong khí tức bàng bạc này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Đây là một loại uy áp về giai vị không giống như uy áp của yêu thú và huyết mạch. Loại uy áp về giai vị này cũng không dưới uy áp của yêu thú về huyết mạch. Đột nhiên, một cỗ khí tức mới mẻ trong dòng xoáy phóng lên cao. Năng lượng thiên địa bàng bạc trong bầu trời nhanh chóng xoay tròn, dường như hô ứng với dòng xoáy phía dưới, có vẻ vô cùng huyền ảo. Cuối cùng hội tụ thành một đạo quang trụ bằng năng lượng chừng trăm thước. Một tiếng đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên. Hung hăng đánh xuống dòng xoáy khổng lồ phía dưới. Siêu! Đạo quang trụ chừng trăm thước này hung hăng tiến vào trong dòng xoáy khổng lồ dưới hồ nước, thế nhưng cũng không tạo thành âm hưởng quá lớn, chỉ có một thanh âm rất nhỏ vang lên. Đạo quang trụ khổng lồ kia đã dán vào trong dòng xoáy. Trong dòng xoáy, lúc này từ trong đạo quang trụ bắn ra quang mang chói mắt về bốn phía.
bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, đạo quang trụ lớn này đang từ từ ngắn đi, dường như dưới dòng xoáy có một đầu mãnh thú lớn đang từng chút một thôn vệ quang tụ khổng lồ kia. Đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ mỗi khi bị thôn vệ một tấc, thì uy áp trong bầu trời lại tăng lên một phần, cuối cùng giống như là nghiền nát không gian. Khi đạo quang trụ kia bị dòng xoáy thôn vệ hết, một tiếng nổ tức thì vang vọng trong không trung. Phanh! Thanh âm bạo liệt vang vọng thiên địa. Trong dòng xoáy khổng lồ kia đột nhiên có một đạo khí tức cường hãn phóng lên cao, khí tức khuếch tán chung quanh, uy áp bao phủ toàn bộ không trung. Khí tức này khuếch tán, trong bầu trời mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong hồ nước bằng năng lượng lúc này bắt đầu tĩnh lặng lại. Mấy canh giờ sau, tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Tất cả mọi vết tích đều biến mất không thấy, mà chứng kiến tất cả những chuyện này chỉ có 90 khỏa vũ linh thánh quả kia mà thôi. Mấy ngày tiếp tục trôi qua, trong hồ nước bằng năng lượng khổng lồ này lại có động tĩnh lần này không kém. Thế nhưng so với động tĩnh vài ngày trước mà nói thì kém hơn không ít. Trong một tàn tích kiến trúc khổng lồ không nhìn thấy tận cùng, khí tức mênh mông bao phủ toàn bộ bầu trời. Ngoài tàn tích này, phía xa những ngọn núi vây chung quanh, toàn bộ không gian vô cùng vắng vẻ. Thân ảnh của Lăng Thanh lúc này ở trong đó, không biết nàng đã tới đây từ bao giờ. Khoanh chân ngồi xuống, quanh thân được một cỗ quang mang nhàn nhạt bao phủ, khí tức đang được chậm rãi kéo lên. Thời gian giống như nước trôi, nhanh chóng trôi qua. Một ngày kia, trên dây mây kéo dài qua hồ nước bằng năng lượng, 90 khỏa vũ linh thánh quả lúc này bắt đầu đỏ rực. Trong hồ nước bằng năng lượng lại có biến hóa, mặt hồ không ngừng cuồn cuộn. Phanh phanh! Chỉ trong nháy mắt, trên mặt hồ giống như có vô số trái bom nổ, vô số đạo quang trụ màu trắng ầm ầm bắn lên trên không trung rồi nổ tung. Phanh! Thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng ở trong không gian vắng vẻ này. Giống! Ngay lúc này, theo vô trụ phóng lên cao có một thân ảnh màu trắng mang theo tiếng gầm cùng với chân khí bàng bạc phóng lên khỏi hồ nước bằng năng lượng. Ngay khi thân ảnh này phóng lên cao, mặt hồ cuộn sóng, rung động không ngừng. Bên người thân ảnh màu xanh kia không gian trực tiếp gợn sóng, chu vi chung quanh hắn lúc này có thể mơ hồ thấy được, không gian vặn vẹp, uy năng đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Không gian vô hình gợn sóng, loại thực lực này nếu như lúc này có vũ xuất khác ở đây nhất định sẽ há hốc mồm. Tới vũ xuất ít nhiều đã nắm không gian trong tay, thế nhưng có thể làm được một bước này chỉ sợ cũng phải tới vũ xuất tứ trọng mới có thể làm được. Mà thân ảnh màu xanh này dường như chỉ vừa mới đột phá vũ xuất không lâu mà thôi. Siêu! Thân ảnh màu xanh này lăng không mà đứng, tay phải khẽ nắm một cái, cánh tay run lên. Trước nắm tay không gian đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ rồi lập tức không gian vặn vẹp. Dường như sóng gợn trong không gian đã bị hắn nắm vào trong tay. Chu vi không gian chung quanh đều nằm trong nắm tay của hắn vậy. Phanh! Nắm tay run lên, sóng gợn trong không gian tức thì nổ tung giống như một quả pháo nhỏ tạo thành một cái khe. Gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Nhìn vào tất cả chuyện này thân ảnh màu xanh vẫn lăng không đứng đó. Không thi triển vũ kỹ phi hành phong hệ, cứ như vậy mà lơ lửng trong không gian. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình, thân ảnh màu xanh này không khỏi lẩm bẩm. Đây là lực lượng của vũ xuất sao? Lúc này Lục Lâm Thiên đã là vũ xuất nhất trọng đỉnh phong và linh xuất nhất trọng đỉnh phong. Trong hồ nước bằng năng lượng bàng bạc này bởi vì linh lực đã ở sát biên giới đột phá cho nên linh xuất đột phá đầu tiên. Sau khi đột phá linh xuất và vũ xuất Lục Lâm Thiên tiếp tục thôn vệ năng lượng bàng bạc kia. Mãi cho tới khi đạt tới linh xuất nhất trọng và vũ xuất nhất trọng đỉnh phong, vì căn cơ Lục Lâm Thiên mới mạnh mẽ đình chỉ tu luyện. Lục Lâm Thiên lại nắm tay lại. Trong đan điền, chân khí bàng bạc không gì sánh được. Chân khí xuyên qua kinh mạch mơ hồ mang theo tiếng sấm rền, thực lực như vậy so với trước đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vũ tướng và vũ xuất, đây là hai cấp độ hoàn toàn không thể so sánh. Ở giữa có một cái rãnh lớn khó mà vượt qua, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này không khỏi có cảm giác thoải mái. Loại lực lượng cấp bậc này rốt cuộc hắn cũng đạt chân tới rồi, giờ phút này hắn đã chính thức bước vào đường cường giả. Siêu. Chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, không gian chung quanh gợn sóng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ở cách đó trăm thước, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Tốc độ thật nhanh. Lục Lâm Thiên nở nụ cười, khóe miệng dương lên, nụ cười vô cùng thỏa mãn. Vừa rồi hắn còn chưa thi triển phù quang lược ảnh,
chỉ dựa vào tu vi vũ xuất dùng lực lượng không gian đã có tốc độ bậc này. Nếu như hắn thi triển phù quang lược ảnh, lại phối hợp thuộc tính phong, vậy thì tốc độ tuyệt đối kinh người. Cũng tấn chức rồi sao? Dò xét đan điền một chút, Lục Lâm Thiên lập tức mỉm cười. Tâm niệm khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Huyết sắc thu liếm lại, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Khí tức mạnh mẽ, cả vật thể tràn ngập ánh sáng đỏ tươi. Mà lúc này trên huyết lục vô hình trung xuất hiện một chút biến hóa. Thân đao càng thêm ngưng tụ, huyết sắc quang mang như nội liếm, huyết quang lóe lên như ẩn như hiện vô cùng quỷ mị, một cỗ sát khí tràn ra từ trên thân đao. Nắm lấy huyết lục, Lục Lâm Thiên có cảm giác trên huyết lục có một cỗ hơi thở đang quấn quanh người hắn. Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như huyết lục chính là cánh tay của hắn, cảm giác huyết nhục tương liên vô cùng thân thiết. Vũ linh khí huyền cấp rồi sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, lúc này huyết lục đã tấn chức, có lẽ mấy ngày trước sau khi hắn đột phá vũ xuất, dưới chân khí bàng bạc trong cơ thể đã nhanh chóng tẩm bổ cho huyết lục khiến nó đột phá tới huyền cấp. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy có một cỗ khí tức không giống như trước đây. Huyết lục lúc này tỏa ra khí tức dường như đã mạnh hơn trước đây không ít. Ngao! Lục Lâm Thiên nhìn không được mà rót chân khí vào bên trong. Tức thì trên chuôi dao, cái đỉnh giống như đầu rồng kia đột nhiên truyền ra một tiếng đao minh giống long ngâm, một cỗ sát khí trực tiếp bao phủ không gian. Siêu! Chân khí rót vào, Lục Lâm Thiên không thi triển bất kỳ vũ kỹ đao pháp nào, huyết lục trong tay nhanh chóng chém ra, một đạo đao mang đỏ tươi bắn về phía trước. Phanh! Đao mang mang theo tiếng gió rít gào, giống như rồng ngâm hổ gầm, từ trước người Lục Lâm Thiên nhanh chóng chém về phía trước. Không gian lúc này dường như cũng bị bổ đôi, một lát sau mới sát nhập lại. Một đạo bổ ra, chân khí thu lại, Lục Lâm Thiên cầm huyết lục trong tay, lúc này hắn có thể cảm nhận được trong thân đao này có một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng lưu động. Ca ca! Ngay khi Lục Lâm Thiên thu hồi huyết lục, không gian vừa mới bị bổ một đao kia đột nhiên xuất hiện vô số cái khe giống như mạng nhện lan tràn tới 100 thước, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập nhanh chóng hiện lên. Đao tốt! Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh rồi lập tức vui mừng. Huyết lục tấn chức lên vũ linh khí huyền cấp, một đao hắn thi triển ra, không thi triển liệt không cửu kích, chân khí toàn lực rót vào một đao này chỉ sợ cũng đủ đánh chết vũ xuất tam trọng đỉnh phong. Thu hồi huyết lục, Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, một cỗ linh lực cường hãn bắt đầu bùng ra, trong đó có một cỗ lực lượng linh hồn lấy thân thể làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Không gian chung quanh lúc này đều nằm trong phạm vi dò xét của tâm thần hắn. Bất luận một thứ gì vô cùng nhỏ nhoi cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của hắn. Đột phá linh xuất, linh hồn lực của hắn cũng đã cường hãn gấp mấy lần. Rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Không gian trong đầu, lúc này trên hồn đan tiểu đao màu vàng kia không ngừng xoay tròn. Lúc này màu sắc trên tiểu đao đã xuất hiện một chút biến hóa vô cùng nhỏ, dường như đã trở nên ngưng thực hơn một chút. Loại biến hóa này vô cùng nhỏ, lúc này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể phát hiện ra. Thế nhưng biến hóa cũng vô cùng nhỏ bé. Lục Lâm Thiên cảm thấy sau khi đột phá linh xuất linh hồn lực đã được tẩm bổ vô cùng lớn. Thế nhưng tên thổ phỉ trong linh hồn này dường như cũng không khách khí hấp thu không ít linh hồn lực của hắn cho nên lúc này mới có biến hóa một chút như vậy. Vẫn không thể lay động tới nó. Lục Lâm Thiên thử di chuyển tiểu đao màu vàng, thế nhưng cũng lập tức nhụt chí. Tiểu đao màu vàng này vẫn không thể lay động một chút nào, giống như một ngọn núi khổng lồ. Hắn căn bản không thể lay động dù chỉ một chút xíu. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao đi nữa tiểu đao màu vàng này đối với hắn mà nói có lợi vô hại, hắn cũng không thể tránh được cho nên cứ kệ nó mà thôi. Siêu siêu. Một cỗ năng lượng ba động truyền tới. Không gian chung quanh hồ nước bằng năng lượng liên tục lắc lư. Một cỗ khí tức truyền ra. Trên dây mây màu đỏ kéo qua hai ngọn núi khổng lồ. Lúc này 90 khỏa vũ linh thánh quả đã từ màu xanh hồng chuyển sang màu đỏ rực. Thành thục rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn vào 90 khỏa vũ linh thánh quả trong lòng không khỏi mừng thầm. 90 khỏa vũ linh thánh quả đối với phi linh môn mà nói tuyệt đối có tác dụng vô cùng lớn. Đối với những người trung tâm với phi linh môn sẽ có tác dụng tăng cường thực lực. Ầm ầm. Trên hồ nước bằng năng lượng, toàn bộ mặt hồ bắt đầu lay động. Hai ngọn núi khổng lồ kia run rẩy. Trong ngọn núi, năng lượng từ trên 90 khỏa vũ linh thánh quả không ngừng khuếch tán, màu sắc trở nên đỏ chót. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng.
90 quả vũ linh thánh quả đã đỏ rực, năng lượng nồng nặc phát ra dường như có một loại ma lực mê người, khiến cho người ta không nhịn được mà tiến lên cắn một ngụm. Thu! Lục Lâm Thiên khẽ cười, trong nháy mắt thân ảnh giống như quỷ mị bắn về phía trước. Một đám hộp ngọc xuất hiện, Lục Lâm Thiên chuyển ra không ít hộp ngọc lúc này mới thu được hết toàn bộ 90 quả vũ linh thánh quả. Vũ linh thánh quả phải dùng hộp ngọc bảo tồn. Để cất 90 quả vũ linh thánh quả này Lục Lâm Thiên mất không ít công phu, may mà đồ vật linh tinh trên người hắn cũng nhiều. Khi thu vũ linh thánh quả xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đáp xuống ngọn núi khổng lồ. Đứng từ cao nhìn xuống tìm kiếm thông đạo bốn phía. Thế nhưng Lục Lâm Thiên nhanh chóng thất vọng, liếc mắt nhìn chung quanh cũng chỉ có một hạp gốc, không có thông đạo đi ra nào cả. Sau khi vũ linh thánh quả thành thục, năng lượng bàng bạc như xương trắng tiêu tao. Năng lượng bắt đầu ảm đạm. Mạch năng lượng ngầm không ngừng phun ra ở trung tâm lúc này đã ngưng phun. Giống. Mấy đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên cao, thân ảnh khổng lồ lăng không xoay vòng. Từng tiếng thú giống vang vọng không trung, thú uy mạnh mẽ tỏa ra. Trong đám yêu thú, huyết tích dịch có huyết mạch yếu hơn một chút, huyết mạch những yêu thú khác đều vô cùng mạnh. Hầu như đều có đột phá nha. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Năng lượng bàng bạc này đối với yêu thú mà nói, bằng vào ưu thế thân thể khổng lồ, tốc độ thôn phệ vô cùng nhanh chóng. Bốn thiên sĩ tuyết sư vào huyết tích dịch đang ở sát biên giới đột phá lúc này đột phá cũng không có gì là kỳ quái. Bởi vì năng lượng bên trong hồ nước này quá mức đậm đặc. Nhìn mấy đầu yêu thú, thiên sĩ tuyết sư đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ, huyết tích dịch cũng là ngũ giai sơ kỳ, mà nghịch lân yêu bằng đã tới lục giai trung kỳ, thủy hỏa yêu giao. Huyết ngọc yêu hổ cũng đều đột phá tới lục giai sơ kỳ. Chỉ có phi thiên ngô công và thái âm yêu thỏ không có đột phá, bởi vì hai đầu yêu thú này thời gian đột phá cũng không lâu. Thế nhưng hai yêu thú này, từ khí tức mà xem cũng đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Chủ nhân, chúng thú đi tới trước người Lục Lâm Thiên, tất cả đều có thể lăng không mà đứng, chỉ có huyết tích dịch là đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Một đám yêu thú cường hãn, uy áp tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, một đám yêu thú đột phá, Lục Lâm Thiên biết thực lực bên người mình đã được tăng cường. Thiên sĩ tuyết sư đột phá tới ngũ giai, vốn sau khi dùng hai khỏa yêu linh đan nó đã là tứ giai đỉnh phong, lúc này Lục Lâm Thiên tỉ mỉ quan sát thì thấy thiên sĩ tuyết sư cũng cách ngũ giai trung kỳ không quá xa nữa. Tất cả vào trong không gian thú nang đi. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một chút rồi lập tức thu chúng yêu thú vào không gian thú nang. Nơi này vô cùng quỷ dị không gì sánh được. Vì sợ chúng yêu thú bị lạc, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể đem chúng yêu thú vào trong không gian thu nang mà thôi. Trong không gian to lớn như vậy, hồ nước bằng năng lượng kia lúc này đã yên tĩnh trở lại. Năng lượng trắng xóa như sương mù đã biến mất không thấy, hiện ra mặt hồ màu xanh. Tất cả bắt đầu yên tĩnh, giống như vốn đã yên tĩnh như vậy. Làm sao đi ra ngoài được đây? Thủ ấn được kết, thu hồi chúng yêu thú vào không gian thú nang. Lục Lâm Thiên nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao mới có thể đi ra ngoài. Còn Lục Tâm Đồng, Bạch Linh và Tiểu Long chờ ở ngoài, không biết bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không. Nhìn chung quanh, quả thực không có lối ra. Giống như không gian này đã bị phong bế vậy. Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ. Tuy rằng hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt, thế nhưng điều kiện đầu tiên là phải ra được. Bằng không cho dù hắn có nhiều bảo vật hơn nữa cũng là đồ vô ích. Tính toán thời gian. Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ mình tới địa phương quỷ dị này gần được một tháng. Thời gian hắn đột phá đã là hơn 20 ngày rồi. Nghĩ tới đại điện vụ tinh Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể thầm than, bị nhốt ở nơi quỷ dị như vậy, đại điện vụ tinh chỉ sợ đã không thể tiến vào nữa. Căn cứ vào lời của lão độc vật, thời gian đại điện vụ tinh mở ra chỉ có một tháng, đến lúc đó sẽ tự động trục xuất mọi người ra ngoài. Thời gian lúc này cũng không kém là bao. Hắn có thể ra ngoài được hay không cũng là một vấn đề. Muốn đi vào đại điện vụ tinh đã không còn cơ hội nữa. Trừ phi là đợi tới 30 năm sau. Siêu. Trong lúc Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, đột nhiên trên hồ nước lúc này có chút ba động. Một lát sau, một thông đạo rộng chừng hai thước khiến cho không gian gợn sóng hiện lên. Chẳng lẽ là cửa ra? Lục Lâm Thiên không có chút do dự. Dù sao đi nữa nơi này cũng vô cùng quỷ dị. Cho dù có nguy hiểm cũng khó lòng phòng bị. Chỉ có thể xông loạn nhìn vào vận may mà thôi. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên thả người, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bắn vào trong thông đạo.
dưới trời cao mênh mông, lúc này có không ít ngôi sao xuất hiện. Sương mù dày đặc bao phủ giữa không trung, chỉ có đại điện kia cao thẳng tới chân trời, không nhìn thấy đỉnh, giống như đây là tận cùng thế giới, thiên địa được đại điện này chống đỡ vậy. Trong không gian lúc này đại điện khẽ lay động một chút, toàn bộ thế giới rộng lớn lúc này dường như cũng run rẩy. Siêu! Ngoài đại điện khổng lồ, không gian chung quanh rừng rậm viễn cổ và những dãy núi liên miên rung động. Từng đạo thân ảnh và yêu thú trực tiếp bị đánh ra. Không gian lắc lư, từng đạo thân ảnh từ trong thủy vực tuôn ra, khiến cho sóng gợn lan tràn. Đám thân ảnh đông nghịt lúc này giống như mưa rơi bị đẩy ra phía ngoài. Trong nháy mắt chỉ sợ lúc này đã có trên vạn người và yêu thú. Từ khí tức có thể biết được bên trong có không ít cường giả vũ xuất bát trọng, thế nhưng cũng trực tiếp bị đẩy ra, không có một chút sức phản kháng nào. Ai, ta không có vận khí tiến vào đại điện vụ tinh rồi. Bị nhốt một tháng tròn, biết thế thì không tới đây nữa, may mà thu được không ít đan dược và yêu đan. Đại điện vụ tinh có lẽ sắp đóng, không biết lần này là 10 người nào kiếm được cơ duyên đây. Ước ao sao, người nhận được cơ duyên ở đại điện vụ tinh đều là cơ duyên không nhỏ, nếu như người nhận được cơ duyên là ta thì có phải là tốt hơn không? Mọi người bị đẩy ra rồi nhanh chóng tụ tập nghị luận. Bị nhốt ở bên trong một tháng, bọn họ không thể tiến vào trong đại điện vụ tinh. Không gian khẽ rung động, Lục Lâm Thiên có cảm giác thân thể mình chấn động một chút, đi qua thông đạo này, chỉ trong nháy mắt thân ảnh của hắn xuất hiện trong một gian mật thất. Lọt vào trong mắt của hắn là một thạch thất chừng 10 thước. Một cỗ khí tức mênh mông lan tràn, ở giữa có một bãi đá lớn. Trên bãi đó có rêu xanh lan tràn, bên trên còn có không ít vết nứt nhỏ, chỉ sợ nơi này đã hơn vạn năm không có ai tới. Kia là cái gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn vào một vật thần bí trên bãi đá. Nhìn qua vô cùng bình thường, thế nhưng cỗ khí tức như có như không khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức chú ý rồi đi nhanh tới bãi đá. Trước mắt Lục Lâm Thiên chính là một khối ngọc giản này lớn bằng bàn tay, hình vuông, bề mặt vô cùng sáng bóng. Bốn phía có một cỗ khí tức khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác quen thuộc. Vô Tự Thiên Thư, nơi này có Vô Tự Thiên Thư. Lục Lâm Thiên cả kinh, trong lòng thực sự vô cùng kinh ngạc. Ngọc giản này và Vô Tự Thiên Thư của Lục gia giống như đúc. Kích động qua đi, Lục Lâm Thiên mang theo sự nghi hoặc cầm lấy ngọc giản, lập tức đưa vào một tia chân khí. Siêu! Chân khí tiến vào trên ngọc giản, trong nháy mắt trên Vô Tự Thiên Tư vẹn vẹo, một đám bí văn không giống nhau xuất hiện. Trong đám bí văn này cũng có một chữ thiện ở mặt ngoài, một cỗ khí tức dị thường chợt lóe lên biến mất. Đây là Vô Tự Thiên Thư, là Vô Tự Thiên Thư. Lục Lâm Thiên kinh hãi. Đây chính là Vô Tự Thiên Thư, không giả một chút nào, thế nhưng đây không phải là vật phàm nha. Siêu siêu! Trong thạch thất lúc này bỗng dưng lắc lư liên tục, giống như địa chấn. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đem Vô Tự Thiên Thư thu vào trong nhẫn chữ vật. Siêu siêu! Tiếp theo, trong thạch thất đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực lớn khiến cho Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân bị kéo đi, giống như bản thân bị hút vào trong một thông đạo lớn, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Ồ, không ngờ lại đi ra rồi. Khi lực hút quỷ dị quanh thân không thấy, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về bốn phía, hắn đã xuất hiện ở chỗ một tháng trước. Chính là chỗ sân rộng kia. Trên sân rộng có lực lượng vô hình cách ly thủy vực, dòng nước hơi ba động thế nhưng chung quy vẫn không thể tràn vào trong sân rộng. Trước mặt hắn là bức tường thành khổng lồ không gì sánh được, vượt qua mặt nước, cao chừng mấy nghìn trượng, trên mặt tràn ngập khí tức thê lương cổ xưa. Siêu siêu! Cho dù là hiện tại đã đột phá tới vũ xuất, khi nhìn vào bức tường lớn này, vẫn khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác bức tường này mà một đầu thiên thú, trái tim không ngừng nhảy lên. Khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập không gian. Siêu siêu. Một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong không gian, sau đó nhanh chóng tới bên người Lục Lâm Thiên, toàn thân trắng như tuyết, giống như tiên tử, ngoại trừ Bạch Linh ra không còn ai khác. Bạch Linh. Lục Lâm Thiên vui vẻ nói, không nghĩ tới Bạch Linh cũng đi ra được rồi. Ngươi cũng vừa mới ra sao? Bạch Linh nhìn thấy Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp cũng hiện lên sự vui mừng. Đúng vậy. Ta cũng vừa mới ra đây. Lục Lâm Thiên gật đầu, cảm nhận khí tức trên người Bạch Linh, tức thì hỏi. Khí tức của nàng dường như đã mạnh hơn không ít, lẽ nào? Chuyện này nói ra gì dài dòng, sau này ta sẽ kể lại cho ngươi nghe. Nói chung cơ duyên vô cùng lớn, cũng nhân cơ hội đột phá tới thất giai trung kỳ.
Bạch Linh khẽ mỉm cười, vẻ mặt khẽ biến đổi. Nhìn Bạch Linh, Lục Lâm Thiên cũng biết tính cách của nàng, luôn là như vậy. Nàng có thể cười chỉ sợ là ở nơi quỷ dị này cũng chiếm được cơ duyên lớn, có thể được Bạch Linh gọi là cơ duyên lớn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản. Mà Bạch Linh lần thứ hai đột phá khiến cho Lục Lâm Thiên sợ hãi, lần này Bạch Linh đột phá so với hắn đột phá còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn đột phá vũ xuất và linh xuất cũng chỉ từ linh tướng và vũ tướng cửu trọng lên linh xuất vũ xuất nhất trọng mà thôi. Còn Bạch Linh đột phá một tầng từ thất giai sơ kỳ lên trung kỳ, lần đề thăng này không nhỏ chút nào. Lục Lâm Thiên biết Bạch Linh đột phá thất giai chưa lâu, hơn nữa lại bằng vào huyết mạch và thiên phú của yêu thú có thể đối phó với vũ vương nhất trọng đỉnh phong, miễn cưỡng có thể chống lại vũ vương nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối không thể giết chết. Dù sao tới cấp bậc này, cách biệt mỗi một trọng vô cùng lớn. Nếu muốn giết chết quả thực không hề dễ dàng. Mà sau khi Bạch Linh đột phá tới thất giai trung kỳ, Lục Lâm Thiên phỏng đoán bằng vào thực lực hiện tại của Bạch Linh trực tiếp có thể đối phó với vũ vương tam trọng, chống lại vũ vương tứ trọng không thành vấn đề. Lần đề thăng thực lực này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, điều này quá sức tưởng tượng của hắn. Siêu siêu. Trong không trung, lúc này không gian lại rung động, một người một thú lập tức xuất hiện. Lão đại, ca ca. Tiểu Long và Lục Tâm Đồng xuất hiện, một đạo quang mang lập tức rơi vào trên vai Lục Lâm Thiên. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp cũng nhào vào trong lòng hắn. Lão đại, đệ nhớ huynh muốn chết. Tiểu Long vui vẻ liếm gương mặt Lục Lâm Thiên. Đệ không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, bây giờ rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm. Mà ánh mắt sau khi nhìn về phía Lục Tâm Đồng liền nhảy dựng lên, Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn nàng, vô cùng kinh ngạc. Tâm Đồng, muội đột phá linh xuất rồi sao? Cùng với sự kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Bạch Linh lúc này cũng kinh hãi, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Vâng, muội cũng không biết tại sao, muội cứ tu luyện rồi đột phá tới linh xuất. Lục Tâm Đồng nháy mắt, thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên và Bạch Linh nhìn mình khiến cho nàng có chút xấu hổ. Hít, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn luôn nghĩ tốc độ tu luyện của mình vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng giờ nhìn thấy tiến bộ của Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cảm thán. Trên người còn có người a, một tháng không ngờ tiểu nữ này lại từ linh tướng lục trọng đột phá tới linh xuất. Lục Lâm Thiên phỏng đoán Lục Tâm Đồng ở trong nơi quỷ dị này nhất định cũng thu được cơ duyên lớn. Mà có thể khiến cho nàng điên cuồng đột phá như vậy, cơ duyên này không biết lớn bao nhiêu a. Nhìn kỹ Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên nhướng mày, hắn phát hiện trên mi tâm Lục Tâm Đồng có một ấn ký. Ấn kỳ này màu vàng, nhìn kỹ giống như một con nhện. Một đồ án hình con nhện trên mi tâm, gương mặt khả ái này nhìn qua vô cùng yêu dị. Mà trên đồ án con nhện màu vàng, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được có một cỗ khí tức quỷ dị, khí tức này tuyệt đối bất phàm, không giống như vật bình thường. Tâm Đồng, đây là... Lục Lâm Thiên nhanh chóng hỏi, trong mi tâm Lục Tâm Đồng vốn không có vật ấy, lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên không khỏi ngưng trọng. Ca ca, đây là thú hồn của muội. Là một tiền bối lưu lại cho muội. Lục Tâm Đồng mở to mắt nói. Đây là thú hồn xích kim độc chu bát giai, chỉ là bây giờ muội còn chưa thể thôi động được nó mà thôi. Cái gì, xích kim độc chu, thú hồn xích kim độc chu bát giai sao? Lục Lâm Thiên cùng với Bạch Linh vô cùng kinh ngạc. Đại cơ duyên a, đây tuyệt đối là đại cơ duyên vô cùng kinh khủng. Lục Lâm Thiên lại hít sâu một hơi, không ngờ Lục Tâm Đồng lại chiếm được thú hồn kinh khủng bậc này. Đối với thú hồn, thân là linh giả, đồng thời có thiên linh lục, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, người có linh hồn, yêu thú đương nhiên cũng có thú hồn. Trong truyền thuyết, linh giả thực lực cường hãn có thể đem thú hồn này tách ra, luyện chế thành một thể với chủ nhân. Loại thủ đoạn này linh giả bình thường tuyệt đối không làm được. Mà độ khó khi luyện chế thú hồn so với thu phục yêu thú còn lớn hơn rất nhiều lần. Thế nhưng một khi thành công luyện chế ra thú hồn thì uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chính là con bài chưa lật kinh khủng nhất của chủ nhân. Về phần uy lực của thú hồn thì còn phải xem thực lực và huyết mạch của yêu thú lúc sống như thế nào. Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì xích kim độc chu. Một loại yêu thú kịch độc, nếu so về huyết mạch thì không dưới thiên sĩ tuyết sư, dường như còn mạnh hơn một chút. Cường độ huyết mạch chỉ thua cửu vĩ yêu hồ một tí. Độc tính của nó so với thiên độc yêu long còn mạnh hơn một chút.
Kịch độc của Thiên Độc Yêu Long bài danh thứ 3 trong bảng xếp hạng kịch độc của yêu thú thì kịch độc của Xích Kim Độc Chu có thể bài danh thứ 2. Mà thú hồn của Xích Kim Độc Chu này đã tới bát giai. Thú hồn bát giai vậy thì khi còn sống chính là yêu thú bát giai, lực lượng tương đương với Vũ Tôn và Linh Tôn. Thú hồn như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn vào đồ án trong mi tâm Lục Tâm Đồng không khỏi run rẩy. Vật kinh khủng như vậy lại nằm trong mi tâm nàng, phần cơ duyên này quả thực rất lớn. Lục Lâm Thiên đồng thời cũng nghĩ tới một chuyện, người có thể luyện chế thú hồn Xích Kim Độc Chu bát giai vậy thực lực đã tới cấp độ nào? Lục Lâm Thiên nghĩ mà cũng cảm thấy kinh hãi. Tâm Đồng, thứ này rốt cuộc là ai để lại cho muội? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi sau đó lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Thú hồn Xích Kim Độc Chu đã tới bát giai, hiện tại Lục Tâm Đồng không thể thi triển ra uy lực mạnh nhất, uy lực của thú hồn này cũng không phải là thứ mà hồn khí có thể so sánh. Mà Xích Kim Độc Chu chính là yêu thú kịch độc, phối hợp với độc công của Lục Tâm Đồng thì uy lực quả thực chính là như hổ thêm cánh. Muội cũng không biết, cỗ tàn hồn kia rất yếu cũng không được đầy đủ, vì vậy cũng không biết vị tiền bối này là ai. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, sau khi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Thế nhưng muội biết một việc, địa độc kinh sư phụ đưa cho muội chính là do vị tiền bối này sáng tạo nên. Chỉ thích hợp cho độc thể hậu thiên tu luyện mà vị tiền bối này lại cấp cho muội một bộ thiên độc kinh vô cùng thích hợp cho độc thể thiên thiên tu luyện. Uy lực cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu tính ra vị tiền bối này chính là sư phụ của sư phụ, là sư tổ của muội. Sư tổ của muội, thiên độc kinh. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút rồi lập tức sửng sốt. Lão độc vật là từ trong đại điện vụ tinh xông ra, lẽ nào địa phương quỷ dị này chính là đại điện vụ tinh sao? Ngày đó hắn bị Thiên Độc Yêu Long đuổi vài ngày, không ngờ lại vô ý xông loạn tới đây, từ dưới nước tiến lên đại điện vụ tinh. Lục Lâm Thiên tới chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Nơi quỷ dị này rất có thể là đại điện vụ tinh, bằng không tại sao lại có nhiều cơ duyên tới như vậy. Nếu như đây là đại điện vụ tinh thật thì cũng có thể lý giải được. Lục Tâm Đồng nhận được cơ duyên như vậy khiến cho hắn kinh ngạc, thế nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Tiểu nữ này trong lúc vô ý có lẽ đã được sư tổ mình truyền thừa. Có lẽ đó là một vị cường giả không thể nghi ngờ. Mà sau này có lẽ nàng sẽ có thành tựu vô cùng kinh khủng. Chưa tới 14 tuổi đã trở thành cường giả linh xuất, phóng mắt khắp đại lục ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, đệ cũng đột phá sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào Tiểu Long, cảm nhận khí tức trên người nó dường như đã tiến bộ không ít. Thế nhưng bởi vì khí tức trên người Tiểu Long thu liếm cho nên Lục Lâm Thiên cũng khó có thể phán đoán. Đột phá một chút, Tiểu Long tức thì nói, trong đôi mắt nhỏ bắn ra tinh quang, dường như vô cùng hưng phấn. Đột phá tới ngũ giai trung kỳ sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Hừ, ít như vậy sao? Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, dường như đang kháng nghị lão đại đã quá coi thường bản thân nó. Lẽ nào để đột phá tới ngũ giai hậu kỳ? Lục Lâm Thiên vui vẻ, mỗi lần Tiểu Long đột phá thực lực đều tăng mạnh, nếu như Tiểu Long đột phá ngũ giai hậu kỳ vậy thì vũ xuất tam trọng, tứ trọng trước mặt Tiểu Long tuyệt đối sẽ trở thành điểm tâm trong miệng nó. Đương nhiên, Tiểu Long ngẩng đầu vô cùng đắc ý nói, còn có chỗ tốt khác hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, từ vẻ mặt Bạch Linh, Lục Lâm Thiên cũng có thể nhận ra, Bạch Linh đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Cô gái nhỏ Lục Tâm Đồng này cũng khiến cho hắn há hốc mồm. Hiện tại Tiểu Long đột phá hai tầng, chiếu theo Bạch Linh và Lục Tâm Đồng mà nói vậy thì kém hơn không ít. Vì vậy Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi, Tiểu Long còn chiếm được chỗ tốt khác. Còn có một chút, vẻ mặt Tiểu Long đột nhiên có chút né tránh. Là cái gì? Lục Lâm Thiên càng cảm thấy kỳ quái, bằng tính tình của Tiểu Long bình thường sẽ không quanh co như vậy. Không nói, đánh chết đệ cũng không nói. Nói mọi người sẽ chê cười đệ. Tiểu Long ngẩng đầu dùng ngữ khí kiên quyết nói. Tiểu Long, rốt cuộc đệ chiếm được bảo vật gì? Nhanh để lão đại nhìn xem một chút. Lục Lâm Thiên không nhìn được hiếu kỳ, lập tức cười hắc hắc hỏi, chỉ sợ bảo vật trong tay Tiểu Long tuyệt đối không phải tầm thường. Lão đại, sau này huynh sẽ biết, dù sao đi nữa đệ cũng không nói, sau đó cũng không nói. Các người sẽ cười đệ chết mất. Tiểu Long bất đắc dĩ nói, vẻ mặt kiên nghị, kiên quyết nói. Tiểu Long kiên quyết không nói càng khiến cho Lục Lâm Thiên hiếu kỳ. Thế nhưng hắn cũng không còn cách nào. Dù sao đi nữa sau này hắn cũng biết, xem ra bảo vật trong tay Tiểu Long không bình thường chút nào. Nhìn Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long Lục Lâm Thiên không khỏi khẽ cười.
Xem ra cơ duyên lần này không nhỏ, hắn cũng nhận được không tồi, chủ yếu chính là hắn còn chiếm được vô tự thiên thư, đồng thời 90 khỏa vũ linh thánh quả cùng với hơn 500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai và 100 bộ linh kỹ, thu hoạch cực kỳ kinh khủng. Nếu như đám người bên ngoài biết trên người hắn có bảo vật như vậy, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ hắn sẽ bị toàn bộ cổ vực, thậm chí là đại lục linh vũ, người của thành Ma Vân cùng nhau truy sát. Tài không lộ ra ngoài, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ tốt hơn mình nên cẩn thận một chút. Mà chiếc nhẫn chữ vật của hắn ẩn thân trên người, người bình thường cũng không có khả năng biết được. Thu hồi tâm tình, Lục Lâm Thiên chuẩn bị tìm kiếm lối ra, tất cả đều bình yên vô sự, Lục Lâm Thiên cũng yên lòng. Ầm ầm, trong không gian truyền đến tiếng ầm ầm giống như địa chấn, toàn bộ thủy vực run rẩy, bình cảnh khổng lồ trước mặt lúc này cũng run rẩy theo. Siêu siêu, cẩn thận. Bạch Linh quát khẽ một tiếng, trong tay đánh ra một đạo quang cháo nhanh chóng bao phủ không gian mấy thước. Ngay khi quang cháo của Bạch Linh bao phủ không gian chung quanh, sóng nước ngập trời chung quanh sân rộng trong nháy mắt nện xuống, giống như là mất đi sự chống đỡ, dòng nước tức thì ập xuống. Phanh! Dòng nước ập xuống, áp lực vô cùng lớn mang theo âm hưởng như sấm rền. Là lối ra, chúng ta đi. Trong nháy mắt khi sóng nước ập xuống, Lục Lâm Thiên nhíu mày, lúc này hắn thấy được phía trước có lối ra. Chính là địa phương mà hắn đi vào khi trước. Siêu siêu! Mọi người nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, lập tức đi xuyên qua dòng nước. Lúc này Lục Tâm Đồng cũng đã là cường giả chân chính, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo màu đen, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Ầm ầm, trên trời cao mây mù lượn lờ, đại điện khổng lồ kia bắt đầu rung động. Siêu siêu, trong đại điện có 6 đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra, dường như vừa bị trực tiếp đẩy ra vậy, mấy người này lập tức lắc mình xuất hiện ở giữa không trung, trong ánh mắt của trên vạn người. 6 người xuất hiện, phía dưới lúc này có không ít người ánh mắt đỏ hồng. Là ánh mắt ước ao đố kỵ, người từ đại điện vụ tinh đi ra không cần phải nói, chính là người nhận được cơ duyên, hơn nữa cơ duyên cũng không kém. Tiểu thư, trong 6 người, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, hơn 10 người của Linh Thiên Môn lao tới, cả đám đều vô cùng mừng rỡ, thế nhưng cũng có chút ước ao và thất vọng, dù sao đây không phải là cơ duyên của mình. Thiếu gia, trong 6 người, thân ảnh Gia Cát Tử Vân cũng xuất hiện trong đó, khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười đắc ý, dường như đã thu được cơ duyên không nhỏ. Lúc này hắn đã bị không ít đệ tử của Lan Lăng Sơn Trang vây quanh. Đệ tử của Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông cũng nhanh chóng vây quanh người trong môn của mình, dường như đang hỏi han điều gì đó. Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông cũng lộ diện, hắn nhanh chóng bị ba trưởng lão vây quanh, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý, có thể tiến vào đại điện vụ tinh cũng đủ để cho hắn tự hào. Hóa ra là người của Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang. Còn có người của Linh Thiên Môn và Quỷ Vũ Tông. Người kia hình như là Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông, không nghĩ tới hắn cũng tiến vào được. Thiên Quỷ Tông lần này mở mày mở mặt rồi. Vì sao chỉ có 6? Không phải là 10 người sao? Kỳ quái, tại sao chỉ có 6 người? Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt lập tức nhìn vào 6 người, lập tức có không ít người kinh ngạc. Mỗi một lần dường như đều có 10 người tiến vào đại điện vụ tinh, thế nhưng lần này chỉ có 6. Thân ảnh Lăng Thanh Lăng không bay lên. Khí tức quanh người thu liếm, không ít ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn vào thân thể hắn, thế nhưng cũng không nhìn được cái gì. Ánh mắt Lăng Thanh quét qua đoàn người một chút, dường như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng lập tức lại có chút nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đại điện vụ tinh khổng lồ kia. Lữ Tiểu Linh được đám người Linh Thiên Môn vây quanh hỏi han, nàng vội vã nói mấy câu rồi ánh mắt nhìn chung quanh không ngừng tìm kiếm, cuối cùng trong mắt hiện lên sự thất vọng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đừng bỏ lỡ thời gian rời khỏi vụ tinh hải. Vương trưởng lão bên người Lữ Tiểu Linh nói. Được rồi, chúng ta đi. Lữ Tiểu Linh quét mắt nhìn chung quanh một lát, khẽ thở dài một hơi rồi lập tức cùng đám người Linh Thiên Môn rời đi. Tiểu Linh tiểu thư, chúng ta cùng nhau trở về đi. Gia Cát Tử Vân nhanh chóng nói, thân ảnh lập tức đuổi theo. Siêu siêu. Thời gian cũng không còn nhiều, mọi người tuy rằng lưu luyến không rời, thế nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng mà thôi. Ai bảo vận khí của mình không tốt cơ chứ? Vẫn có mấy người biết, muốn tiến vào đại điện vụ tinh không có một chút quan hệ nào tới vận khí. Mọi người bắt đầu quay về, cả đám không cam lòng nhìn đại điện vụ tinh vô cùng chấn động kia, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng rời đi. Từng đạo thân ảnh bay đi rồi biến mất không thấy tăm hơi.
trong thế giới mênh mông này lại lập tức khôi phục sự tĩnh lặng. Trên vạn người đền cũng không có ảnh hưởng tới thế giới mênh mông này. Cũng không tạo ra sự thay đổi nào với thế giới này, đại điện vụ tinh khổng lồ kia vẫn sừng sững đứng đó, giống như đang chống đỡ trời cao vậy. Yêu vương, chúng ta có cần đi hay không? Trong một thủy vực khổng lồ, thanh giáp yêu giải chỉ còn lại một cái càng, cả người đen kịt xoay người nói với một đầu cự long. Tiến vào cấm địa, mấy nhân loại kia lại không chết, chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đầu cự long màu đen khẽ nói, hai chiếc sừng trên đầu lay động. Yêu vương, ta nghe nói cấm địa này mỗi 30 năm có đôi khi sẽ có một chút hiện tượng quỷ dị. Những thời gian khác chỉ cần là yêu thú tới gần sẽ bị đánh chết. Có lẽ mấy nhân loại kia đang trốn ở bên trong. Một đầu yêu thú khổng lồ nói. Ngao! Thiên độc yêu long giống lên một tiếng trầm thấp, lập tức nói. Chúng ta đi xem một chút. Yêu vương, đó là cấm địa, yêu thú tiến vào đó từ trước tới nay chưa có tên nào sống được mà rời khỏi. Thanh giáp yêu giải mất một càng nói. Người ít nói nhảm đi, bản yêu vương đem một cái càng còn lại vặn gãy bây giờ. Thiên độc yêu long quát lên một tiếng, lập tức chúng yêu thú dưới trướng không dám nói thêm gì nữa. Lâm Thiên, thiên độc yêu long còn ở bên ngoài. Tại một chỗ trong thủy vực, Bạch Linh nói với Lục Lâm Thiên. Còn ở đó sao, thiên độc yêu long không dám tới đây, tính nhẫn nại cũng không kém nha. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi nhìn về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh, hiện tại nàng muốn lấy một chút máu của đầu yêu long kia cũng không thành vấn đề đúng không? Muốn lột da rút gân nó cũng không thành vấn đề. Bạch Linh khẽ nói. Đúng, Bạch Linh tỷ, tỷ giúp đệ lột da nó, rút gân nó. Đầu yêu long này dám đuổi chúng ta lâu như vậy, đệ phải giáo huấn nó một trận. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Nó luôn là người có thù tất báo. Đương nhiên lần này có cơ hội Tiểu Long sẽ không bỏ qua. Đầu yêu long kia quả thực nên giáo huấn một chút. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Có thù báo thù, có oán báo oán. Oán khí một tháng trước cũng nên báo rồi. Tuy rằng nói quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, thế nhưng thời gian một tháng cũng không tính là ngắn. Mỉm cười, Lục Lâm Thiên biết rõ bằng vào thực lực lúc này của Bạch Linh đủ để đối phó với thiên độc yêu long kia. Mà đám yêu thú lục giai lúc này Lục Lâm Thiên cũng không cần lo lắng nữa. Muội cũng muốn giáo huấn đám yêu thú này một chút. Trong đôi mắt to tròn của Lục Tâm Đồng hiện lên sự phẫn nộ. Oán khí một tháng trước lúc này đã có thể tính toán. Hình như bọn chúng đã vào. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong tâm thần cảm ứng của hắn lúc này dường như có không ít yêu thú cường hãn nhanh chóng chạy tới. Hẳn đó chính là thiên độc yêu long cùng đám yêu thú dưới trướng. Nhân loại. Các ngươi còn chưa chết sao? Coi như các ngươi có vận khí tốt, thế nhưng lúc này các ngươi trốn không thoát đâu. Bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngay lúc này thanh âm quen thuộc của thiên độc yêu long từ trong nước truyền tới mang theo sóng nước cuồn cuộn tạo thành rung động nhanh chóng khuếch tán. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Thanh âm thiên độc yêu long vừa dứt thì nước trong thủy vực cuồn cuộn, một bóng đen khổng lồ trong nháy mắt mang theo sóng nước cuồng bạo đi tới. Trên thân thể to lớn đen kịt kia mang theo uy thế kinh người, quanh thân có hắc vụ lượn lờ, trên lân phiến cho hắc quang khiến cho tim người ta đập nhanh lóe lên. Khi thân thể to lớn này xuất hiện, độc khí ngập trời, uy thế kinh người khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi run lên. Mặc kệ như thế nào thiên độc yêu long này đều là yêu thú thất giai hàng thật giá thật. Huyết mạch mạnh nhất trong yêu thú thất giai, loại thực lực này chỉ ít bằng vào hắn bây giờ không thể chống lại. Nhìn thiên độc yêu long trước mặt, cảm nhận cỗ khí thế ngập trời kia, Lục Lâm Thiên không khỏi khẽ run. Nhưng giờ hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng nữa. Một tháng trước hắn chỉ có thể vắt chân mà chạy, mà hiện tại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cũng nên báo thù rồi. Máu của thiên độc yêu long này hắn nhất định phải lấy. Khóe miệng khẽ mỉm cười, thuốc dẫn đông lão cần hiện tại đã ở trước mặt, không cầm tìm đâu xa. Hắc hắc, tiểu long cười hắc hắc. Không ngừng phun ra nuốt vào, như cười như không nhìn về phía thiên độc yêu long. Siêu siêu, thân thể to lớn của thiên độc yêu long sau khi xuất hiện lập tức có 10 đầu yêu thú lục giai khổng lồ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thân thể cao lớn khiến cho sóng nước ở dưới thủy vực cuộn tròa mãnh liệt. Lúc này thiên độc yêu long nhìn chằm chằm vào phía trước, con mắt giống như đèn LNG hiện lên vẻ dữ tợn nói. Để xem lần này các ngươi trốn chỗ nào, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đào tẩu nữa. Im miệng,
tên yêu long đáng chết này, ngươi cứ đợi ta lột ra, rút gân của ngươi đi. Tiểu long quát lớn. Hừ, tiểu bất điểm nhà ngươi, tuy rằng trên người ngươi có yêu hoàng khí, thế nhưng ngươi còn quá non, không thể đánh lại ta. Thiên độc yêu long nhìn tiểu long rồi nói. Thiên độc yêu long, ngươi ngứa ra rồi đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, giao ra một bình máu rồi nhận lỗi với chúng ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn thiên độc yêu long, mỉm cười nói. Hỗn đản, yêu thú long tộc ta làm sao có thể nhận lỗi với một nhân loại nho nhỏ như ngươi? Ngươi nằm mơ đi, hôm nay nhất định ta sẽ nuốt sống ngươi. Thiên độc yêu long quay lại quát lên một tiếng với Lục Lâm Thiên. Ngươi cũng xứng là yêu thú long tộc sao? Nhiều nhất chỉ là một con dao long tạp dao mà thôi. Bạch Linh nhíu mày lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Đầu dao long tạp dao này giao cho ta, những yêu thú khác giao cho các ngươi có lẽ không có vấn đề gì chứ. Những yêu thú khác để chúng ta tới là được rồi, không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt lập tức đảo qua đám yêu thú. Ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ, hiện tại hắn đã đột phá linh xuất phũ xuất phũ xuất, hẳn là có thể đối phó. Về phần bảy đầu yêu thú lục giai sơ kỳ, còn có một đầu thanh giáp yêu giải cụt một càng cũng không khó đối phó. Huống chi hiện tại Tiểu Long và Lục Tâm Đồng cũng không phải dễ chọc. Kỳ thực trong lòng thiên độc yêu Long vẫn có chút kinh ngạc. Hai nhân loại trước kia vốn thấy hắn sẽ trực tiếp chạy trốn, thế nhưng hiện tại lại không chạy khiến cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này khí tức trên người Bạch Linh cũng khiến thiên độc yêu Long có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không chú ý gì nhiều. Nói khoác mà không biết ngượng, để ta xem ngươi đối phó với ta như thế nào. Trước tiên giải quyết nhà ngươi vậy. Thiên độc yêu long cũng có ngạo khí của riêng mình, tuy rằng có chút nghi hoặc đám nhân loại và cửu vĩ yêu hồ có chút dị thường, thế nhưng cũng không quá đặt trong mắt. Ở đây nó vẫn là yêu vương, trên người có một cỗ khí phách. Vừa dứt lời, bản thể khổng lồ nhanh chóng di chuyển mang theo một cơn sóng lớn đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tạp giao long, ngươi không có tư cách kiêu ngạo nữa. Ngay lúc này bạch quang quanh người Bạch Linh lóa lên, lập tức trong nháy mắt trong cánh tay có một cái đuôi kéo dài, giống như thiểm điện xuyên qua dòng nước đánh về phía thiên độc yêu long. Ngao! Thiên độc yêu long thấp giọng rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng đánh tới. Nó cũng không dám sơ ý vì vậy ngừng công kích Lục Lâm Thiên mà cái đuôi to lớn lập tức đánh về phía Bạch Linh. Phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên, sóng nước cuồn cuộn không ngừng giống như bom nổ dưới nước vậy. Một cỗ năng lượng lớn tràn ngập, cỗ lực lượng đánh vào trực tiếp khiến cho phương viên mấy ngàn thước trong thủy vực biến thành chân không. Kinh khí kinh khủng tàn sát bừa bãi ở chung quanh khiến cho nước trong lúc này không thể tới gần. Trong thủy vực rộng lớn còn có lực lượng khuếch tán ra chung quanh tạo thành những cột sóng cao vài trăm thước, lập tức chút xuống ngoài khơi tạo thành những cơn sóng lớn lan tràn ra chung quanh. Phanh! Khi sóng nước chút xuống, cái đuôi to lớn của thiên độc yêu long lúc này đã bị đánh văng trở lại. Thân thể bị đẩy lui, dường như thân thể của nó cũng bị đau đớn. Một đám tôm cá nhỏ chết tiệt, tới lượt Tiểu Long ra báo thù rồi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bản thể khổng lồ hiện lên. Ngao! Một tiếng gầm gừ xuyên thấu màn nước, bản thể của Tiểu Long lúc này đã to hơn không ít, uy áp càng thêm mạnh mẽ. Dưới uy áp này, tức thì chúng yêu thú lục giai trực tiếp run rẩy, uy áp này khiến cho chúng nó bị áp chế từ sâu trong linh hồn. Bản thể hiện lên, tiếp theo, bản thể khổng lồ kia trực tiếp bắn thẳng về phía chúng yêu thú lục giai. Dưới uy áp mạnh mẽ này chúng yêu thú lục giai bao gồm cả ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ phản ứng cũng chậm đi. Ta cũng đến đối phó một đầu. Lục Tâm Đồng cũng không sợ, bàn tay nhỏ bé kết thủ ấn. Lập tức một trường ấn kịch độc được đánh ra. Mục tiêu chính là một đầu yêu thú lục giai sơ kỳ khí tức hơi yếu. Đối phó với những yêu thú mạnh hơn Lục Tâm Đồng không nắm chắc chút nào. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức khẽ kết thủ ấn. Dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng, mấy đạo lưu quang tức thì từ trong không gian thú nang vọt ra. Lập tức năm đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trong thủy vực. Thủy vực lúc này rung động, sóng nước cuồn cuộn. Năm đầu yêu thú đều đã đạt tới lục giai là Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ, Thủy Hỏa yêu giao, còn có Phi Thiên Ngô Công. Năm đầu yêu thú khổng lồ trong không gian thú nang nhận được mệnh lệnh lập tức vọt ra, bản thể khổng lồ hiện lên trong thủy vực. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám yêu thú, tất cả đều tỏa ra uy áp cường hãn. Loại uy áp này tới từ huyết mạch, đối với yêu thú mà nói,
đây là thứ cảm nhận rõ ràng nhất. Mà đám yêu thú nghịch lân yêu bằng bao gồm cả Phi Thiên Ngô Công đều có huyết mạch so với những yêu thú trong nước này mạnh hơn. Uy áp lúc này đương nhiên sẽ càng mạnh. Giống giống. Năm đầu yêu thú khổng lồ cùng nhau giống lên một tiếng mang theo kình khí kinh khủng đánh tới. Khí thế trên người lúc này ngập trời. Phanh phanh. Trong nháy mắt, một đám yêu thú khổng lồ nhanh chóng lao vào nhau. Từng thanh âm bạo liệt mạnh mẽ vang lên. Lúc này Thiên Độc Yêu Long đối với năm đầu yêu thú lục giai đột nhiên xuất hiện cũng không có thời gian kinh ngạc, nó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Bạch Linh rồi nói. Ngươi đột phá thất giai trung kỳ rồi. Ngươi đoán thử xem. Bạch Linh nói, bạch quang quanh người chợt lóe, sóng nước trực tiếp tản ra tạo thành một đường vòng cung. Lúc này tuy rằng thân thể Bạch Linh nhỏ bé hơn thế nhưng uy thế tản mát ra so với khí thế trên người Thiên Độc Yêu Long khổng lồ còn mạnh hơn nhiều. Khí tức trên người lúc này đã là thất giai trung kỳ. Thất giai trung kỳ, làm sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy được? Thiên Độc Yêu Long vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc nó cũng hiểu rõ vì sao lần này những nhân loại này lại không trốn. Hóa ra là bởi vì cửu vĩ yêu hồ này đã đột phá tới thất giai trung kỳ, mấy đầu yêu thú bên người nhân loại kia cũng đột phá không ít. Chết đi! Phía xa, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một tầng quang cháo. Huyết lục nhanh chóng xuất hiện trong tay, một cỗ chân khí được rót vào. Ngao! Một tiếng giống như long ngâm từ trên thân đao vang lên. Một đạo huyết sắc quang mang tức thì được đánh ra mang theo sát khí ngập trời. Mục tiêu chính là thanh giáp cự giải cụt một càng kia. Siêu! Huyết sắc đao mang tạo thành một đường vòng cung phá không rẽ màn nước, khí thế bàng bạc cùng với uy thế cuồng bạo nhanh chóng tràn ngập thủy vực. Thanh giáp yêu giải lúc này thấy Lục Lâm Thiên đã cảm thấy sợ hãi. Nó đã sớm lẩn ra xa, thế nhưng lại trốn không thoát, giờ nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất thủ liền nhanh chóng tránh đi. Vô số chân cử động, thân ảnh nhanh chóng di chuyển trong thủy vực, giống như quỷ mị. Yêu vương, cứu ta! Đầu thanh giáp yêu giải này chỉ nhìn thấy huyết lục đánh ra công kích lập tức sắc mặt hoảng hốt, nhanh chóng lớn tiếng cầu cứu. Cái càng khổng lồ còn lại giơ lên muốn chống lại đạo công kích này. Siêu! Đao mang đã nhanh chóng chém tới, ngay trong ánh mắt kinh hãi của đầu thanh giáp yêu giải kia, một đạo huyết sắc đao mang trực tiếp bổ vào cái càng còn lại của nó. Chỉ là lần này thanh giáp yêu giải đã không cảm thấy sự đau đớn gì nữa. Đao mang đánh xuống, cái càng trăm thước của nó lúc này trực tiếp bị chém thành hai nửa, kể cả thân thể to lớn cũng bị chém đôi. Hai nửa thân thể khổng lồ tách ra, máu tươi nhiễm đỏ thủy vực chung quanh. Thanh giáp yêu giải yêu thú cấp độ lục giai sơ kỳ, được xưng là yêu thú có lực phòng ngự rất mạnh lúc này dưới một đao cũng bị chém thành hai nửa. Nhân loại đáng ghét. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thế nhưng nó cũng không có biện pháp nào, có Bạch Linh trước người, nó biết ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn. Tới phiên ngươi, ta muốn nhìn xem, phòng ngự của ngươi hiện tại trước mặt ta còn hữu hiệu hay không. Bạch Linh khẽ nói một tiếng, thủ ấn kết xuất. Một đạo quang mang bạch sắc nhanh chóng bạo phát khiến cho sóng nước văng ra, trong nháy mắt đánh tới trước người Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng nữa. Thân thể cao lớn quấy thủy vực hóa thành một bóng đen. Cái đuôi rồng lớn cũng nhanh như thiểm điện, không biết từ khi nào đã đánh tới phía sau Bạch Linh, thân thể to lớn lúc này cong lại rồi từ trên ập xuống. Hừ! Bạch Linh yêu kiều quát lên một tiếng, cũng không quay đầu lại. Cổ tay giương lên. Một cỗ ba động hùng hồn truyền ra. Tiếp theo một đạo quang trụ bạch sắc hung hăng đánh vào trên cái đuôi lớn của Thiên Độc Yêu Long. Phanh! Một kích như thiểm điện kéo theo kình khí nhanh chóng đánh vào trên cái đuôi của Thiên Độc Yêu Long, thanh âm bạo liệt giống như sấm rền truyền ra. Thân thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long trực tiếp bị đánh bay. Ngao! Thiên Độc Yêu Long giống lên một tiếng. Trên cái đuôi lúc này có một tảng lớn long lân màu đen đã bị chóc ra. Cho dù lực phòng ngự của Thiên Độc Yêu Long cường hãn như thế nào cũng không thể ngăn cản công kích của Bạch Linh. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Độc Yêu Long ở phía xa. Có Bạch Linh ở đó, Thiên Độc Yêu Long cũng không làm được chuyện gì, lập tức thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh về phía một đầu yêu thú lục giai trung kỳ. Sao rồi, phòng ngự của ngươi vô dụng rồi sao? Trong lúc Thiên Độc Yêu Long rít gào vì đau đớn. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh xuyên qua thủy vực rồi lập tức lao tới phía trước. Siêu! Trong đôi mắt to như chiếc đèn LNG của Thiên Độc Yêu Long hiện lên sự kinh ngạc, thân thể to lớn đứng dậy. Trên cái đầu dữ tợn có một đám khói độc khổng lồ phun về phía Bạch Linh.
đám khói độc khổng lồ này trực tiếp nhiễm vào nước khiến cho toàn bộ thủy vực to lớn tức thì biến thành đen thui, bắt đầu bị ăn mòn, giống như là sinh vật bị khói độc hủy hoại vậy. Siêu! Đối với kịch độc này Bạch Linh dường như cũng có chút kiêng kỵ. Đôi mắt xinh đẹp trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long giãy giụa khiến cho sóng lớn cuồn cuộn. Ánh mắt nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh của Bạch Linh. Bỗng nhiên, thiên độc yêu long dường như đã cảm nhận được cái gì, thân thể to lớn nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt đã lui về phía ngoài mấy nghìn thước. Ngươi trốn không thoát đâu. Một thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong thủy vực. Tiếp theo, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh được một vòng quang mang bao phủ xuất hiện, trong tay mang theo một trường ấn ẩn chứa kinh khí bàng bạc, nhanh chóng vỗ vào sau lưng thiên độc yêu long. Ngao! Một trường này tuyệt đối là đòn nghiêm trọng. Trường đánh trúng thiên độc yêu long tức thì rít lên một tiếng, thân thể to lớn bị đẩy lui. Khục khục! Thiên độc yêu long rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu, từng cơn sóng lớn bị nhuộm thành màu đỏ. Chết tiệt! Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Trúng một đòn nghiêm trọng, thiên độc yêu long rít gào nổi giận. Nó không nghĩ tới sau khi mình đột phá thất giai không bao lâu lại ăn một đòn như vậy. Vốn nó còn muốn sau khi đột phá thất giai rồi xưng vương ở trong vụ tinh hải này. Hiện tại ngươi không có thực lực này. Bạch Linh khẽ nói, thân ảnh xinh đẹp trôi nổi bất định trong thủy vực. Tiếp theo, cổ tay nàng vung lên, hai đạo năng lượng màu trắng giống như quang trụ lập tức đánh về phía trước. Sau này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên độc yêu long rít gào nổi giận, sau đó thân thể to lớn lập tức hóa thành một đạo hắc mang rồi chạy trốn. Phanh phanh. Không thể không nói tốc độ chạy trốn của thiên độc yêu long cực nhanh, hai đạo quang trụ bằng năng lượng của Bạch Linh trực tiếp đánh vào chỗ trống, hai thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên. Ngoài khơi, hai cột nước khổng lồ chừng mấy chục thước nhanh chóng phóng lên cao rồi mới ập xuống mặt nước. Sóng lớn cuồn cuộn, ngoài khơi lúc này giống như biển gầm, từng cơn sóng lớn không ngừng xuất hiện. Lúc này không biết từ khi nào đã tụ tập mấy nghìn người. Mấy nghìn người này chính là đám người từ trong đại điện vụ tinh mới đi ra không lâu. Sau khi đi qua mảnh hải vực này nhìn thấy sóng nước cuồn cuộn, từng thanh âm giống như tiếng sấm rền từ đáy nước truyền tới, cả đám đều đang suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không có ai dám đi vào điều tra. Nhìn động tĩnh này cũng không bình thường, nếu như không khéo thì cái mạng nhỏ của bản thân cũng mất. Phanh phanh! Sóng nước cuồn cuộn, kinh khí bắn tứ tung. Kinh khí lao ra khỏi thủy vực giống như một quả bom ngoài khơi trực tiếp nổ tung, tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn. Cuối cùng cơn sóng lớn này độ cao đã tiếp cận hơn nghìn thước. Lùi lại cho ta. Thân thể to lớn của tiểu long lúc này trực tiếp đánh xuống. Giống như một con rồng nước, cái đuôi hung hăng nện xuống, một đầu yêu thú giống như cá voi lục giai sơ kỳ không ngờ lại bị tiểu long đánh trúng. Khục khục. Đầu yêu thú này phun ra một ngụm máu. Đối mặt với tiểu long. Trên phương diện khí tức nó cũng đã thua phân nửa, khí tức của tiểu long trong lúc vô hình khiến cho linh hồn nó run rẩy, căn bản không thể ngưng tụ công kích hữu hiệu. Siêu siêu! Trong thủy vực to lớn, hai tay lục tâm đồng nhanh chóng đánh ra từng đạo hắc mang. Hắc mang trong nước không tiêu tan, trực tiếp vây khốn một đầu yêu thú lục giai vào bên trong, thế nhưng muốn giết nó dường như có chút khó khăn. Ở cách đó không xa, một đầu yêu thú giống như bạch tuộc, cả người tràn ngập khí tức cường hãn. Có vô số xúc tu khổng lồ vài trăm thước xuyên qua màn nước mang theo sóng gợn trong không gian, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên. Đứt cho ta! Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, huyết lục xuất hiện trong tay. Siêu! Chân khí rót vào, lập tức Lục Lâm Thiên đem huyết lục trong tay chém ra. Một đạo quang mang huyết sắc bắn về phía trước mang theo tiếng xé nước, nước biển trực tiếp bị phân làm hai. Đầu yêu thú khổng lồ giống như bạch tuộc kia nhanh chóng kêu lên vài tiếng. Xúc tu thu lại. Phanh phanh. Trên hải vực lúc này cũng có mấy nghìn người đang vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm. Dưới đáy biển đột nhiên tuôn vết máu lớn, mấy cái xúc tu trôi nổi trên mặt nước. Có một đầu yêu thú giống cự mãng phóng lên cao, điều này khiến cho một ít người thực lực thấp đã trợn mắt líu lưỡi. Mà một ít người thực lực cao hơn thì sắc mặt đại biến. Bởi vì từ khí tức bọn họ cảm nhận được, dường như trong thủy vực đang có một hồi đại chiến ngập trời. Một đao trực tiếp khiến cho yêu thú lục giai trung kỳ bị thương nặng. Tuy rằng đầu yêu thú này vừa mới đột phá lục giai trung kỳ chưa lâu, chỉ tương đương với vũ giả vũ xuất tứ trọng mà thôi. Thế nhưng uy lực của đao này làm Lục Lâm Thiên cũng vô cùng thỏa mãn.
Tuy rằng đã là một kích toàn lực của hắn, tuy hắn vẫn chưa thi triển vũ kỹ mà uy lực cũng đã rất mạnh rồi. Lâm Thiên, ta đi đuổi theo thiên độc yêu long, người cẩn thận một chút. Thanh âm bạch linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, lập tức thân thể xinh đẹp biến mất tại chỗ. Giống giống, mấy tiếng thú giống truyền tới. Thiên độc yêu long một mình chạy trốn khiến cho mấy đầu yêu thú lục giai còn lại cũng bỏ chạy toán loạn, không còn tâm tư ở lại chiến đấu. Trốn chỗ nào, ta muốn lột ra các ngươi. Tiểu long gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng đuổi theo một đầu yêu thú giống như cá voi. Tiểu long, không đuổi nữa. Lục Lâm Thiên nhanh chóng gọi tiểu long lại. Thiên độc yêu long không ngờ lại chạy, đuổi thiên độc yêu long quan trọng hơn. Đông lão còn cần máu của thiên độc yêu long để đột phá. Lão đại, đệ còn chưa đã nghiền mà. Tiểu long oán hận đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Chúng ta đuổi theo thiên độc yêu long. Lục Tâm Đồng, tiểu long, các ngươi nhanh đi thôi. Lục Lâm Thiên nói xong thân thể trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước. Thân thể tiểu long Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng bắn về phía trước. Trong khoảnh khắc dưới sự kinh hãi của đám yêu thú dưới nước, ba người nhanh chóng rời đi. Chúng ta đuổi tiếp. Phía trước truyền ra thanh âm của Lục Lâm Thiên, trong hải vực này, sóng nước có không ít áp lực khiến cho tốc độ chậm lại. Chỉ sợ là phải dùng tiểu long và thủy hỏa yêu giao thì tốc độ mới nhanh hơn được một chút. Growl! Một tiếng gầm gừ lớn quanh quẩn ở đáy biển. Trong hải vực to lớn lúc này sóng biển cuộn trào. Thân thể to lớn của thiên độc yêu long khi thì chui lên mặt nước, khi thì chui xuống đáy biển. Một đường liều mạng chạy. Mau nhìn, yêu thú vô cùng khổng lồ. Khí tức quá mạnh mẽ. Trời ạ, đó là thiên độc yêu long vừa mới đột phá thất giai lần trước. Chính là yêu thú kinh khủng đó. Nhìn xem, có người đang truy sát thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long đang lẩn trốn. Người mặc áo trắng kia là ai, không ngờ thực lực lại cường hãn như vậy có thể truy sát được thiên độc yêu long thất giai. Còn có người nữa, các ngươi mau nhìn, phía sau còn hai người cũng truy sát nó. Có chút không thích hợp. Phía sau hắn còn có không ít yêu thú lục giai, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là ai có thủ bút như vậy? Phía xa, từng thanh âm giống như biển gầm vang lên khiến cho mấy nghìn người ở gần hải vực tức thủ tụ tập lại. Cả đám kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng này. Trong lòng hải vực đột nhiên xuất hiện một yêu thú khổng lồ và một thân ảnh khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Nhìn dáng dấp mấy người này dường như đang truy sát yêu thú thiên độc yêu long thất giai. Cảnh tượng này khiến cho đám người mở rộng tầm mắt. Còn có động tĩnh khiến cho tim đập nhanh vừa rồi có thể tưởng tượng ra đại chiến bên dưới vô cùng chấn động. Ồ, có chút giống tiểu lừa gạt kia. Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào phía xa, vì khoảng cách quá xa nên nàng nhìn không rõ. Mấy đạo thân ảnh này dường như rất quen thuộc thế nhưng nàng cũng không dám khẳng định. Khoảng cách quá xa cộng thêm mặt nước hải vực đang cuồn cuộn cho nên không nhìn rõ phía trước cho lắm. Một lát sau trong hải vực to lớn này mới dần yên tĩnh lại. Không ít người nhìn vào cảnh tượng này vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Khi có người định đuổi theo xem thì phía trước đã sóng yên biển lặng. Thân ảnh yêu thú và người đã biến mất ở trong hải vực rộng lớn. Mà lúc này, phía xa xa, thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long vẫn đang chạy trốn. Đối mặt với Bạch Linh đang đuổi theo phía sau nó chỉ có thể dựa vào ưu thế dưới nước mà miễn cưỡng chạy trốn. Đồng thời cũng ăn không ít công kích của Bạch Linh. Chạy không được bao lâu thì bị Bạch Linh đuổi kịp phía sau. Tốc độ của Bạch Linh và thiên độc yêu long đều vô cùng nhanh chóng, thế nhưng dọc đường lại thi thoảng giao phong làm tốn không ít thời gian cho nên Lục Lâm Thiên, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng đã sớm ngồi trên lưng nghịch lân yêu bằng cũng có thể đuổi kịp. Trong hải vực rộng lớn này liên tục vang lên tiếng rít gào của thiên độc yêu long. Dọc đường đi nó không thể thoát khỏi Bạch Linh, hơn nữa thỉnh thoảng trên người lại có thương thế, càng lúc nó càng không chống đỡ được. Bạch Linh dường như có ý định như vậy, cũng không toàn lực đánh giết thiên độc yêu long, chỉ một đường đi theo nó mà thôi, thỉnh thoảng đánh ra vài đòn nghiêm trọng. Cửu vĩ yêu hồ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Các ngươi có thể đi, ta không làm khó dễ các ngươi nữa. Thiên độc yêu long gầm lên một tiếng, dù ngạo khí tới mấy lúc này nó vẫn phải hạ thấp giọng. Hiện tại không phải là ngươi làm khó dễ chúng ta mà là chúng ta muốn gây khó dễ cho ngươi. Bạch Linh khẽ nói. Thân ảnh vẫn đuổi theo phía sau thiên độc yêu long không ngừng. Hỗn đản! Thiên độc yêu long cả giận, liều mạng đẩy cao tốc độ, không dám dừng lại chút nào. Nếu chậm một chút chỉ sợ nó sẽ bị một đòn nghiêm trọng. Lão đại,
tốc độ của thiên độc yêu long quả thực vô cùng nhanh nha. Trên lưng nghịch lân yêu bằng, tiểu long lắc lư cái đầu rồi nói. Nó không chạy được bao lâu nữa. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tốc độ của thiên độc yêu long lúc này càng ngày càng chậm, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này Bạch Linh cũng cố ý để nó tiêu hao thì mới có thể lấy được chút máu của nó. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng, đương nhiên hắn biết nguyên do Bạch Linh không đuổi quá nhanh. Yêu thú đạt tới thất giai, nếu như truy sát quá nhanh thì ngay cả thỏ cũng có thể quay lại cắn người, huống chi là rồng. Yêu thú thất giai, linh thú thất giai, còn có vũ vương và linh vương, nếu như muốn đánh chết cũng không phải là chuyện dễ dàng, tới cấp bậc này cả đám đều có thủ đoạn bảo mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đường đuổi theo thiên độc yêu long. Cùng một con đường một tháng trước thiên độc yêu long truy sát bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng một tháng sau chính nó lại bị đuổi theo phía sau, điều này khiến cho thiên độc yêu long cứ ngỡ như là mộng. Thiên độc yêu long, chậm một chút. Ngoài khơi, lúc này Bạch Linh quát lên một tiếng, một đạo thủ ấn trong tay được kết. Tức thì một đám phong nhận bạch sáng tuôn ra, trực tiếp đánh vào trên lưng thiên độc yêu long. Siêu siêu. Phong nhận cắt ngang không gian nhanh chóng nện vào trên lưng thiên độc yêu long. Lân phiến tung bay, phong nhận trực tiếp chút xuống thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long kêu thảm một tiếng, cái đuôi quất một cái mang theo sóng nước ngập trời quét về phía Bạch Linh. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, khí tức bàng bạc bùng phát. Siêu siêu. Cự vĩ xuyên qua, thân thể Bạch Linh hung hăng bị đập xuống, sau đó thân thể dưới sóng gợn không gian lập tức biến mất. Tàn ảnh. Sắc mặt thiên độc yêu long đại biến, nó có cảm giác không tốt, bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Bạch quang chợt lóe, một chiếc đuôi màu trắng đánh xuống mang theo kình khí kinh khủng rít lên trong không gian, đủ để xuyên thủng mọi chướng ngại vật. Trên cái đuôi màu trắng này mang theo thanh âm trầm thấp, bạo liệt lập tức đánh vào trên trán thiên độc yêu long. Ngao! Trên trán truyền đến sự đau đớn khiến cho thiên độc yêu long không nhịn được mà gào lên một tiếng thảm thiết. Thân thể to lớn lập tức chui xuống đáy biển. Siêu! Nghịch lân yêu bằng nhanh chóng đuổi tới, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa ở đây, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào bốn phía, hai bên có một hải đảo vô cùng lớn, chính là nơi thiên độc yêu long đột phá lần trước. Thiên độc yêu long biến mất, có lẽ đây là xào huyệt của thiên độc yêu long. Bạch Linh khẽ nói, chúng ta đuổi theo. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Trong đáy biển phía dưới có một mảnh san hô và đá ngầm lớn, vô số thực vật bảy màu tỏa ra quang mang chói mắt. Lục Lâm Thiên và Bạch Linh, Tiểu Long đuổi tới đáy biển. Cảm nhận khí tức của thiên độc yêu long rồi đuổi tới đây. Ồ, nơi này thật xinh đẹp. Lục Tâm Đồng kinh ngạc khẽ thốt lên. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái hang lớn. Dường như là một dải đá ngầm vô cùng khổng lồ, diện tích to lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối. San hô và những thực vật khác tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong đáy biển khiến cho đáy biển tràn ngập lưu quang bảy màu. Chung quanh cái hang lớn này có không ít khí tức yêu thú xuất hiện. Đây chính là xào huyệt của thiên độc yêu long. Bạch Linh nói. Chúng ta đi vào. Lục Lâm Thiên nói, một đường dọc theo khí tức đuổi tới, xem ra thiên độc yêu long đã chạy về xào huyệt. Vượt qua đám san hô và dải đá ngầm, Lục Lâm Thiên tiến vào trong hang động. Bên trong hang động vô cùng rộng rãi, cao chừng 3-40 thước, hai bên hang động có vô số hốc nhỏ, bên trong động cũng tràn ngập lưu quang chói mắt. Không ngờ còn có dược liệu. Trong sơn động rộng rãi, Lục Lâm Thiên phát hiện ra không ít dược liệu. Thứ dược liệu này đều ở dưới nước thế nhưng cũng chưa trưởng thành, tràn ngập dược vị nhàn nhạt, cách thành thục còn một đoạn thời gian. Xào huyệt của thiên độc yêu long này quả thực không tồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Giống. Trong hang động rộng rãi lúc này có vô số tiếng gầm gừ vang lên, tức thì có không ít yêu thú nhảy ra. Đều là yêu thú ngũ giai, tứ giai. Yêu thú ngũ giai hơi ít hơn chút so với tứ giai. Cút ngay. Tiểu Long quát lên một tiếng, khí tức quanh người tản ra. Rát rát, giống. Thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ còn có phi thiên ngô công lúc này đều tỏa ra khí tức của mình. Siêu siêu. Không ít yêu thú trong hang động lập tức run rẩy, dáng dấp dữ tợn thu liếm lại, cả đám tự động trở về trong hang động, không dám ngăn cản. Hừ, Tiểu Long hừ lớn một tiếng, cũng không đặt những yêu thú ngũ giai này vào trong mắt. Mọi người tiếp tục đi vào phía trong. Sau một lát,
đi qua hang động rộng rãi uốn lượn thì một thế giới vô cùng rộng rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Nơi này vô cùng rộng rãi, quang mang tràn ngập, có không ít thực vật ở bên trong. Dược vị thật mạnh, dường như lại mang theo khí tức kỳ dị. Lục Lâm Thiên hít một hơi rồi nói, trong sơn động rộng rãi này ngoại trừ khí tức của thiên độc yêu long ra dường như còn có một cỗ dược hương không kém. Ca ca, nơi này có dược liệu kịch độc. Cảm ứng của Lục Tâm Đồng đối với độc vật vô cùng mạnh, nàng nhanh chóng nói. Dược liệu kịch độc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong động phủ của yêu thú kịch độc thường sẽ có chút dược liệu kịch độc cũng là chuyện không có gì kỳ quái. Giống như không ít linh thú và yêu thú trong động phủ thường thường cũng có chút dược liệu xa xỉ. Chết tiệt, các ngươi chọc giận ta, bản vương cùng các ngươi liều mạng. Một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Lập tức thân thể to lớn của thiên độc yêu long từ trong sơn động rộng rãi đi ra. Toàn thân có không ít vết máu, lân phiến trên người bị đánh xuống khá nhiều. Có vẻ vô cùng uể oải. Thiên độc yêu long bị người đuổi tới tận nhà cho nên lúc này vô cùng nổi giận, tới lúc này nó đã không còn đường lui nữa. Thiên độc yêu long, ngươi dựa vào cái gì mà liều mạng với ta? Cho dù ngươi có dùng linh hồn xuất khiếu thì khả năng chạy khỏi tay ta cũng chỉ có hơn hai thành. Coi như là vạn nhất ngươi đào tẩu được, thực lực của ngươi cũng tổn hại nhiều. Hơn nữa trong vụ tinh hải này ngươi cũng không tìm đâu ra được long tộc khác mà đoạt xá. Cho nên ngươi sẽ chết. Bạch Linh nhìn thiên độc yêu long rồi nói tiếp. Hay là ngươi muốn tự bạo yêu đan, nhưng mà dù ngươi lựa chọn tự bạo yêu đan cũng không làm gì được ta. Vì vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi liều mạng với ta? Thiên độc yêu long nói không ra lời, dường như tất cả lời nói của Bạch Linh đều đúng. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng vô cùng rõ ràng, dọc theo đường đi Bạch Linh không xuất thủ toàn lực thì sợ rằng thiên độc yêu long sẽ dùng linh hồn xuất khiếu và tự bạo yêu đan. Nếu như thiên độc yêu long làm ra lựa chọn như vậy thì hắn đã không thể lấy máu của nó được nữa. Tự bạo và linh hồn xuất khiếu, trong nhân loại thì vũ giả và linh giả sau khi đạt tới vũ vương và linh vương là có thể làm được. Đây là hai thủ đoạn cực đoan nhất không ai muốn lựa chọn. Linh hồn xuất khiếu. Lục Lâm Thiên đã tự mình chứng kiến qua. Linh hồn thoát khỏi cơ thể, chỉ cần đoạt xá được là có thể sống lại, thế nhưng thực lực sẽ hao tổn nhiều, tìm không được thân thể thích hợp để đoạt xá thì linh hồn sẽ tiêu tán. Mà tự bạo là thuần túy là một phương thức kéo theo người đệm lưng mà thôi. Tự bạo chắc chắn sẽ phải chết, khi đó tụ tập và tiêu hao năng lượng trong cơ thể để tự bạo tạo thành lực lượng kinh khủng đánh chết hoặc là làm đối thủ bị thương nặng, thế nhưng tự bạo này cũng tương đương với tự sát. Vì vậy mà uy lực lại vô cùng lớn. Mượn một vũ vương nhất trọng mà nói, uy lực tự bạo, một kích kia chỉ sợ cũng đủ để đánh chết người có tu vi đồng cấp, làm bị thương nặng vũ vương nhị trọng. Các ngươi muốn thế nào? Ta đã nói qua ta không làm khó dễ các ngươi nữa, các ngươi có thể đi. Thiên độc yêu long nói. Ta nói rồi, ta muốn một bình máu của ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Vọng tưởng, máu huyết của long tộc ta sao có khả năng cho ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Thiên độc yêu long cả giận nói, thân là một thành viên trong long tộc cũng đủ để nó cảm thấy tự hào. Ngươi cũng coi như thuộc long tộc, nhưng là một con dao long lai tạp mà thôi, sợ là long tộc sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi đâu. Ánh mắt xinh đẹp của Bạch Linh mang theo lãnh ý quét qua. Ngươi! Thiên độc yêu long nhìn Bạch Linh với vẻ phẫn nộ, bộ dạng lại càng dữ tợn hơn nữa, hai mắt tức giận trừng to rồi đột nhiên gào lên một tiếng giận dữ. Ngao! Sau khi tức giận gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long vặn vẹo, trên cái đầu khổng lồ lúc này, cái sừng rồng màu đen phát ra hắc mang tràn ngập, giống như đang thôn phệ năng lượng thiên địa bên trong thủy vực, nháy mắt trong miệng nó đã ngưng tụ một cỗ khói độc cực lớn, khắp nơi trong thủy vực cũng lập tức xuất hiện ba động kịch liệt, sau đó liền bị nhiễm màu đen. Tên gia hỏa này muốn liều mạng. Tiểu long gầm lên một tiếng, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói. Ta sẽ không sợ con sâu độc nhỏ như ngươi đâu. Ngao! Tiểu long rít lên một tiếng, cũng ngay lúc đó, thân hình nháy mắt hóa thành kích cỡ lớn nhất, trên cái đầu dữ tợn khổng lồ, con mắt thứ ba ở mi tâm đột nhiên mở ra, một mảnh hào quang chướng mắt nháy mắt đã bao phủ bên trên đám khói độc. Ngao! Sao ngươi có thể có khí của linh hoàng chứ? Lúc này đây, thân thể của thiên độc yêu long nháy mắt cũng run lên. Cực kỳ khiếp sợ trước hào quang chướng mắt do con mắt thứ ba của tiểu long bắn ra, tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa của cái sừng trên đầu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Tiểu long, ta tới giúp ngươi. Vào đúng lúc này,
Lục Tâm Đồng cũng kêu lên một tiếng. Lục Thiểu Du vốn đang muốn giữ chặt Lục Tâm Đồng, mặc dù con thiên độc yêu long này bị thương không nhẹ, nhưng nó tuyệt đối không phải thứ mà Lục Thiểu Du có thể đối phó vào lúc này. Khi Lục Thiểu Du nhìn thấy thủ ấn quỷ dị do Lục Tâm Đồng đánh ra thì cũng không nhịn được mà khẽ giật mình. Xích Kim Độc Chu, đi! Đúng lúc này, quanh thân của Lục Thiểu Du đột nhiên bị một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bao vây, khí tức này khiến cho lòng người sợ hãi. Cũng ngay lúc đó, chỉ thấy Lục Tâm Đồng ngẩng đầu dậy, trong mi tâm bắn ra một đạo hào quang màu vàng dữ dội. Chi chi! Một tiếng kêu xuyên xấu sóng nước nháy mắt truyền ra, đúng lúc này, Lục Thiểu Du nhìn thấy cỗ quang mang màu vàng này nháy mắt hóa thành một con quái vật hư ảo khổng lồ. Đây là một con nhện khổng lồ màu vàng kim, toàn thân và các chân của nó đang chậm rãi quơ lên dương nanh múa vuốt, răng trong miệng bén nhọn như răng nhanh, phía trên tỏa ra từng sợi khói độc lan tỏa. Con nhện màu vàng này toàn thân đều được bao phủ bên trong lớp giáp xác màu xích hồng thật dày, tản ra từng sợi lưu quang, một cỗ khí tức khiến người khác tim đập thật nhanh nháy mắt tản ra. Khí tức này quỷ dị tới mức khiến cho ngay cả Bạch Linh cũng phải đổi sắc. Theo sự xuất hiện của con nhện màu xích kim này, đám Nghịch Lân Yêu Bằng, Phi Thiên Ngô Công, Thái Âm Yêu Thỏ không tránh khỏi toàn thân run rẩy. Xung quanh của Xích Kim Độc Chu, cả thủy vực sóng nước cuồn cuộn, uy áp cực lớn, khiến cho Thiên Độc Yêu Long đang bận đối phó với Tiểu Long lại bị áp chế lần nữa. Thú hồn uy áp của yêu thú bát giai. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thú hồn của con Xích Kim Độc Chu này đúng là quá khủng bố, mặc dù chỉ là một đạo thú hồn, và Lục Tâm Đồng cũng không thể nào thúc giục được toàn bộ thực lực của nó, nhưng uy áp của bát giai yêu thú trên người nó, cộng thêm huyết mạch cao đẳng của nó khi còn sống, nên vẫn tồn tại thú uy. Thú hồn bát giai. Hai con mắt cực lớn của Thiên Độc Yêu Long nhìn vào đạo thú ảnh hư ảo khổng lồ ở phía trước liền cảm thấy kinh hãi lần nữa, có vẻ như nó cũng rất kiêng kỵ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cái nhìn kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, trên người Xích Kim Độc Chu đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ đậm tuôn trào ra từ bên trong cơ thể một cách dữ dội, thân thể khổng lồ dữ tợn di chuyển nhanh như chớp, chỉ nháy mắt, đã đan ra một cái mạng nhện màu đỏ ước chừng cũng phải lớn hơn ngàn thước, thú hồn chi lực mênh mông cuồn cuộn trào ra, khiến cho linh hồn của kẻ khác cũng cảm thấy đau đớn. Vèo! Cái lưới khổng lồ màu đỏ này mang theo lực lượng thú hồn bàng bạc lập tức gào thét hạ xuống. Sau đó liền bao trùm cả cơ thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long ở bên trong. Cái lưới khổng lồ màu đỏ này hạ xuống, vừa mới chạm vào cơ thể của Thiên Độc Yêu Long thì chính là trực tiếp xuyên qua cự lãng mà bao trùm lấy nó. Linh hồn lực bàng bạc, có thể không thèm đếm xỉa tới sự cường hãn của thân thể Thiên Độc Yêu Long, trực tiếp nhắm vào và áp chế linh hồn của Thiên Độc Yêu Long. Loại áp chế này, làm cho Thiên Độc Yêu Long lập tức hoảng loạn lên mà gầm thét giãy giụa cơ thể. Nhưng cũng không cách nào dễ thoát ra khỏi cái lưới khổng lồ này, dưới công kích linh hồn của cái võng này, tựa như có một cái bóng vô hình trực tiếp áp chế ngay trên người của nó, cộng thêm hào quang do con mắt thứ ba của Tiểu Long lúc này, khiến cho tốc độ và lực lượng của Thiên Độc Yêu Long giảm dần đi không ít. Ngao! Thiên Độc Yêu Long triệt để nổi giận, cái đầu khổng lồ đầy dữ tợn dễ thoát ra khỏi màn quang mang do con mắt thứ ba của Tiểu Long phát ra. Cỗ khói độc trong miệng mà nó đã thôn phệ rồi ngưng tụ ban nãy cũng lập tức tuôn ra dữ dội. Trong đám sương mù độc này mang theo năng lượng khủng bố, trực tiếp chấn khai sóng nước chung quanh, trong nháy mắt tiếp theo nó liền nện thật mạnh lên cái lưới màu đỏ của Xích Kim Độc Chu với tốc độ cực nhanh. Suy, cái lưới lớn màu đỏ khổng lồ này giống như bị ăn mòn vậy, áp lực bắt đầu buông lỏng, lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn của Lục Tâm Đồng cũng lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy cả kinh, thực lực của cả Tiểu Long và Lục Tâm Đồng lúc này đều không tệ, nhưng so với Thiên Độc Yêu Long thì lại hoàn toàn khác. Nếu là yêu thú lục giai bình thường thì dưới sự liên thủ của Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, e là đã sớm mất mạng rồi, nhưng tu vi của Thiên Độc Yêu Long lại là thất giai, không phải lục giai có thể so sánh nổi. Tạp Giao Long, nằm xuống cho ta. Một tiếng quát vang vọng, trong từng tầng sóng nước cuồn cuộn lưu lại một đạo tàn ảnh màu trắng. Trong nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp xuất hiện phía trên cái đầu khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long, thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống, sau đó một đạo bạch mang lóe lên, một đạo quyền ấn hung hăng nện thẳng lên cái đầu dữ tợn khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long. Ầm ầm, quyền ấn không lớn, so với cái đầu dữ tợn khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long thì nhỏ đến không đáng kể, cái chính là cỗ lực trùng kích cỡ này thì lại hung hăng đến mức trực tiếp nện cho cái đầu của Thiên Độc Yêu Long ngã vật xuống. Phụt, lãnh một quyền này, trong miệng của Thiên Độc Yêu Long liền phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng liên tục kêu rên thảm thiết.
Ngao. Thiên độc yêu long giãy giụa kịch liệt, thân thể cao lớn bộc phát ra lực lượng khủng bố khó mà tin nổi, sóng nước bị giãy văng tung tóe, cái động to lớn phía sau cũng bị thân thể to lớn của nó giãy giụa mà trực tiếp đánh nát một nửa, dưới đáy biển lập tức vang lên tiếng nổ liên miên không dứt tựa như thủy lôi. Còn không chịu dừng. Bạch Linh quát một tiếng, lại nện thêm một đạo quyền ấn thật mạnh lên đầu của thiên độc yêu long, lực trùng kích cực mạnh làm cho thiên độc yêu long vừa mới ngóc đầu lên lại thêm lần nữa bị rộng đầu thật mạnh xuống một mảnh san hô, khiến cho cụm san hô khổng lồ kia cũng trực tiếp bị nứt ra rồi vỡ vụn. Phụt! Thiên độc yêu long lại phun thêm một búng máu nữa, lực công kích của Bạch Linh lúc này cũng không phải thứ hắn có thể chống lại, huống hồ gì lại là đập ngay trên đầu, bất quá có thể chống đỡ được hai quyền của Bạch Linh nện lên đầu hắn. Cũng đủ để chứng minh lực phòng ngự khủng bố của thiên độc yêu long. Nhìn thấy thiên độc yêu long phun ra mấy ngụm máu, Lục Lâm Thiên cũng cười khổ, đống máu này phun ra ở dưới nước, căn bản không kịp thu thập đã lập tức tan vào trong nước rồi, phun ra nhiều máu tươi tới cỡ này, nhưng mình lại không thể nào thu thập được, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Chết tiệt, ta liều mạng với các ngươi. Thiên độc yêu long tức giận gầm lên một tiếng dữ tợn, đây là sự vũ nhục đối với nó. Trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng và tức giận, không ngờ sau khi đột phá tới thất giai, lại rơi vào hoàn cảnh chật vật và bất lực tới mức này, nó đã hối hận vì lỡ trêu chọc đám người này rồi, lại càng thêm kinh ngạc vì chỉ trong một tháng mà thực lực của bọn họ cư nhiên lại có thể gia tăng nhiều như vậy. Suy suy, phía trên đám vảy rồng bị tổn hại quanh thân của thiên độc yêu long, có từng cỗ hắc mang chói mắt bắn ra, một cỗ khí tức khủng bố quỷ dị bắt đầu tản ra. Bộ dạng của thiên độc yêu long lúc này lại càng thêm dữ tợn. Dù có muốn bạo thể đi nữa thì ngươi cũng không thể đả thương ta được. Bạch Linh quát một tiếng, con thiên độc yêu long này cư nhiên muốn bạo thể, trong tay lại định nện xuống thêm một đạo quyền ấn nữa. Bạch Linh, tha cho độc long huynh đi. Thanh âm của Lục Lâm Thiên lập tức truyền tới. Vừa nghe Lục Lâm Thiên nói vậy thì Bạch Linh lập tức thu tay lại. Lúc này thì khí thế quỷ dị do thiên độc yêu long phát ra cũng bắt đầu ngừng kéo lên rồi, trong con mắt to như cái chuông đồng kia mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Độc Long huynh, người vừa mới đột phá thất giai, có thể xưng vương trong vụ tinh hải này, ngàn vạn yêu thú đều nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi thật sự cam lòng tự bạo hay sao? Nếu vậy thì đúng là không đáng chút nào, ngươi đã có thể đột phá đến thất giai, sợ là cũng chẳng dễ dàng gì. Lục Lâm Thiên nhìn vào đôi mắt khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói. Là các ngươi ép ta. Thiên độc yêu long nhìn Lục Lâm Thiên, ngữ khí nói chuyện cũng đã ôn hòa đi một ít, vẫn cứ nghi hoặc mà nhìn Lục Lâm Thiên, dường như có vẻ vô cùng nghi hoặc đối với thái độ có chút biến hóa của nhân loại đang đứng trước mắt. Độc Long huynh, chúng ta sao có thể ép ngươi được, rõ ràng là lúc đầu ngươi không chịu buông tha cho chúng ta. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt của thiên độc yêu long đầy vẻ sững sờ, không còn gì để nói, lúc đầu đúng là do hắn đuổi giết đám nhân loại và yêu thú này. Lại nói, hiện tại ta chỉ muốn mượn một thùng máu của độc long huynh mà thôi, vừa rồi số máu ngươi chảy chắc cũng phải 10 thùng, chẳng lẽ vì một vài thùng máu này, vì một chuyện chẳng hề gây hại gì tới ngươi, nhưng lại muốn mất cả mạng sống sao, đây cũng không phải cách làm thông minh. Lục Lâm Thiên nói, máu của long tộc chúng ta chính là niềm kiêu ngạo của ta. Sao có thể tùy tiện cho kẻ khác? Thiên độc yêu long nói, nhưng rõ ràng là khẩu khí đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Ta biết rõ máu của long tộc cực kỳ tôn quý, độc long huynh, nhưng cho ta một thùng máu cũng chẳng ảnh hưởng tới toàn cục. Không lẽ ngươi thật sự muốn mất mạng hay sao? Ngươi cân nhắc thử đi, cho dù ngươi có tự bạo đi nữa, tới lúc đó ta cùng lắm chỉ cần ở hải vực này để tinh luyện ra máu của ngươi là được rồi, chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi, ngươi tự chọn lựa đi. Ngữ khí của Lục Lâm Thiên bắt đầu trầm xuống, ánh mắt hờ hững mang theo chút lãnh ý liếc qua thiên độc yêu long. Thân thể của thiên độc yêu long xoay quanh bên trên đảo san hô lúc này chỉ còn lại phế tích, bắt đầu cảm thấy do dự, vì một thùng máu mà mất mạng, càng nghĩ thì càng cảm thấy không đáng chút nào. Được rồi, ta có thể cho ngươi một thùng máu. Thiên độc yêu long thỏa hiệp, trước thực lực tuyệt đối và cái chết, nếu được lựa chọn thì hắn chọn mất máu. Nghe thấy thiên độc yêu long chịu thỏa hiệp, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lóe lên, lập tức trở về bên người Lục Thiếu Du. Lão đại, tha cho con trùng nhỏ này như vậy thì quá tiện nghi cho nó rồi. Tiểu Long nhớ lại mối thù bị đuổi giết, lúc này cơn giận vẫn còn chưa tiêu. Nhóc con, ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại có khí của Linh Hoàng? Thiên độc yêu Long nhìn Tiểu Long, không hề tức giận đối với những lời Tiểu Long nói,
ngược lại còn mang chút nghi hoặc mà hỏi Tiểu Long. Ta là linh thú, đương nhiên có khí của linh hoàng. Tiểu Long nói, nhưng trên người ngươi còn có khí của yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi là... Thiên độc yêu long dường như đã đoán ra được điều gì, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Hừ, thì đã sao? Tiểu Long có vẻ như đã thừa nhận, mắt nhỏ trừng to, nhưng thần sắc cũng có chút hoảng hốt, giống như đang nghĩ gì đó. Hóa ra ngươi cũng giống như ta, ta sẽ không so đo với ngươi, ngươi đi ra ngoài hẳn sẽ bị trong tộc đuổi giết, hay là ngươi cứ ở lại trong vụ tinh hải, ta sẽ tặng vị trí yêu vương lại cho ngươi có được hay không? Thiên độc yêu long nhìn Tiểu Long nói. Những lời của Thiên độc yêu long nói ra cũng khiến cho Lục Thiếu Du trợn mắt há mồm, Thiên độc yêu long này cư nhiên lại hào phóng như vậy, cam lòng tặng lại vị trí yêu thương cho người khác. Hừ, ngươi đừng có mơ. Tiểu Long hừ một tiếng, nói. Xem ra là do ngươi không dám ra ngoài mà thôi, nhưng ta thì không sợ, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về. Thực lực ở trong tộc quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ đâu, ngươi vẫn còn quá yếu. Thiên độc yêu long nói với Tiểu Long. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, ta sẽ không trốn vào một góc như vậy đâu, đúng là chẳng có chút tiền đồ. Tiểu Long trừng mắt nhìn Thiên độc yêu long rồi nói. Ai nói hả, ta cũng muốn trở về, chỉ là trong tộc sẽ không tha cho chúng ta, trở về căn bản cũng vô dụng, chỉ có bị vũ nhục mà thôi. Thiên độc yêu long trầm giọng nói, thần sắc rất uể oải, giống như nghĩ tới chuyện gì đó không muốn nhớ tới vậy. Ngươi chính là không có can đảm, uổng cho ngươi còn là một thành viên của Long tộc. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Ai nói ta không có can đảm hả, bất quá là hiện tại ta có muốn đi ra ngoài cũng không được mà thôi, ta đột phá thất giai, cho dù có ngọc giản thông quan của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng vô dụng mà thôi, yêu thú thất giai không cách nào ra vào trong vụ tinh hải được. Thiên độc yêu Long nói. Nếu ngươi thật sự muốn đi ra ngoài thì có thể cầu xin lão đại của ta. Lão đại của ta tự nhiên có cách có thể mang ngươi ra ngoài. Tiểu Long nói. Ánh mắt của Thiên độc yêu Long lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, sau đó lại nhìn sang Bạch Linh, yêu thú thất giai của đối phương có thể vào đây được, đương nhiên là có cách có thể đi ra ngoài được rồi. Ánh mắt đảo một vòng, sau khi do dự một chút thì nói. Ta không ra đâu, ta ở trong này đang yên đang lành, ra ngoài làm cái gì chứ? Nghe thấy đoạn đối thoại của Thiên độc yêu Long và Tiểu Long, ánh mắt của Lục Thiếu Du liền biến hóa, xem ra tên Thiên độc yêu long này dường như biết rõ thân phận của Tiểu Long, mà Tiểu Long sau lần đột phá này, dường như đã biết được không ít tin tức về thân thế của mình. Ánh mắt lóe lên, Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười, nói. Độc Long huynh, ngươi bây giờ là thất giai rồi, trong vụ tinh hải này, thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất nhỉ? Đương nhiên rồi, trước kia còn có vài kẻ có thực lực không kém ta là mấy. Bất quá bọn họ liên thủ với nhau thì ta không làm được gì, nhưng bây giờ thì bọn họ cũng không phải đối thủ của ta nữa. Thiên độc yêu long nói mang theo vẻ đắc ý, nhưng nghĩ tới những vết thương chồng chất trên người mình bây giờ, cảm giác đắc ý của hắn lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Thì đương nhiên rồi, thực lực của ngươi bây giờ đã là mạnh nhất ở nơi này rồi, ngươi ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa, không bằng theo ta đi ra ngoài đi, bên ngoài rộng lớn hơn trong này rất nhiều, cũng náo nhiệt hơn hẳn nơi đây. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để tạo một thân thanh danh ở bên ngoài, cần gì ở lại bên trong vụ tinh hải này làm gì? Lục Thiếu Du nói. Cái này. Thiên độc yêu long đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du, dường như cũng cảm thấy hơi hứng thú, nhưng ánh mắt lập tức lóe lên, nói. Cường giả nhân loại vô số, ta cũng không muốn ra ngoài, thôi đi vậy, ta ở trong này cũng được rồi. Thiên độc yêu long, ta với ngươi bàn điều kiện đi. Lúc này đôi mắt to trong veo như nước của Lục Tâm Đồng chớp chớp, nhìn Thiên độc yêu long rồi nói, chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt, thú hồn của con xích kim độc chu kia đã về lại trong mi tâm, có vẻ là vì thúc dục xích kim độc chu tiêu hao quá nhiều, nên cả người trông có chút uể oải. Điều kiện gì? Đối với điều kiện mà Lục Tâm Đồng nói, có vẻ như Thiên độc yêu long còn cảm thấy có hứng thú hơn cả thứ mà Tiểu Long và Lục Lâm Thiên nói nãy giờ. Ngươi muốn bắt ta là bởi vì tinh huyết tiên thiên độc thể của ta có tác dụng cực lớn đối với việc giúp ngươi đột phá tu vi bát giai, bằng không cơ hội đột phá tới bát giai của ngươi sẽ rất nhỏ, điều kiện của ta chính là ngươi phải đi theo bên người của ca ca ta cho đến lúc đột phá bát giai, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đột phá. Lục Tâm Đồng nhìn Thiên độc yêu long nói. Cái này, Thiên độc yêu long lập tức trở nên do dự, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu trùng tử,
đi theo bên người lão đại là tiện nghi cho ngươi rồi, nếu như ngươi không đồng ý thì ta sẽ nói Bạch Linh tỷ rút long gân của ngươi ngay lập tức. Tiểu Long mở to mắt hăm dọa. Độc Long huynh, ngươi đường đường là một yêu thú thất giai của long tộc, ở lại trong vụ tinh hải này để làm gì chứ? Đi ra bên ngoài lập một phen thanh danh đương nhiên sẽ oai hơn là ở lại vụ tinh hải này rồi. Lục Lâm Thiên nhìn thần sắc của Thiên Độc Yêu Long, vội nói ngay. Đối với con Thiên Độc Yêu Long này, mới đầu Lục Lâm Thiên chỉ nghĩ, nếu như bên cạnh mình có thêm một yêu thú thất giai thì quá cường hãn rồi, nhưng đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thực lực của mình mà muốn khống chế được yêu thú thất giai thì rõ ràng là chuyện không thể nào rồi, lấy tu vi nhất trọng linh suất của mình hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí được huyết hồn ấn bên trong cơ thể của yêu thú vừa mới đột phá tu vi lục giai trung kỳ mà thôi, đó cũng là cực hạn rồi, nhưng cũng phải có người giúp mới được. Nếu muốn bố trí huyết hồn ấn trên người của con Thiên Độc Yêu Long này thì đúng là người si nói mộng, cho dù có Bạch Linh ở bên cạnh giúp đỡ cũng không được, linh hồn của Thiên Độc Yêu Long thất giai, chính mình căn bản không thể đối phó được, muốn bố trí được huyết hồn ấn cũng không thể nào làm được. Bạch Linh đúng thật là có thể giết chết Thiên Độc Yêu Long, nhưng còn muốn thu phục thì lại khác nữa, thu phục và giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ thực lực của Bạch Linh có thể cưỡng chế uy hiếp cho Thiên Độc Yêu Long thần phục. Nhưng loại thần phục này, chỉ sợ là bất kỳ yêu thú nào cũng sẽ có oán hận, đến một thời điểm nhất định thì ai biết nó có phản kích lại hay làm ra chuyện gì để trả thù hay không, cho nên loại cưỡng chế này dù có thu phục được thì cũng không an toàn, có khi lại thành một tai họa ngầm nữa. Muốn thu phục khiến yêu thú ở lại bên cạnh mình, Lục Lâm Thiên chỉ dám dùng hai cách, một là giống như Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch vậy, sau khi bố trí huyết hồn ấn xong thì sẽ thần phục tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Còn một loại khác, chính là tự nguyện thần phục, như Nghịch Lân Yêu Bằng và Tiểu Long đã thần phục vậy, hoặc là Bạch Linh đi theo bên cạnh mình trong thời gian 5 năm vậy. Cái này không thể gọi là thần phục, mà gọi là trao đổi có điều kiện. Trí tuệ của yêu thú so với nhân loại bình thường thì không thể nào gian xảo như nhân loại được, chuyện chúng đã hứa rồi thì sẽ không đổi ý. Lúc này Lâm Thiên nghe Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nói thì hắn mới cảm thấy, Thiên Độc Yêu Long này đúng là rất có khả năng sẽ đi theo mình ra ngoài. Đừng nói là thu phục, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh mình một thời gian ngắn là đủ rồi, thực lực của mình dù gì cũng sẽ mạnh hơn nữa mà. Thiên Độc Yêu Long, ngươi còn do dự cái gì nữa, lại ngứa ra à? Ánh mắt của Bạch Linh đảo qua Lục Lâm Thiên, mắt đẹp trừng to, nhìn chăm chằm về phía Thiên Độc Yêu Long, khí tức xung quanh bắt đầu run run. Ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Bạch Linh, sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Các ngươi thật sự có thể đưa ta ra ngoài sao? Độc Long huynh, mang huynh ra ngoài đương nhiên không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói, nhịn nỗi vui mừng trong lòng xuống, xem ra bên cạnh mình lại có thêm một yêu thú thất giai rồi, tương đương với cường giả Vũ Vương, thực lực của con Thiên Độc Yêu Long này chỉ sợ là còn phải cao hơn cả Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nữa. Tiểu cô nương, lời ngươi nói có thật không? Thiên Độc Yêu Long hỏi Lục Tâm Đồng. Đương nhiên là thật. Tới lúc đó ta sẽ cho ngươi tinh huyết của ta, đối với ta cũng chẳng có trở ngại gì. Lục Tâm Đồng chớp mắt to nói. Được rồi, ta sẽ đi cùng với các ngươi, bất quá ta phải nói trước, ta chỉ đi theo bên cạnh các ngươi thôi, các ngươi cũng không thể sai khiến ta làm gì, trừ những lúc các ngươi gặp nguy hiểm ra. Thiên Độc Yêu Long nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên lập tức đáp ứng, có thể để Thiên Độc Yêu Long đi theo bên cạnh là đủ rồi. Về phần những chuyện khác thì dễ xử lý rồi. Trời ạ, nhiều mã tiền tử như vậy. Một lát sau, trong động phủ của Thiên Độc Yêu Long, Lục Lâm Thiên mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc nhìn mớ đồ bên trong. Trong động phủ của Thiên Độc Yêu Long lúc này có không ít dược liệu kịch độc sinh trưởng, độc khí kịch độc nồng đậm tràn ngập cả động phủ, ngửi thôi cũng đã cảm thấy không khỏe rồi. Trong một đống dược liệu này, có vài gốc dược liệu màu xanh đen cao chừng nửa người, lá hình như quả trứng, đầu lá hơi nhọn. Chỉ toàn một màu xanh đen sáng bóng, mang theo chút lông nhung màu xám bạc, xung quanh nó có một cỗ khí tức lan ra. Lúc nhìn thấy thứ ấy, Lục Lâm Thiên cũng lập tức nhớ tới vật cần thiết để Đông Lão đột phá, đây chính là mã tiễn tử, cây mã tiễn tử này cao cỡ nửa người, sợ là cũng phải sống hơn ngàn năm rồi ấy chứ. Ca ca, đây là mã tiễn tử, là thuốc dẫn mà sư phụ cần. Lục Tâm Đồng cũng lập tức phát hiện ra vài gốc mã tiễn tử này, độc vụ này bao phủ cả động phủ. Lục Lâm Thiên và đám yêu thú có chút khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói thì không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn có cảm giác tinh thần cực kỳ sảng khoái nữa.
Các ngươi cần mã tiễn tử này sao? Trước kia ở đây có hơn cả ngàn cây, bị ta ăn mãi còn có bấy nhiêu đó. Thiên độc yêu long nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng thì cảm thấy rất là khó hiểu. Độc Long huynh, mã tiễn tử này đã có bao lâu rồi? Lục Lâm Thiên hỏi. Không rõ nữa, phỏng chừng cũng hơn cả ngàn năm rồi, ta đến Vụ Tinh Hải cũng phải sắp 200 năm rồi, lúc trước ở đây có một con lam tinh độc trương khác, khi đó đám mã tiễn tử này đã có rồi, ta thấy động phủ này không tệ cho nên mới chuyển đến đây. Thiên yêu Độc Long nói. Nhìn đống mã tiễn tử đó, trong lòng Lục Lâm Thiên liền cảm thấy vui vẻ, nhìn tuổi của đám mã tiễn tử này, cũng phải hơn 500 năm rồi, Đông Lão bây giờ đang ở ngưỡng đột phá, xem ra không bao lâu nữa, trong Phi Linh Môn sẽ có thêm một vị cường giả linh vương nữa. Ngay lúc Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu hồi vài gốc mã tiễn tử, thân ảnh nho nhỏ của Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng thu thập tất cả các độc dược khác vào bên trong chữ vật giới chỉ của mình, đối với nàng mà nói thì những thứ này đều là bảo vật. Ai? Sắp đi rồi, đúng là có chút không nỡ rời đi. Thiên độc yêu long nhìn động phủ của mình rồi nói. Độc Long huynh, không phải ngươi tính cứ như vậy mà theo chúng ta ra ngoài đấy chứ. Lục Lâm Thiên nhìn bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói. Suy, thiên độc yêu long nghe vậy, trên người lập tức lóe lên một đạo lưu quang, thân thể cao lớn lập tức thu hồi, chỉ nháy mắt, thân thể cao lớn đã hóa thành một đạo thân ảnh hùng tráng. Thân ảnh ấy cũng to lớn như hoa mãn lâu vậy, toàn thân tản ra một cỗ khí phách, một thân hắc y, mày rậm mắt to, trong vô hình lại tỏa ra một cỗ khí thế áp người, đặc biệt là một đống râu ria dưới cằm kia, chính là do râu rồng biến thành, trên chòm râu này cũng tản ra một cỗ khí tức khổng lồ, khiến cho yêu thú bình thường mà cảm giác được thì toàn thân cũng phải phát run lên. Đột phá thất giai xong thì ta đã có thể hóa hình rồi. Đối với hình dạng của mình hiện tại, thiên độc yêu long có vẻ rất hài lòng. Lập tức tự mình thưởng thức, xoay quanh một vòng. Chúc mừng Độc Long huynh thuận lợi đột phá thất giai. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, từ nay về sau thực lực của phe mình lại mạnh hơn không ít, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lại chuyển về phía Lục Tâm Đồng, biết rõ hôm nay Thiên Độc Yêu Long đồng ý đi cùng với mình, có một phần công lao rất lớn của Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to với Lục Lâm Thiên, cười tinh nghịch, sau đó lập tức nhét một viên đan dược vào trong miệng, thúc giục thú hồn của Xích Kim Độc Chu. Tiêu hao quá lớn đối với nàng, bất quá đối với thực lực của Xích Kim Độc Chu của mình, trong lòng nàng lại hiểu thêm được rất nhiều. Đột phá thất giai, vài trăm năm. Thiên Độc Yêu Long nói. Độc Long huynh, những yêu vương khác ở đây ngươi có biết rõ hay không, cách nhau có xa hay không? Lục Lâm Thiên chuyển tầm mắt, nhìn Thiên Độc Yêu Long hỏi. Trong Vụ Tinh Hải có hơn 10 vị yêu vương, có vài kẻ có thủ oán với ta, mấy kẻ ở xung quanh đây cũng không xa lắm. Cũng đều có thủ oán với ta cả, vốn ta định sau khi đột phá sẽ tới đó báo thù, nhưng hiện tại chúng ta ra ngoài trước đi đã, bằng không đợi Vụ Tinh Hải đóng cửa thì phải đợi 30 năm nữa nó mới mở ra. Thiên Độc Yêu Long nói, không vội không vội, Độc Long huynh, chúng ta đi báo thù cho ngươi trước đã, cũng không mất bao lâu, vẫn đủ thời gian để ra ngoài mà. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, một tia sáng khác thường lóe lên trong đáy mắt. Xem ra mấy tên yêu vương khác cũng không có thù hằn quá lớn với thiên độc yêu long bằng không trước khi ra ngoài thiên độc yêu long cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vậy cũng được, sẵn tiện báo thù cũng chẳng trễ nãi gì. Thiên độc yêu long nói. Đúng rồi Độc Long huynh, mấy tên thủ hạ lục giai yêu thú dưới trướng huynh có thể đi ra cùng huynh hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta bảo chúng nó đi cùng ra ngoài đương nhiên sẽ không thành vấn đề, chỉ là bên ngoài là địa bàn của nhân loại. Cho nên đám yêu thú bên trong Vụ Tinh Hải này đều không thích ra ngoài. Thiên Độc Yêu Long nói. Trên địa bàn của nhân loại đã sớm có yêu thú rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Bên trong sơn mạch Vụ Hải, phía ngoài của Vụ Tinh Hải, thời gian dần trôi, cũng tác động lên tâm trí của không ít người. Không ít người không cách nào đi vào Vụ Tinh Hải nhưng cũng tề tựu lại ở bên ngoài. Không ít người đều là muốn chờ xem đám người kia có tìm và đi vào được đại điện Vụ Tinh gặp được cơ duyên hay không, đây cũng là một việc trọng đại của cổ vực, lại thêm việc có không ít tai mắt của các thế lực khác xen lẫn bên trong, kể cả thế lực của Thành Ma Vân và Đại Lục Linh Vũ, mấy tin tức thế này, bọn họ đương nhiên phải thu thập được sớm nhất. Phía trên mấy ngọn núi cao Vepsilon T ẩn mình trong mây, không ít tai mắt đều đang chờ mong, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bức màn xương trắng kia. Lúc này đây, bên trong phân đà của Phi Linh Môn kề bên sơn mạch Vũ Đô, Đông Vô Mệnh,
Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, và chúng đường chủ đều ngồi đầy đủ. Bạch Cung Phụng, lần này Thanh Phong Môn kia đúng là quá lớn mật, ngang nhiên dám động thủ, chúng ta cứ dứt khoát tiêu diệt Thanh Phong Môn đi. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với vẻ tức giận, nếu là trước kia thì hắn cũng không dám nói ra những lời thế này, thực lực của hắn còn chưa đủ để trêu chọc thế lực nhị lưu như Thanh Phong Môn. Nhưng hiện tại thì không giống lúc trước nữa, thực lực của Phi Linh Môn hiện tại đã không còn như xưa nữa, hắn thân là đường chủ của Vũ Đường, tỷ khí đương nhiên là cũng lớn hơn lúc trước. Thanh Phong Môn chính là thế lực bên ngoài của Lan Lăng Sơn Trang, muốn tiêu diệt Thanh Phong Môn thì không khó, chỉ là trong chuyện này có liên lụy quá lớn, lại thêm chuyện xảy ra ngay lúc này, ta hoài nghi có kẻ đang châm ngòi thổi gió, tất cả vẫn nên đợi trưởng môn trở về rồi hãy quyết định. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, tính thời gian thì trưởng môn hẳn là cũng sắp rời khỏi Vũ Tinh Hải rồi, không biết lần này trưởng môn đi vào đó có thể đạt được cơ duyên gì hay không, ta có nghe nói. Nếu lấy được cơ duyên bên trong Vũ Tinh Hải thì đều là đại cơ duyên, thậm chí còn có thể lấy được linh khí nữa. Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi nói, mắt đẹp ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Linh khí, chính là thứ mà mỗi vũ giả linh giả đều mong đạt được, vũ giả có và không có linh khí, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, so ra địa vị cũng không giống. Vận khí của hắn gần đây không tệ, phỏng chừng có thể gặp được cơ duyên đấy. Đông Vô Mệnh nói, trong lòng của hắn. Từ lúc hắn quen biết Lục Lâm Thiên tới giờ, vận khí của tên tiểu tử kia chính là tốt tới mức khiến cho người ta hâm mộ ghen tị không thôi. Bên trong Vũ Tinh Hải bao la, trời nước liền nhau, giữa không trung có không ít người đang ra sức chạy như bay, tiến vào Vũ Tinh Hải vốn là một chuyện khiến cho biết bao người mong chờ không thôi, nguyên một đám đều vô cùng hưng phấn, nhưng bây giờ con đường trở về, cũng khiến cho không ít kẻ thất vọng mà về, thậm chí không ít người còn than thở. Tiếp cho 50 vạn tệ dùng để mua ngọc giản thông quan, phần lớn người thậm chí còn mua giá cao ngoài chợ đêm, kết quả không được gì hết. Cho nên đoạn trường trở về này, vì để lấy lại vốn, không ít người không khỏi liên thủ cùng với nhau, một đường vây giết yêu thú để kiếm yêu đan, đồng thời còn kiếm dược liệu, vận khí tốt thì có thể thu hoạch không ít, vận khí không tốt thì cũng có thể bị yêu thú giết chết. Bên trong Vũ Tinh Hải này, chính là thiên hạ của đám yêu thú trong nước, khắp nơi đều có yêu thú. Trong đó có không ít đám yêu thú lục giai, số lượng yêu thú lục giai hậu kỳ cũng không ít, loại yêu thú tu vi này, người bình thường gặp phải cũng chỉ có thể tự trách vận khí của mình không tốt mà thôi. Trên đường quay trở về, đám người chằng chịt thi thoảng lại nhìn thấy phía xa có yêu thú và nhân loại đang đại chiến với nhau, nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Người nào thực lực hơi yếu đã sớm lảng cho xa, miễn bị cuốn vào, thực lực bình thường thì có thể đi xem trò hay, cũng có thể mon men tới gần để ngư ông đắc lợi. Đục nước béo cò. Tóm lại lúc này trên đoạn đường trở về, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Còn có kẻ thù ở bên ngoài Vũ Tinh Hải, vào đây gặp phải nhau tự nhiên là không tránh khỏi đánh nhau một trận, cho nên cũng có thể thường xuyên nhìn thấy đại chiến không ngừng. Nhưng trong đám này, có một vài người mà không ai dám động vào, đó đương nhiên chính là đệ tử của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, đám người này đi cùng với nhau, chỉ có người khác tới nịnh nọt lấy lòng. Trong Vũ Tinh Hải này vẫn chưa có kẻ nào dám lớn mật đến mức đi trêu chọc tới đệ tử của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Tìm kiếm đại điện Vũ Tinh, lúc đầu có đám người không có lộ tuyến đồ thì đi lạc là đương nhiên, lại thêm nơi này trời nước liền nhau, trong hải vực bao la vô bờ, chỉ chệch một tí cũng đủ để đi xa vạn dặm. Nhưng sau nửa tháng không tìm được đại điện Vũ Tinh, đám người này đều lập tức trở về theo lộ tuyết lúc ban đầu, nửa tháng vẫn chưa tìm được đại điện Vũ Tinh. Đủ để chứng tỏ mình đã bị lạc đường, chỉ có thể mang theo niềm hối hận mà quay về, chuyện này cũng chẳng trách đám người bên ngoài, ngay cả lộ tuyến cũng sai, vận khí không phải kém chút ít đâu. Ngay lúc tất cả mọi người vội vã trở về thì cũng có vài kẻ không sốt ruột chút nào, một chỗ nào đó bên trong hải vực, đột nhiên, trong hải vực bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên, một cỗ sóng nước khổng lồ văng thẳng lên trời, kích khởi từng trận sóng gầm. Ầm ầm, sóng nước từ trên cao nện xuống. Lực tựa ngàn cân, khiến cho mặt nước kịch liệt dâng khởi. Ngao! Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thật lớn phóng thẳng lên trời, cũng cùng lúc đó, một đạo lưu quang lóe lên, một con yêu thú khổng lồ từ dưới đáy biển nhảy ra khỏi mặt nước. Thân hình khổng lồ của con yêu thú này cũng phải dài gần 700 thước, tựa như một con cự long, toàn thân có lân phiến màu xanh, khiến cho người ta sợ hãi nhất chính là cái đầu khổng lồ của nó, cũng phải to chừng hơn 100 thước, miệng dài như cá sấu. Răng nanh bén nhọn như lợi kiếm, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn lan tràn,
con yêu thú này không ngờ lại là yêu thú lục giai hậu kỳ. Ngao ngao ngao. Theo con yêu thú này phóng lên trời, trong thủy vực bao la lúc này nháy mắt cũng xuất hiện 10 con yêu thú khổng lồ trong nước, một cỗ khí thức cường hãn lập tức khuếch tán ra, cả đám yêu thú đều có tu vi lục giai, có vài con đã tới tu vi lục giai trung kỳ, hơn 10 con yêu thú này phóng thẳng lên trời, khí thế lăng không hung hãn như sét đánh, uy thế kinh người thế này, đủ để dọa cho mấy tên thực lực thấp sợ tới run chân. Lão đại, đây là con cự đầu yêu giao mà con tiểu trùng tử kia nói tới sao, lục giai hậu kỳ, thực lực hình như cũng không tệ. Ở khoảng không phía xa, trên lưng của thiên sĩ tuyết sư, tiểu long đứng trên vai Lục Lâm Thiên nói. Lục giai yêu thú hậu kỳ, thực lực đương nhiên là không tệ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cự đầu yêu giao, ta xem ngươi chạy đi đường nào. Ngao! Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Bên trong sóng nước cuồn cuộn lại có một đạo quang trụ màu đen phóng thẳng lên trời, mang theo một cột nước cao vài trăm thước, sau đó nện xuống ầm ầm như đạn nổ. Ầm ầm, sóng nước vỗ mạnh, cả không gian lắc lư, trên không của hải vực cũng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đây là một con hắc long khổng lồ, toàn thân đen kịt, từ xa nhìn lại, quanh thân tràn ngập một loại hắc vụ dày đặc, ngay cả không gian gợn sóng chung quanh của nó cũng bị phủ thành một màu đen. Con hắc long này có bộ dạng dữ tợn uy mãnh, trên đầu có một cặp sừng to, lông mi hình răng cưa, toàn thân được lân phiến màu đen bao trùm, trên người có nhiều sợi lưu quang màu đen quanh quẩn. Con cự long màu đen này mang theo uy thế cuồn cuộn kinh người trực tiếp nhảy ra, thân thể cao lớn tạo ra từng đợt sóng to gió lớn, khí thế của nó đã khiến không ít yêu thú lục giai sơ kỳ và lục giai trung kỳ phải khiếp sợ run rẩy. Con hắc long màu đen khổng lồ này đương nhiên chính là độc long yêu giao. Trong vụ tinh hải này, cũng chỉ có độc long yêu giao mới có uy thế như vậy. Hống hống, ngao ngao, ô ô, theo sự xuất hiện của độc long yêu giao lúc này, từ dưới đáy biển lại xuất hiện tiếng yêu thú kêu gào liên tục, mặt dưới xung quanh mấy trăm dặm của hải vực lập tức có sóng lớn cuồn cuộn như biển gầm. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện một đám lớn yêu thú, nếu như nhìn kỹ, số lượng cũng phải gần 40 con nữa. Kinh khủng nhất chính là 40 con yêu thú đó đều lăng không mà đứng, toàn bộ đều là yêu thú có tu vi lục giai, còn lục giai trung kỳ chắc cũng phải tầm 10 con. 40 con yêu thú lục giai khổng lồ rất đối kinh người kia vừa mới xuất hiện lần nữa, lúc này phân ra bao vây cửu đầu yêu giao cùng hơn 10 con yêu thú còn lại, lúc này trở thành hơn 50 con yêu thú tụ lại, sóng nước ngàn dặm cuồn cuộn không ngớt, uy thế kinh người làm cho Lục Lâm Thiên lúc này đang đứng ở đằng xa cũng cảm thấy tim mình run lên. Nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười tuyệt đối. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào mấy chục con lục giai yêu thú trước mặt, mắt đẹp chớp chớp, sau đó nhìn vào Lục Lâm Thiên, cũng chỉ cười nhẹ không nói gì. Trong đàn yêu thú khổng lồ, lúc này ngoại trừ độc long yêu giao ra thì còn có 4 con yêu thú có cơ thể khổng lồ nhất lăng không mà đứng xếp vòng chung quanh cự đầu yêu giao. Khí tức trên người của 4 con yêu thú này thậm chí không kém gì con cự đầu yêu giao kia. 4 con yêu thú khổng lồ này, một con là một con yêu giải khổng lồ, trên tất cả đống chân của nó toàn là lông tơ bù xù, ngao chảo bén nhọn vô cùng, kinh khủng nhất chính là một đôi càng khổng lồ, dài cũng phải 300 thước, so với toàn bộ thân hình thì còn muốn to hơn một chút. Con yêu thú khổng lồ thứ hai cũng là một con hải quỷ khổng lồ, thân hình cũng phải to chừng 700 thước, tựa như một mảng mây đen khổng lồ vần vũ trên không, phía trên cái mai khổng lồ che kín hổ văn, đầu như cự mãng. Vô cùng dữ tợn. Con yêu thú thứ ba nhìn như một con cự ngạc, thân hình khổng lồ không hề thua kém cử đầu yêu giao, răng nanh làm cho người ta nhìn thôi cũng phát lạnh, trong con mắt to lớn của nó, mục quang bắn ra vô cùng hung hãn. Con yêu thú khổng lồ thứ tư thì lại là một con cá mập trắng, toàn thân thuần một màu trắng tựa hàn băng, thân thể cao lớn mang theo uy thế cường hãn, nhưng kỳ lạ là con cá mập khổng lồ này lại giống như con cự mãng vậy, có cái đầu giống rắn. Trường ngao yêu giải, hổ bối yêu quy, thiết sĩ yêu ngạc, xà cảnh bạch sa, các ngươi cũng muốn đối phó với ta sao, chúng ta là minh hữu cơ mà. Toàn thân của cự đầu yêu giao lúc này lấm tấm vết máu, dường như vừa trải qua một trận đại chiến, trong con mắt khổng lồ mang theo vẻ kinh hoàng nhìn vào đám yêu thú khổng lồ kia, đám này trước đây đều là minh hữu của nó. Cự đầu yêu giao, chúng ta cũng không muốn đối phó với ngươi, chỉ cần ngươi thần phục độc long yêu vương là được rồi. Hổ văn cự giải khổng lồ nói. Ngao. Độc long yêu giao rít gào một tiếng, uy áp khổng lồ giáng xuống, nói.
Cự đầu yêu giao, chuyện trước kia ta sẽ không so đo với ngươi, hiện tại ngươi thần phục ta thì ta sẽ tha cho ngươi, bằng không ta sẽ xé xác ngươi ra. Gào gào. Hơn 10 con yêu thú trên không rít gào, mang theo uy áp khổng lồ đè xuống, tiếng gầm khổng lồ hung hãn tựa như sấm nổ quanh quẩn trên không trung. Độc Long yêu vương, ta thần phục. Ánh mắt lóe lên chút do dự, nhưng cự đầu yêu giao vẫn lựa chọn thần phục. Một trận vừa rồi, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Độc Long yêu giao, nếu mình không chịu tuân theo thì chỉ còn con đường chết. Độc Long yêu giao thì bản thân hắn vốn đã chẳng làm gì được, phải liên thủ mới có thể đối phó với Độc Long yêu giao được. Lúc này Độc Long yêu giao đã đột phá tới đại quan thất giai, hắn càng không phải là đối thủ. Chúng ta cũng thần phục. Nhìn thấy cự đầu yêu giao thần phục, 10 con lục giai yêu thú đi theo cự đầu yêu giao cũng lập tức thần phục, chúng nó đã sớm sợ tới mức run rẩy rồi, bị mấy chục con yêu thú vây quanh, chúng nó liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như cự đầu yêu giao không chịu thần phục, chúng nó biết rõ không thể địch lại, nhưng cũng sẽ phải phản kháng lại chứ không thể chủ động thần phục. Yêu thú chỉ biết thần phục một con yêu vương, có yêu vương ở đó, chúng nó cũng không dám đầu hàng, mỗi con yêu thú đều trung thành tuyệt đối với yêu vương mà nó đã thần phục. Không trung phía xa, nhìn thấy hết thảy, Lục Lâm Thiên cười tà, lẩm bẩm. Xem ra nếu có rảnh thì phải luyện chế thêm vài cái không gian thú nang rồi. Bên trong vụ tinh hải, cả hải vực rộng lớn vô cùng, sương trắng lượn lờ, lúc này trên vài hòn đảo, không ít người đang đáp xuống. Nhân số cũng ngày càng nhiều hơn. Mọi người hạ xuống, đều thở phào ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một bức màn trời được tạo nên từ sương trắng bao la. Trong số mấy hòn đảo này, có một hòn đảo nhỏ, lúc này ánh mắt của Lục Tiểu Linh vẫn cứ quét khắp chung quanh đầy lo lắng, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng lẽ tên hỗn đản lừa đảo kia gặp phải chuyện gì bất trắc hay sao? Nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Lục Tiểu Linh lập tức càng thêm lo lắng. Tiểu thư, cửa ra hẳn là sắp mở rồi, lần này tiểu thư có thể gặp được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh, tin chắc là trưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng. Trong linh thiên môn, Vương Hiểu trưởng lão nói. Ân, Lục Tiểu Linh nôn nao trong lòng nhưng vẫn đáp một tiếng, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn về phía trời xa nơi hải vực. Tiểu Linh tiểu thư. Nghe nói linh thiên môn đầu xuân sẽ gặp được cảnh đẹp hiếm có là bách sơn hoa đào nở rộ, phỏng chừng cũng không bao lâu nữa, vậy không bằng mở đào hoa yến ở linh thiên môn đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới linh thiên môn xem hoa đào nở, phẩm đào hoa yến, kính xin tiểu linh tiểu thư hướng dẫn cho ta một phen. Gia Cát Tử Vân không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lục Tiểu Linh, ánh mắt thì lộ vẻ mập mờ khiến cho Lục Tiểu Linh tức giận liếc mắt chừng hắn một cái. Ngươi! Lục Tiểu Linh hờ hững nhìn tên Gia Cát Tử Vân kia, đúng lúc đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trời xa xuất hiện hai đạo thân ảnh rất quen thuộc, trong màn sương trắng nhàn nhạt, hai đạo thân ảnh mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nhất định không thể lầm được. Sắc mặt của Lục Tiểu Linh lập tức trở nên vui vẻ, mà lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã đi đến trên không, đang nghĩ xem nên xuống hòn đảo nào. Tâm Đồng, ta ở đây nè, mau tới đây đi. Thanh âm của Lục Tiểu Linh lúc này không hề kiêng kỵ gì, hô lên rất lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi, khiến cho không ít kẻ chú ý tới. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên thi triển phong chi dực, trên vai mang theo Tiểu Long, lôi kéo Lục Tâm Đồng vỗ cánh bay tới, nhìn qua đám thân ảnh chằng chịt bên dưới, xem ra vừa đúng lúc, cửa ra vẫn còn chưa mở. Ca ca, là Tiểu Linh tỷ, chúng ta xuống chỗ đó đi. Nghe được thanh âm kêu gọi ở bên dưới. Lục Tâm Đồng chớp mắt to tìm kiếm, sau đó liền dễ dàng bắt gặp Lục Tiểu Linh đang đứng phất tay ra hiệu. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên đã sớm đảo qua, trên đảo nhỏ hình như cũng là đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, có chút do dự rồi hạ sướng, hai cánh trên lưng vỗ mạnh, lập tức bay về phía hòn đảo. Mặc dù đã đột phá vũ xuất, ngay cả Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã là linh xuất rồi, nhưng Lục Lâm Thiên cũng dặn Lục Tâm Đồng nhất định phải tận lực thu liếm khí tức. Không cần phải để lộ thực lực của mình, phải giữ bí mật thực lực mới tốt, đối với bản thân càng có lợi. Mà bản thân Lục Lâm Thiên lúc này cũng không muốn bộc lộ thực lực của mình ra, có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, để lộ thực lực của mình bây giờ mà nói thì không có lợi chút nào. Suy, dưới ánh nhìn của đám đệ tử nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và không ít kẻ đang dòm ngó từ xa, Lục Lâm Thiên lập tức thu nhỏ phong chi dực ở sau lưng lại rồi đáp xuống đảo. Nhìn thấy một màn này,
lập tức khiến cho không ít đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang lộ ra vẻ hèn mọn, còn thi triển phong hệ vũ kỹ để chứng minh mình không phải vũ xuất, không có thực lực vũ xuất, đám đệ tử nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang này ở cổ vực luôn mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không thèm để vào mắt. Lục Lâm Thiên vừa mới hạ xuống, đều thu hết vẻ mặt của đám người chung quanh vào trong đáy mắt, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, chỉ có vài đạo khí tức mờ ảo từ xa bắn tới khiến cho Lục Lâm Thiên dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn một cái mà thôi, giống như cường giả trong sơn môn đang đánh giá chính mình, trong đó có Bảo Thai Môn, Nam Hải Môn và Tầm Vũ Động Sơn Môn. Tiểu Linh tỷ, trên đường đi muội tìm không thấy tỷ. Lục Tâm Đồng vừa hạ xuống đất liền chạy tới bên người Lục Tiểu Linh, bộ dạng đáng yêu nhường ấy, càng thêm để lộ ra đường cong lung linh tràn đầy sức sống, cũng làm cho không ít người ghé mắt nhìn thêm một hồi. Ta cũng đang đi tìm các ngươi. Lục Tiểu Linh nói, hai người quấn quýt lấy nhau một hồi mới buông ra, ánh mắt của Lục Tiểu Linh lại quét về phía Lục Lâm Thiên, chu miệng nói. Ngươi thì sao, có gặp phải nguy hiểm gì không? Cũng may, không gặp phải nguy hiểm gì. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, cũng không biết nên nói gì, lúc này đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Linh, trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Hừ, chết thì mới tốt, ai kêu ngươi không đi tìm ta. Lục Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái, môi mỏng chu ra, không rõ là có tức giận hay không. Tham kiến Vương trưởng lão. Lục Lâm Thiên có chút xấu hổ và bất đắc dĩ, vừa gặp Vương Hiểu liền lập tức hành lễ, cũng là để che giấu vẻ xấu hổ của mình. Lục trưởng môn hữu lễ. Vương Hiểu cũng mỉm cười thi lễ, không dám sơ suất, biết rõ tên tiểu tử Lục Lâm Thiên này được môn chủ tán dương, đồng thời bên trong Phi Linh môn cũng có không ít cường giả, người ta là trưởng môn một môn phái, dù nàng có là trưởng lão của Linh Thiên môn đi nữa nhưng cũng phải chừa chút mặt mũi. Vương trưởng lão, chẳng lẽ vị này chính là Lục trưởng môn của Phi Linh môn gần đây hay được nhắc tới sao? Trong Linh Thiên môn, có một vị lão giả vận trường sam nhạt màu nhìn và đánh giá Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, vị này chính là văn trưởng lão của Linh Thiên môn chúng ta. Vương trưởng lão lập tức nghiêng người giới thiệu vị lão giả đứng bên cạnh cho Lục Lâm Thiên. Tiểu tử Lục Lâm Thiên, tham kiến văn trưởng lão. Lục Lâm Thiên mỉm cười thi lễ, âm thầm đánh giá khí tức của vị lão giả này, hơi cảm thấy kinh ngạc, theo khí tức nhìn lại, cư nhiên là một vị cường giả vũ xuất cửu trọng. Lục trưởng môn hữu lễ, ta nghe nói quỷ tiên tử Bạch Oánh đang ở tại Phi Linh môn, ngày khác nhất định sẽ tới bái phỏng. Vị lão giả này cũng mỉm cười đáp lễ, thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt cũng đang đánh giá Lục Lâm Thiên. Hoan nghênh, nếu văn trưởng lão có tới Phi Linh môn, thì chính là cho Phi Linh môn chút mặt mũi rồi. Lục Lâm Thiên khách sáo đáp lễ, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, xem ra tình địch của Đông lão lại có thêm một người rồi. Vị văn trưởng lão này của Linh Thiên môn chỉ sợ hơn phân nửa là người theo đuổi quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi, không ngờ lúc quỷ tiên tử còn trẻ lại có nhiều người ái mộ như vậy. Đang nói chuyện với văn trưởng lão, Lục Lâm Thiên lại cảm thấy có không ít mục quang đang dòm ngó mình, dường như là của đám người Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông ở cách đó không xa. Trong ba đội nhân mã này, Lục Lâm Thiên cũng có thể nhận ra một vài kẻ. Ban đầu ở bên Trọng Sơn Mạch Vụ Hải cũng đã nhìn thấy một ít đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Mà trong số này, Lục Lâm Thiên cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường nhất, khóe mắt dư quang đảo qua, chính là một thanh niên vận cẩm bào tuổi chừng 24-25, bộ dạng hơi gầy, vóc người cao ngất, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng xem như phong độ nhẹ nhàng. Linh xuất ngũ trọng, nhìn khí tức tản mát như có như không trên người thanh niên này, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Khí tức của thanh niên này so với Khang Tử Vân thì mạnh hơn một chút, dường như đã đạt tới tình trạng linh xuất ngũ trọng. Dựa theo tuổi tác của thanh niên này mà xem, có được tu vi thực lực cỡ này, đủ để người ta sợ hãi cảm than rồi. Bất quá Lục Lâm Thiên cũng không biết, tên Gia Cát Tử Vân này vốn chỉ là linh xuất tứ trọng, bởi vì gặp được cơ duyên bên trong đại điện Vụ Tinh cho nên mới đột phá lên tới linh xuất ngũ trọng. Tiểu tử, người chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh môn sao? Nghe nói cái Phi Linh môn nho nhỏ của ngươi gần đây rất càn quấy. Ngay lúc Lục Lâm Thiên âm thầm đánh giá tên Gia Cát Tử Vân này thì ánh mắt của Gia Cát Tử Vân cũng nhìn vào Lục Lâm Thiên, vừa rồi thấy Lục Lâm Thiên và Lục Tiểu Linh trò chuyện, hắn liền cảm thấy dường như quan hệ của hai người bọn họ có vẻ không tầm thường chút nào. Gia Cát Tử Vân, ngươi muốn làm gì hả? Lục Tiểu Linh nhìn thấy Gia Cát Tử Vân đang nhìn Lục Lâm Thiên thì lập tức quát khẽ với Gia Cát Tử Vân. Tiểu Linh tiểu thư, ta chỉ chào hỏi với tiểu tử này mà thôi,
Phi Linh Môn mang theo người của Bách Thú Cốc, Lan Lăng Sơn Trang ta còn chưa tìm hắn tính sổ. Gia Cát Tử Vân nói với Lục Tiểu Linh, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên lần nữa. Gia Cát Tử Vân, đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang, chẳng trách lại có thiên phú bực này. Lục Lâm Thiên nghe xưng hô của Lục Tiểu Linh với thanh niên kia cũng lập tức nhớ ra thân phận của kẻ này, đối với một vài người và việc đặc biệt trong cổ vực này thì trước khi lên đường lần này, Lục Lâm Thiên đã sớm nghe Diệp Mỹ nói tới kẻ này rồi. Gia Cát Tử Vân, thiên tài linh giả nổi tiếng khắp cổ vực, đại thiếu gia của Lan Lăng Sơn Trang, luôn là nhân vật phong vân trong cổ vực. Những điều Lục Lâm Thiên biết về Gia Cát Tử Vân chỉ có như vậy, còn thêm nữa thì chẳng biết gì. Nhìn tên Gia Cát Tử Vân này một cái, Lục Lâm Thiên nhướng mày, coi như không hề để ý tới, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn khắp xung quanh, thực lực của đám nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ở đây, Lục Lâm Thiên lập tức đều thu vào đáy mắt. Ánh mắt đảo qua, làm cho Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy có chút xúc động, đám người tới Vụ Tinh Hải lần này hẳn đều là những kẻ nổi bật nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, thực lực quả nhiên bất phàm, có không ít vũ xuất và linh xuất. Trong đó ngay cả vũ tướng cửu trọng và linh tướng cửu trọng cũng có không ít. Nhìn hết thảy ở đây, Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm so sánh với đám đệ tử thân truyền của Tam Tông Tứ Môn, tổng thể mà nói, đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang này không hề thua kém Tam Tông Tứ Môn, không biết hiện tại thực lực của đám thân truyền đệ tử của Tam Tông Tứ Môn đã tới tu vi nào, có vẻ như là thực lực tổng thể trong đám trẻ tuổi nhất còn thua một chút. Trong lòng thầm than, Nam Thúc cũng từng bảo mình không thể xem thường nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và những thế lực khác ở cổ vực. Hiện tại xem ra, chỉ bằng thực lực của đám đệ tử trẻ tuổi của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì cũng không kém hơn Tam Tông Tứ Môn, cho dù nội tình có kém hơn một chút thì cũng không kém quá nhiều. Sợ là chết không ít người rồi. Tâm thần của Lục Lâm Thiên lập tức dò về phía đám người rậm rạp chằng chịt kia, lúc mới vào thì nhân số đông hơn rất nhiều. Lúc này Lục Lâm Thiên phỏng chừng ít đi khoảng 3-4 ngàn người, những người này chắc là đã chết cả rồi, có kẻ chết trong bụng yêu thú, có kẻ hẳn là bị đánh chết, cụ thể thì không nói chắc được. Thiếu tông chủ, là tên tiểu tử đó sao lại ở cùng một chỗ với người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang? Trên một hòn đảo gần đó, bốn đạo thân ảnh đứng tụm lại một chỗ, ánh mắt của bốn người đang nhìn chằm chằm về phía hòn đảo nhỏ đằng xa kia. Hừ! Xem ra tiểu tử kia cũng không phải người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, mặc kệ hắn là ai, sau khi ra ngoài, không được để cho hắn chạy nữa. Một thanh niên âm lệ nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói gì à? Trên hòn đảo lúc này, Gia Cát Tử Vân thấy Lục Lâm Thiên không để ý gì tới hắn thì thần sắc lập tức trầm xuống. Suy suy, Lục Lâm Thiên không nói gì, nhưng tỳ khí của Tiểu Long thì không được tốt, cái lưỡi nhỏ phun ra nuốt vào. Nếu không phải Lục Lâm Thiên có lệnh, chỉ sợ Tiểu Long đã sớm nhào qua rồi. Ngươi là ai chứ? Lấy tư cách gì hô to gọi nhỏ với ca ca của ta? Lục Tâm Đồng hai tay chống nhanh, cảm thấy vô cùng tức giận, nghe có kẻ hung dữ với ca ca của mình liền không nhịn được. Hừ, một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa cũng dám vào Vụ Tinh Hải, tuổi còn nhỏ mà đã hung dữ như vậy, ta xem như nể mặt Tiểu Linh tiểu thư nên không so đo với ngươi, nếu không... Chỉ bằng ngữ khí của ngươi khi nói chuyện với ta ban nãy thì ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Tâm Đồng rồi nói. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt một tiểu cô nương hay sao, cho dù không phải trước mặt Tiểu Linh, ta cũng muốn xem kẻ nào dám không khách khí với muội muội của ta. Mục quang của Lục Lâm Thiên lóe lên, mình có thể không để ý tới tên Gia Cát Tử Vân này, cũng không phải lúc để gây chuyện, chính là bất kể ra sao, cũng không thể để cho Tâm Đồng bị nửa điểm ủy khuất. Tiểu tử, người đúng là rất kiêu ngạo. Gia Cát Tử Vân lạnh giọng nói, ánh mắt lóe lên, mang theo lạnh ý nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Lúc này, đám đệ tử của các đại sơn môn đứng chung quanh đều dồn mắt nhìn về phía này, kể cả các trưởng lão của các đại sơn môn, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng, bốn vị linh xuất trẻ tuổi của Linh Thiên Môn lần trước đã tới Phi Linh Môn cũng dõi mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cũng không kiêu ngạo bằng các hạ. Lục Lâm Thiên nói. Tên Gia Cát Tử Vân kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì Lục Lâm Thiên thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này Lục Tiểu Linh cũng lập tức bước lên nói. Cũng cùng lúc đó, một đạo truyền âm lập tức vang bên tai Lục Lâm Thiên. Tên lừa đảo, ngươi đừng để ý tới hắn, Lan Lăng Sơn Trang không phải thế lực mà bây giờ ngươi có thể đối phó đâu, đừng trêu chọc Lan Lăng Sơn Trang. Suy suy,
Đúng lúc này, ở giữa không trung đột nhiên phát ra một trận ba động rất nhỏ, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chuyển về nhìn chằm chằm vào màn xương trắng phía trên. Chỉ thấy trên nền xương trắng dày đặc bên trên, lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động, một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy áp lực và run sợ lan tràn, sương mù dày đặc bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vù vù vang dội tựa như vòi rồng. Cửa ra sắp mở rồi. Nhìn thấy động tĩnh thế này, tất cả mọi người đều lập tức chuẩn bị kỹ càng để ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ sau một lát, khoảng sương mù dày đặc phía trên tỏa ra một cỗ năng lượng ba động, xương trắng lập tức vặn vẹo, sau đó đột nhiên phát ra ba động kỳ lạ. Đúng lúc này, từng tiếng vang ầm ầm truyền ra, một dòng nước chảy thẳng xuống, tựa như chảy xuống từ trên trời vậy, sương mù dày đặc đột nhiên bị vây bên trong dòng nước chảy. Không gian run lên, trước dòng nước chảy, không gian gợn sóng trực tiếp rung động rồi mở ra, phía chân không đều là một dòng thác nước chảy liên miên, cao như chọc trời, to lớn đồ sộ, sóng nước chập trùng, không ngừng đổ xuống hải vực, khiến cho từng con sóng dữ nối nhau ập tới một cách dũng mãnh, mang theo từng đợt sóng vỗ cuồn cuộn. Phát ra âm thanh, ầm ầm, đinh tai nhức óc. Hừ, coi như vận khí của tên tiểu tử nhà ngươi tốt, lần sau ta sẽ tiếp tục tính sổ với ngươi. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Lâm Thiên một cái, cửa ra đã mở, vốn muốn nhân cơ hội này để ra tay một phen, nhưng lúc này đi ra ngoài vẫn quan trọng hơn. Chúng ta đi thôi. Lúc này, đám đệ tử của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo ở xung quanh đều phóng lên trời đầu tiên, toàn thân được bao quanh dưới một tầng hào quang. Mang theo tiếng xé gió, trực tiếp nhảy vào trong dòng nước. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Văn trưởng lão nói. Cái tên lừa gạt chết dẫm kia, người cũng đi cùng ta đi. Lục Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên, liếc ra Cát Tử Vân một cái rồi nói, sau đó kéo tay Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng nhảy lên lưng một con yêu thú phi hành ngũ giai hậu kỳ trên không. Đám người Linh Thiên môn tử vũ xuất trở xuống đều leo lên lưng của yêu thú phi hành. Đám yêu thú phi hành vỗ cánh bay đi, nhanh chóng chui vào trong dòng chảy. Hừ, nhìn Lục Tiểu Linh kéo Lục Lâm Thiên lên phi hành thú, sắc mặt của tên Gia Cát Tử Vân lập tức trở nên vô cùng khó coi, lãnh ý tản ra bốn phía. Thiếu gia, chúng ta nên đi ra thôi. Một vị trưởng lão trong Lan Lăng Sơn Trang nói. Chúng ta đi. Gia Cát Tử Vân quát lạnh một tiếng, nháy mắt cũng trực tiếp nhảy vào bên trong dòng chảy kia. Vèo vèo. Giữa không trung, tiếng xé gió phô thiên cái địa vang lên không ngừng, từng đạo thân ảnh lướt nhanh về phía dòng chảy dữ dội của khe hở không gian phía trước. Bên ngoài Vũ Tinh Hải, trong sơn mạch Vũ Hải, lúc này bên trên dòng nước chảy khổng lồ kia, có mấy đạo cột sáng khổng lồ không biết từ đâu đến xuyên thấu qua, tỏa ra một cỗ khí tức chấn tâm động phách, mấy kẻ có thực lực thấp đã sớm run rẩy cả người, cỗ uy áp này vô cùng khổng lồ. Ba tháng, rốt cuộc cũng ra khỏi đây được rồi. Không biết bây giờ Linh Thiên Môn của chúng ta có ai tìm được đại cơ duyên trong truyền thuyết hay không? Trên một ngọn núi khổng lồ, Lục Chính Cường đang đứng chắp tay, ánh mắt có chút khẩn trương lẫn chờ mong. Trưởng môn, đại cơ duyên là gì? Trong Linh Thiên Môn, mấy vị trưởng lão đứng bên cạnh Lục Chính Cường, làm y lão giả trong số đó hỏi. Có một số việc, sau này các ngươi sẽ biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lục Chính Cường quay đầu lại nhìn vào chúng trưởng lão rồi nói. Đúng lúc này, trên vài ngọn núi khổng lồ chung quanh, cũng có rất nhiều người mang theo vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, hồi hộp lẫn chờ mong nhìn về phía trước, loại mong chờ này, dường như không phải mong chờ bình thường. Vèo vèo. Bên trong thác nước kia lúc này rốt cuộc cũng có thân ảnh phóng ra ngoài, sau đó liền có từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau bay ra. Ra rồi. Khắp các dãy núi chung quanh. Lúc này có không ít ánh mắt nhìn về phía mấy đạo thân ảnh trên không đang tuôn ra ào ào từ bên trong Vũ Tinh Hải. Tâm Đồng, muội tới chỗ ta trước một chuyến có được không, đợi lát nữa rồi hãy đi. Trên lưng của con yêu thú khổng lồ vừa nhảy ra khỏi dòng nước, Lục Tiểu Linh ngồi trên đó, quay sang hỏi Lục Tâm Đồng. Ca ca, chúng ta. Lục Tâm Đồng quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên, mấy chuyện này nàng thật không dám làm chủ. Cứ mặc kệ hắn. Muốn về thì cứ để hắn về trước đi. Lục Tiểu Linh trực tiếp cắt lời của Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu với Lục Tâm Đồng, nhưng trong lòng thì biết rõ, Lục Tiểu Linh không để cho mình đi, sợ là vì tên Gia Cát Tử Vân ban nãy, sợ mình gặp phải phiền phức cho nên mới lôi kéo mình đi cùng. Sau một hồi, khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi màn nước, lúc đã không còn ai đi ra nữa, trên không trung, mấy đạo cột sáng chấn động không gian đó cũng biến mất.
cửa vào lập tức đóng lại, màn nước khổng lồ kia lại khôi phục thành một màn xương trắng khổng lồ, chung quanh tràn ngập một cỗ uy áp khổng lồ, chấn động khiến không gian gợn sóng tản ra. Đúng vào lúc này, không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, ngay lúc cửa vào của vụ tinh hải đóng lại, ở giữa đại dương mênh mông biển trời nối nhau nằm sâu bên trong vụ tinh hải, một khối đại lục khổng lồ kiên quyết ngoi lên ngàn thước sừng sững, xuyên thẳng trời cao, còn bên ngoài đại điện vụ tinh thì lại có một đạo thân ảnh tập tễnh đột nhiên xuất hiện, thân ảnh ấy mặc dù khập khễnh, nhưng cũng vẫn lăng không mà đứng, không thể nhìn rõ bộ dạng, tựa như đã bị sương mù dày đặc che kín vậy, cả người cứ ẩn hiện mơ hồ. Rốt cuộc cũng có một tên không qua khảo nghiệm rồi, còn có một người thì chỉ có thể thông qua phân nửa mà thôi, người tới lần này, đúng là có chút ý tứ. Đạo thân ảnh tập tễnh kia thì thào, trong tay lập tức vung lên hướng về phía không trung, một cỗ không gian gợn sóng nhộn nhạo tản ra từ trong tay của hắn. Cũng ngay lúc đó, trên không trung, vốn đang có thể nhìn rõ trời xanh và vài ngôi sao muộn thoáng hiện, trong nháy mắt tiếp theo, cả không gian tựa như vật đổi sao rời. Sương mù dày đặc đột nhiên nổi lên, cả không gian lập tức chỉ còn một mảnh mơ hồ mờ mịt. Đại điện khổng lồ kia, cùng với cả đại lục to lớn này, đều lập tức bị bao phủ bên trong một màn sương dày, trông gần như biến mất. Chỉ còn lại một cỗ khí tức thê lương quanh quẩn vô thanh vô tức trong không gian. Tham kiến trưởng môn, tham kiến sư phụ. Chỉ một lát sau, hơn 10 đệ tử linh thiên môn đã đến trên một ngọn núi khổng lồ, Lục Lâm Thiên cũng đi theo. Ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy đám người Lục Chính Cường đứng ở phía trước. Miễn lễ, lần này đi thế nào? Lục Chính Cường trước tiên là hỏi Han Văn trưởng lão. Trưởng môn, trong linh thiên môn chúng ta, chỉ có tiểu thư là vào được bên trong đại điện vụ tinh. Văn trưởng lão trả lời. Ánh mắt của Lục Chính Cường cũng mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Lục Tiểu Linh, trong ánh mắt có chút vui mừng. Tham kiến Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên chắp tay thi lễ. Đối với chuyện bên trong đại điện vụ tinh hắn cũng không rõ lắm, vừa nghe tới đây, không ngờ Lục Tiểu Linh lại chiếm được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh. Hóa ra là Lục trưởng môn cũng đã tới, Lục trưởng môn hẳn là cũng nhận được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh đúng không? Lục Chính Cường đã sớm nhìn thấy Lục Lâm Thiên, lập tức hỏi han, ánh mắt lại mang theo một chút kinh ngạc và nghi hoặc nhìn vào Tiểu Long trên vai Lục Lâm Thiên, con yêu thú hoàng xà này, luôn cho hắn một loại cảm giác rất khác thường. Hổ thẹn quá, tiểu tử không đạt được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh. Lục Lâm Thiên đáp lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoài nghi, vùng đất quỷ dị mà mình tiến vào có lẽ chính là đại điện vụ tinh, bằng không thì sao lại có nhiều bảo vật như vậy được, cho dù không phải đại điện vụ tinh đi nữa, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy không quan trọng nữa, bởi vì hắn cũng đã đạt được không ít cơ duyên rồi. Đối với việc lấy được cơ duyên ở cái nơi quỷ dị kia, lấy cái tính cách mãi không biết đủ của Lục Lâm Thiên thì cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mấy trăm bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, hơn 100 bộ linh khí huyền cấp sơ giai, 90 quả vũ linh thánh quả, còn có thuốc dẫn cho đông lão đột phá mà hắn tìm dược lần này, hành trình vào vụ tinh hải của hắn lần này có thể nói là thu hoạch phong phú. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng vô thức rơi vào không gian thú nang, bên trong cái không gian thú nang này còn một cỗ lực lượng khủng bố, nếu thả cỗ lực lượng này ra, đến lúc đó e là đủ để oanh động cả cổ vực. Lục trưởng môn không phải đang đùa đấy chứ? Lục Chính Cường lập tức cảm thấy nghi hoặc, người bình thường thì không biết chứ hắn thì biết rõ, tiến vào vụ tinh hải kỳ thực cũng không phải dựa vào vận khí mà là dựa vào thiên phú, chỉ có 10 người có thiên phú mạnh nhất mới có thể đi vào bên trong đại điện vụ tinh, lấy thiên phú của Lục Lâm Thiên, muốn vào bên trong đại điện vụ tinh, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Thực không dám giấu gì, tiểu tử xấu hổ, không tìm được đại điện vụ tinh. Lục Lâm Thiên nói, mặc kệ cái nơi quái quỷ kia có phải là đại điện vụ tinh hay không, Lục Lâm Thiên cũng không muốn để lộ ra ngoài, người mang ngọc có tội mà, người có bảo vật thì sợ nhất chính là bị kẻ khác nhớ thương, cứ an phận một chút là hơn. Lục Chính Cường lập tức sững sờ, nhìn về phía đám đệ tử đã tiến vào vụ tinh hải. Vương trưởng lão và Văn trưởng lão đều âm thầm đáp lời, chứng minh Lục Lâm Thiên không phải nói dối. Lục trưởng môn, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lục Chính Cường sau một hồi kinh ngạc và bất đắc dĩ cũng chẳng biết nên nói gì, vốn lấy thiên phú của Lục Lâm Thiên, muốn vào trong đại điện vụ tinh, gặp được cơ duyên tốt nhất là chuyện hiển nhiên, thế nhưng lại xảy ra loại chuyện lạc đường này với hắn, cũng chỉ có thể trách vận khí của hắn quá kém mà thôi. Không sao, chỉ có thể trách vận khí của tiểu tử không tốt mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lục trưởng môn,
ta vốn còn muốn thuận tiện mời ngươi tới Linh Thiên Môn chơi một chuyến, bất quá theo như ta biết thì Phi Thiên Môn sợ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ, e là ngươi phải trở về một chuyến để xử lý mới được, lần này không thể mời ngươi tới Linh Thiên Môn làm khách rồi. Lục Chính Cường lập tức nói với Lục Lâm Thiên, Phi Thiên Môn của ta gặp phải phiền toái. Trong lòng của Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, sau đó nói với Lục Chính Cường. Lục trưởng môn, không biết Phi Thiên Môn của ta gặp phải chuyện gì, kính xin Lục trưởng môn cho biết. Ta cũng không biết rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì quá lớn, bất quá nếu như không xử lý tốt thì nói không chừng sẽ thành phiền toái lớn đó. Lục Chính Cường nói. Lục trưởng môn, vậy ta đây xin cáo từ. Lục Lâm Thiên nói. Nghe thấy Phi Thiên Môn gặp phải phiền toái thì Lục Lâm Thiên cũng không muốn ở đây nữa, Phi Thiên Môn là tâm huyết của mình, tuyệt đối không thể để nó xảy ra bất kỳ phiền toái hay tổn hại nào. Ta cũng không giữ lại, Lục trưởng môn cứ việc yên tâm đi, hiện tại vẫn chưa phải phiền toái lớn gì đâu. Lục Chính Cường nói, tên, Lục Tiểu Linh thấy Lục Lâm Thiên phải đi thì lập tức lên tiếng muốn gọi lại, nhưng vì có cha ở đây nên không tiện gọi là tên lừa gạt, nên lập tức sửa lời. Lục Lâm Thiên, người cẩn thận một chút, 3 tháng sau, Linh Thiên Môn ta sẽ tổ chức một tràng đào hoa yến, ngươi nhớ phải tới đó, nếu như lúc đó ngươi dám không tới thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta sẽ nói bí mật của ngươi cho tất cả mọi người biết. Ta nhất định sẽ tới. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, bí mật của mình mà Lục Tiểu Linh biết được, chỉ có bí mật quan trọng nhất là mình là Linh Vũ Song Tu, cái này tuyệt đối không thể để lộ. Cũng chỉ đành im lặng chấp nhận, nhà đầu kia lại biết cách uy hiếp người khác. Vậy thì còn được. Lục Tiểu Linh lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, lập tức nói. Ngươi trở về cẩn thận một chút. Ta đi trước đây. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tiểu Linh, nhà đầu kia cũng toàn tâm toàn ý đối với mình cũng có điểm có lỗi với nàng ta, sau đó lập tức chắp tay thi lễ với Lục Chính Cường, nói. Lục trưởng môn, tiểu tử cáo từ tại đây, cảm tạ Lục trưởng môn đã cho biết. Đi thong thả. Lục Chính Cường nói. Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên kéo Lục Tâm Đồng, lập tức thi triển phong chi dực vội vàng đạp không mà đi, bí mật của không gian thú nang, Lục Lâm Thiên cũng không muốn để lộ, mãi cho tới một chỗ không người mới tiếp tục gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư ra. Tiểu thư, sao lúc nãy người lại mời Lục Lâm Thiên tham gia đào hoa yến chứ? Phải biết rằng những người có thể tham gia đào hoa yến đều là người có thế lực nhất lưu trong cổ vực. Ngoại trừ 3 cái sơn môn là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang gia, có thể tới tham gia, cũng chỉ có những thế lực cỡ Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông miễn cưỡng đủ tư cách tham gia, Phi Linh môn này có vẻ vẫn kém một chút. Vương Hiểu trưởng lão nói nhỏ với Lục Tiểu Linh. Hừ, ta mời một người tới tham gia đào hoa yến cũng không được hay sao? Lục Tiểu Linh lập tức cong môi hỏi lại. Cái con bé này thật là... Lục Chính Cường cười khổ một cái rồi lập tức nhìn qua Lục Tiểu Linh nói. Nếu Lục Lâm Thiên có thể giải quyết phiền toái của Phi Linh Môn lần này khiến cha thỏa mãn thì đào hoa yến này ta sẽ tự mình gửi thiếp mời cho hắn, chút tâm tư của nha đầu nhà con, sau này cha cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối, hiện tại thì phải xem hắn có thật sự khiến cha hài lòng hay không, để xem lần này Vân Tiếu Thiên có nhìn lầm hay không. Cha, con có tâm tư gì đâu chứ? Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Tiểu Linh lập tức đỏ lên, khó giấu vẻ ngượng ngùng. Con gái lớn rồi đúng là không dùng được. Cha thì không thành vấn đề, bất quá con cần phải được nương của con đồng ý mới được, con cũng biết đó, chuyện này thì cha con là ta đây cũng không làm chủ được. Lục Chính Cường mỉm cười nói. Cha thật đáng ghét, cha nói bậy gì vậy? Lục Tiểu Linh nhìn đám người của Linh Thiên Môn xung quanh, sau đó lập tức trốn tới bên cạnh Lục Chính Cường, gương mặt nhỏ nhắn hồng nộn mê người, giống như quả đào mật chín mọng vậy. Linh Nhi, mau nói cho cha biết. Ở bên trong đại điện Vụ Tinh con đã lấy được cơ duyên gì? Lục Chính Cường lập tức nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng hỏi lại Lục Tiểu Linh với vẻ khẩn trương lẫn mong chờ. Con được một kiện hồn linh khí huyền cấp. Lục Tiểu Linh nói. Chỉ là một kiện hồn linh khí huyền cấp thôi sao? Lục Chính Cường không cảm thấy hứng thú gì với kiện hồn linh khí của Lục Tiểu Linh, hy vọng trong lòng đã nguội hơn phân nửa. Còn có một linh quả, sau khi con dùng thì thực lực đã đột phá một chút. Cái khác thì không có. Lục Tiểu Linh nói. Cũng không tệ, hồn linh khí huyền cấp cũng coi như bảo vật rồi. Lục Chính Cường nói, nhưng trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, có thể là do không được như mong muốn của mình. Một chỗ bên trong sơn mạch Vụ Hải, sau khi xác định xung quanh không có ai,
Lục Lâm Thiên thủ ấn vừa kết, từ trong ngực lập tức nhảy ra mấy đạo lưu quang. Giống. Sau một tiếng thú gầm trầm thấp truyền ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xoay quanh trên không trung, Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng cũng trực tiếp nhảy lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, kế tiếp một đạo thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy ý loạn tình mê. Tuyết Sư, mau chạy về thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư nói, liên quan với rắc rối mà Phi Linh Môn gặp phải, mặc dù Lục Chính Cường vẫn luôn khẳng định là không phải chuyện gì to tát, đồng thời Phi Linh Môn còn có quỷ tiên tử tọa chấn, nhưng trong lòng của Lục Lâm Thiên vẫn tránh không khỏi cảm thấy có phần lo lắng. Rốt cuộc cũng ra rồi, mấy trăm năm đã qua, bên trong sơn mạch vụ hải này đúng là không thay đổi chút nào. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, nói với chất giọng trầm thấp, trong lúc vô hình có một vỗ khí tức bất phàm liền ba động. Suy, khoảng không phía sau, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, song đầu thủy hỏa yêu dao, huyết tích dịch, huyết ngọc yêu hổ, phi thiên ngô công cũng đã xuất hiện, mỗi con đều thu liễm thân thể nhỏ lại đi theo đằng sau, chỉ có phi thiên ngô công là thu nhỏ lại tới nằm trên vai của Lục Tâm Đồng bất động, có Bạch Linh và Độc Long ở đây, phi thiên ngô công cũng không dám ngo ngoe. Lúc này, trong không gian thú nan của Lục Lâm Thiên còn có không ít yêu thú, cũng không thể thả ra cùng một lúc hết được, nếu như thả cả bọn ra cùng một chỗ thì phỏng chừng sẽ chấn động nguyên cả sơn mạch vụ hải này luôn, cho nên Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể trước tiên thu chúng vào bên trong không gian thú nan, đợi về tới Phi Linh Môn rồi lại tiếp tục an bài. Độc Long huynh, thế giới bên ngoài có thoải mái hơn bên trong vụ tinh hải hay không? Lục Lâm Thiên thấp giọng nói. Đó là đương nhiên rồi. Thiên Độc Yêu Long đã đáp lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng cô nương, chuyện ngươi đã hứa ta, xin đừng đổi ý đó, tới lúc ta muốn đột phá bát giai thì ngươi cần phải cho ta một chút tinh huyết của ngươi đó. Đối với Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long dường như có chút kiêng kỵ, đồng thời cũng không dám đắc tội, nói chuyện đều mang theo ý cười lẫn chút nịnh nọt, râu rồng vung vít, có vẻ vô cùng khôi hài. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý rồi. Bất quá ngươi cũng phải một mực đi theo bên cạnh ca ca của ta, mãi tới khi ngươi đột phá bát giai mới thôi. Lục Tâm Đồng chớp mắt, nhanh trí nói. Dù sao ta cũng không có chỗ nào để đi, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Thiên Độc Yêu Long lập tức nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, mặc dù không biết Thiên Độc Yêu Long muốn đột phá bát giai thì có liên quan gì tới Lục Tâm Đồng, nhưng nhất định là có liên quan tới tiên thiên độc thể của Lục Tâm Đồng rồi. Lục Lâm Thiên quay đầu sang hỏi Tiểu Long, từ lúc còn ở trong vụ tinh hải thì Lục Lâm Thiên đã nhìn ra sau khi Tiểu Long đột phá lần nữa thì hẳn là trong đầu đã lấy được một ít tin tức, biết được một chút về thân thế của mình. Vâng, lần này nghe được lời nhắn của mẫu thân để lại cho đệ, bảo đệ nhất định không được đi tìm nàng, còn bảo đệ phải trốn đi. Hai mắt của Tiểu Long lại trở nên ướt át. Nhìn thấy bộ dạng thế này của Tiểu Long, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Vỗ cái đầu nhỏ của hắn, nói. Tiểu Long, đệ có biết mẫu thân của đệ ở đâu hay không, còn có phụ thân của đệ nữa. Mẫu thân không nói rõ cho đệ biết, bất quá những thứ biết được ở vụ tinh hải cũng giúp đệ biết được đại khái thân phận của mình. Ánh mắt của Tiểu Long lóe sáng, ngóc đầu nhỏ lên nói. Thân phận của đệ là gì? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi, thân phận của Tiểu Long cũng là một bí ẩn mà Lục Lâm Thiên luôn tìm kiếm. Cha mẹ của Tiểu Bất Điểm này hẳn là tộc Yêu Hoàng và tộc Linh Hoàng, bất quá không biết là tộc nào, Tiểu Long là hỗn huyết, cũng giống như ta, chỉ là hơi khác mà thôi. Thiên Độc Yêu Long lập tức nói, sau đó cười hắc hắc, hỗn huyết là nói cho dễ nghe một chút thôi, trong lòng của hắn biết rõ, người thường đều gọi đó là lai tạp. Con trùng lớn, hừ. Tiểu Long trừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long một cái rồi lập tức quay đầu nói với Lục Lâm Thiên. Con đại trùng tử này nói không sai, mẫu thân của đệ hẳn là Linh Hoàng nhất tộc, phụ thân của đệ là Yêu Hoàng nhất tộc. Linh Hoàng tộc và Yêu Hoàng tộc. Lục Lâm Thiên sững sờ, chẳng trách Tiểu Long rõ ràng là linh thú nhưng vẫn có Yêu Hoàng chi khí, ngay cả Thiên Độc Yêu Long cũng đã nhìn ra trên người của Tiểu Long có Linh Hoàng chi khí. Tiểu Long, phụ thân và mẫu thân của ngươi là người của hai tộc. Ánh mắt của Bạch Linh lúc này cũng lóe lên, hỏi Tiểu Long. Phụ thân của ta hẳn là Huyền Vũ Hoàng tộc, còn mẫu thân của ta, hiện tại ta cũng khó mà xác định được. Tiểu Long chớp mắt, nói. Tiểu Bất Điểm, trên người của ngươi có khí tức hao hao như của ta, nhưng huyết mạch của ngươi mạnh hơn ta nhiều,
cho nên mẫu thân của ngươi hẳn là Thanh Long hoàng tộc. Thiên độc yêu long nghiêm mặt nói với Tiểu Long. Chắc là vậy, ta cũng cảm giác được khí tức của ta hẳn là Thanh Long hoàng tộc, cho nên mẫu thân hẳn là Thanh Long hoàng tộc. Tiểu Long nói. Thiên độc yêu long, Thanh Long hoàng tộc là linh hoàng tộc, ngươi là yêu thú, ngươi có quan hệ gì với Thanh Long hoàng tộc? Bạch Linh mang theo nghi hoặc hỏi Thiên độc yêu long. Cái này, Thiên độc yêu long có vẻ hơi lung túng ngại ngùng, râu rồng bay bay, lập tức nói. Cha của ta vốn cũng là một thành viên chính thức của Thanh Long hoàng tộc, chính là mẫu thân của ta chỉ là một con dao, lại là yêu thú, không biết tại sao, ta sinh ra đã là yêu thú rồi. Chẳng trách ngươi lại muốn đi vào Vũ Tinh Hải, hóa ra là vì không sống nổi ở Linh Hoàng Nhai, trong Linh Hoàng nhất tộc, mặc dù có một chút yêu thú, nhưng địa vị đều rất thấp. Chỉ có thể làm nô bộc của linh thú khác trong linh hoàng tộc mà thôi. Bạch Linh nói. Hừ, ta cũng không thèm cái linh hoàng nhai đó, rời khỏi linh hoàng nhai ta mới có thể đột phá thất giai đây này. Thiên độc yêu long nói vậy nhưng dường như vẫn mang theo oán khí. Vậy rốt cuộc yêu hoàng tộc và linh hoàng tộc đó ở đâu vậy? Lục Lâm Thiên càng nghe càng mơ hồ, không ngờ thiên độc yêu long, Bạch Linh, ngay cả tiểu long cũng đã biết mà mình lại hoàn toàn không biết chút nào. Lão đại, yêu hoàng tộc hiện tại có hai tộc lớn, theo thứ tự là Bạch Hổ hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Linh hoàng tộc cũng có hai tộc lớn, theo thứ tự là Thanh Long hoàng tộc và Chu Tước hoàng tộc. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, kiếp trước hắn biết rất rõ về tám chữ này, không ngờ tới dị giới này thì những thứ ấy lại tồn tại thật. Bốn hoàng tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ này phân biệt khống chế hai nơi là Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai, nơi đó là đất của yêu tộc và linh tộc, số lượng yêu thú và linh thú ở hai nơi đó cũng phải tới vài ức vạn, không hề thua kém nhân loại chút nào, tất cả yêu thú, linh thú đều phải nghe bốn tộc này hiệu lệnh. Thiên độc yêu long nói, mạnh tới như vậy sao? Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy kinh ngạc, trên thiên linh lục của sư phụ chỉ giới thiệu vài chủng loại và đặc tính của yêu thú mà thôi. Không hề nói gì về tứ đại tộc đàn này, nghe thiên độc yêu long nói đến việc có hàng ức vạn yêu thú và linh thú, thực lực của bốn hoàng tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Tiểu Long, tại sao mẫu thân của đệ lại bảo đệ đi trốn, không cho đệ đi tìm nàng? Lục Lâm Thiên hỏi, dựa theo thân thế của Tiểu Long mà nói thì địa vị này nhất định là rất lớn, nhưng lúc xưa khi mình gặp được Tiểu Long thì đúng thật là có linh thú đang đuổi giết nó. Cái này. Hiện tại đệ cũng không biết rõ lắm. Tiểu Long lắc đầu nói nhỏ. Có lẽ ta biết một chút. Thiên độc yêu Long nói. Yêu hoàng tộc và linh hoàng tộc luôn bất hòa với nhau, hai tộc hình như là có thâm cừu đại hận vậy, cứ qua một thời gian ngắn thì sẽ khai chiến một lần. Trong bốn tộc này, tất cả yêu thú của yêu hoàng tộc với linh thú của linh hoàng tộc đều tự mình hôn phối, nhưng không thể chọn người ngoài tộc được, chính là vì muốn bảo trì huyết mạch thuần khiết. Cha mẹ của ta sau khi bị phát hiện đã tới với nhau thì liền bị xử phạt, còn ta thì bị biến thành nô bộc rồi sống ở Linh Hoàng Nhai, sau đó mới chạy trốn với Vũ Tinh Hải, không muốn quay trở về nữa. Thiên độc yêu long dừng lại một chút, sau đó đưa mắt nhìn qua mọi người rồi nói tiếp. Cha mẹ của Tiểu Bất Điểm theo thứ tự là Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, cộng thêm yêu hoàng tộc và linh hoàng vốn thủy hỏa bất dung, sau khi kết hợp thì sợ là sẽ bị xử phạt còn nặng hơn nữa. Nếu như bây giờ Thanh Long hoàng tộc hay Huyền Vũ hoàng tộc mà biết tới sự tồn tại của Tiểu Bất Điểm thì sẽ tới giết nó mất. Hóa ra là vậy. Lục Lâm Thiên xem như đã hiểu một chút. Vậy cha mẹ của ta có xảy ra chuyện gì không? Bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không? Lúc này Tiểu Long nghe Thiên Độc Yêu Long nói vậy thì việc đầu tiên mà nó nghĩ tới chính là an nguy của cha mẹ, sốt ruột quẩy lên hỏi Thiên Độc Yêu Long. Ta cũng không biết, đối với chuyện của hai tộc này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng không có tiếp xúc quá nhiều, bất quá từ yêu hoàng chi khí và linh hoàng chi khí trên người ngươi mà ra thì huyết mạch của cha mẹ ngươi trong tộc nhất định là rất cao, có thể xem như là hạch tâm hoàng tộc, bản thể chủ yếu của Tiểu Bất Điểm ngươi là linh thú, chứng minh huyết mạch của mẹ ngươi cao hơn phụ thân của ngươi rất nhiều, có địa vị không hề thấp trong Thanh Long hoàng tộc, theo như ta thấy thì sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Nhưng bị xử phạt thì tuyệt đối là sẽ có. Thiên độc yêu long nói. Đôi mắt của Tiểu Long liền ươn ướt. Tiểu Bất Điểm, thực lực của ngươi hiện tại vẫn còn quá thấp, bất kể là tới Tổ Yêu Lâm hay Linh Hoàng Nhai đều sẽ gặp nguy hiểm, ngươi có muốn đi cũng vô dụng mà thôi. Thiên độc yêu Long nhìn Tiểu Long rồi nói.
Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi. Tiểu Long nói với vẻ kiên quyết. Tiểu Bất Điểm à, thực lực của ngươi căn bản có đi thì cũng vô dụng mà thôi. Bất kể là Thanh Long Hoàng tộc hay là Huyền Vũ Hoàng tộc cũng sẽ không tha thứ cho sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi muốn đi, trừ phi là thực lực của ngươi đã cao tới mức không ai làm gì được ngươi mới được. Thiên Độc Yêu Long nói. Lục Lâm Thiên vẫn đang trầm tư, hóa ra thân phận của Tiểu Long chính là như vậy. Chẳng trách Nam Thúc một mực không chịu nói ra thân phận của Tiểu Long, cũng chẳng trách lúc trước Tiểu Long lại bị linh thú đuổi giết. Xem ra, tình cảnh của Tiểu Long đúng là có chút nguy hiểm. Ta không sợ, ta muốn đi tìm phụ thân và mẫu thân của ta. Đôi mắt của Tiểu Long ửng đỏ lên, bộ dạng ủy khuất như trẻ con, làm cho người ta nhìn thấy mà thấy trong lòng cũng chua xót theo. Tiểu Bất Điểm, ngươi không giống như ta, cha mẹ ta mặc dù là Long Giao, nhưng đều ở cùng một tộc, cho nên ta trở về, cùng lắm thì chính là trở thành nô bộc mà thôi, mà thực lực thất giai của ta hiện tại. Sẽ thoát khỏi thân phận nô bộc, cùng lắm là trở về sẽ chẳng có địa vị gì mà thôi. Còn ngươi thì lại có liên hệ tới mặt mũi của hai tộc Yêu Hoàng tộc và Linh Hoàng tộc và những chuyện khác nữa, ngươi trở về sẽ chỉ lành ít dữ nhiều mà thôi, huyết mạch của ngươi rất cao, thực lực sớm muộn gì cũng sẽ trở nên rất cường đại, chờ tới lúc thực lực của ngươi trở nên cường đại thì lại trở về cũng không muộn. Thiên Độc Yêu Long nói, nhìn về phía Tiểu Long, trong ánh mắt mang theo sự quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối. Dù huyết mạch của hai người không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có chút liên hệ, đều có huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc, thân phận của cả hai lại khá là giống nhau nữa. Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long nói đúng lắm, ngươi vẫn chưa thể trở về được đâu, cho ta một chút thời gian, sau này ta sẽ trở về cùng ngươi, cho dù là Thanh Long Hoàng tộc cũng chẳng có gì, đến lúc đó ta cũng chẳng sợ hắn. Bạch Linh nhìn Tiểu Long rồi nói, lão đại, đệ nên làm gì bây giờ đây? Tiểu Long quay đầu lại hỏi Lục Lâm Thiên, trong mắt chỉ toàn vẻ ủy khuất không thôi. Ta biết rõ đệ rất nhớ cha mẹ, bất quá bây giờ đệ thật sự không thể trở về được, tới lúc thích hợp, lão đại sẽ trở về cùng đệ, bây giờ đệ phải cố gắng tu luyện, chờ thực lực của đệ mạnh hơn thì lại trở về cũng không muộn mà. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Tiểu Long rồi nói. Vâng, Tiểu Long gật đầu. Hô, Lục Lâm Thiên hít sâu vào một hơi. Thân phận địa vị của Tiểu Long quá lớn, cho nên nó cũng mang tới phiền toái rất lớn. Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, thực lực của mấy loại tộc đàn như thế này, sợ là không có mấy cỗ thế lực dám chống lại. Thiên Sí Tuyết Sư vội vàng vỗ cánh bay về, xuyên qua từng dãy núi bên trong sơn mạch Vũ Hải, tốc độ tuy bị ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn vô cùng nhanh. Sương mù bao phủ, bên trong lâm hải, đại thụ che trời vây kín, có bốn đạo thân ảnh đứng ở trong rừng. Chính là đám người thiếu tông chủ Tùng Bách Đào và ba trưởng lão của Thiên Quỷ Tông ngày đó. Thiếu tông chủ, ta thấy tiểu tử kia hình như đang đi cùng với người của Linh Thiên Môn, vừa rồi người của Linh Thiên Môn vừa rời đi, nhưng không thấy tên tiểu tử kia đâu, hẳn là không có ý giữ lại, để hắn đi một mình. Trong bốn người, tên Linh Xuất Tứ Trọng kia nói với Tùng Bách Đào. Hừ, tên tiểu tử kia dám động tới Thiên Quỷ Tông ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Ánh mắt của Tùng Bách Đào âm lệ nhìn về phía trước, ở bên trong vụ tinh hải, hồn linh quả cũng bị thanh niên mặc áo xanh cướp đi, thù này đương nhiên là phải trả rồi. Thiếu tông chủ, sau này chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu tử kia, lần này thiếu tông chủ ngươi vào đại điện vụ tinh gặp được cơ duyên, vẫn là nên trở về tông trước đi đã, tránh cho tông chủ lo lắng, nếu như tông chủ biết được thì nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Một vị trưởng lão ngũ trọng vũ xuất có thân hình hơi mập nói. Mau sai đệ tử trong tông đi dò la thân phận của tên tiểu tử kia, chúng ta về trước đi. Ánh mắt của Tùng Bách Đào trầm xuống. Vâng. Ba người thấp giọng đáp, sau đó bốn người liền biến mất trong rừng. Núi non trùng điệp, từng tảng quái thạch kỳ lạ thay nhau chồng chất trên đỉnh núi cao, bên trong dãy núi bao la, trên một ngọn núi khổng lồ bị sương mù dày đặc che đậy, trước ngọn núi, chính là một mảnh bao la khôn cùng. Sương trắng phía trước dày đặc lại mờ ảo như có như không lơ lửng giữa trời, như thể đây là nơi tận cùng của thế giới. Trong màn sương trắng dày đặc này, tựa như một thế giới do màn sương trời tạo thành, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ rung động. Tông chủ, vừa rồi người của Thanh Phong Môn vội vàng rời khỏi, xem ra là đã biết tới chuyện cấm chế rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có trò hay xảy ra. Trên ngọn núi, một người cất tiếng, người này chính là trưởng lão Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông. Đứng trước hắn là một người mặc áo bào trắng, là một vị đại hán trung niên mang theo sát khí, chính là Công Tôn Hóa Nhai.
chuyện này, phân phó cho người trong môn không được nhúng tay vào, lần này, ta muốn nhìn xem kẻ đứng sau lưng Phi Linh môn rốt cuộc là ai, phải lôi hắn ra ánh sáng. Ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai nhìn về phía màn xương trắng bao la trước mặt, nói. Người của Hắc Sát Giáo, Linh Thiên Môn, Lan Lăng Sơn Trang đã đi chưa? Người của Ba Sơn Môn đều đi cả rồi. Hà Dược Đông nói. Lần này đại điện Vụ Tinh đúng là có chút quỷ dị, không ngờ chỉ có 6 người đi vào, đây rốt cuộc là tại sao chứ? Vết đao trên mặt Công Tôn Hóa Nhai run lên, trong mắt có chút nghi hoặc. Dựa theo những lần trước mà nói thì mỗi lần mở ra, hẳn là có 10 người có thể đi vào, lần này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, dù sao đệ tử Hóa Vũ Tông của chúng ta lần này cũng chiếm được một phần cơ duyên, xem như không thiệt thòi. Hà Dược Đông nói, phần cơ duyên này mặc dù không tệ, bất quá ta sợ là đại cơ duyên thật sự sẽ bị người ta lấy được, lúc này chỉ có 6 người tiến vào, chỉ mong đại điện Vụ Tinh thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Công Tôn Hóa Nhai nói. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, mặc dù Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đột phá tới ngũ giai, nhưng muốn về tới Phi Linh Môn thì cũng tốn khoảng thời gian không ngắn. Tên gia hỏa này rốt cuộc là linh xuất hay là vũ xuất? Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Độc Yêu Long trừng to mắt ra nhìn, râu rồng run run, trợn mắt há mồm nhìn Lục Lâm Thiên.